bắt chuột. Chia sẻ lên trang cá nhân nào. À, cắt từ quần sóc trước đi. Đến. Vẫn chưa gói xong à? Còn ốm. Đâu có ốm, có từng này lên đúng không? Kia vẫn còn. Vẫn còn đâu mấy là đẹp. Em gói cho cùng với giáp nó đi để cho dân chuẩn bánh. Ô, em xin chào mọi người luôn nhá. Vâng. Em lên hơi muộn làm chị tí ngủ mất à. Đó, tí nữa em hạ dàn sau. Cảm ơn ạ, em có nhìn thấy có mình rồi. Hôm nay em làm nhanh nhá, em làm sâu lắm. Kỷ niệm cho mỗi chị một cái này. Hôm nay làm giá tốt lắm. Các chị chia sẻ like này. Không cần chia sẻ nhiều, chỉ cần một lần thôi để máy ra đơn là được ạ. Chị hàng chị ngắt yêu rồi luôn ý. Ôn chị ngắt luôn rồi. Nhận được hàng rất là yêu quá đúng không ạ? Cảm ơn mình nhá. À, vâng. Em làm thanh lý từ đầu like luôn này. Em làm quần sọc ạ. Quần sọc Xuân đang cầm ạ. Xuân nghiêng các chị xem. Nghiêng các chị xem. Quần sọc này do là không có thời gian cho nên là em sẽ thanh lý đồng giá. Đồng giá hết. Ở đây nó có bao gồm là sọc đũi này, sọc đá các thứ. Em ngắt làm thanh lý đồng giá 140.000 hết nhá các mình nhá. Kim đi em ơi. Thanh lý đồng giá 140.000 đồng A01. Em không chia hình, tất cả là quần sóc ngắn. Có nghĩa là sóc đấy mình. Ở đây có cả là cái quần viền kim sa này, quần sóc đá này, quần sóc đũi này. Đấy, cái này là A01. Em cảm ơn chị Thanh Hà. Cảm ơn chị em mình nhá. Hôm nay em vào hơi muộn đấy. Vâng. Cảm ơn chị Thảo. Do em vào hơi muộn thì em sẽ làm luôn ạ. Vâng. Cảm ơn chị Linh. Dạ, cảm ơn chị em mình ạ. Nhất trí ạ. Dạ. Gõ mã hàng vậy ngay số điện thoại. Chia luôn, em chia luôn này. Toàn hàng cao cấp và siêu cấp ấy ạ. Thanh lý 140. Em vừa bán vừa tặng chị nào mình chuẩn cú pháp nữa các chị. Còn sót các chị biết là không có hàng để mà vào hàng mà. Rất đẹp lắm. Xuân nghiêng có chị xem qua. Đây này. Các chị em mình ơi, rất là nhiều hàng đẹp. Em ngắt thanh lý đồng giá là 140. Các chị từ 40 cân cho đến 53 54 cân sẽ mặc vừa dành cho cái mã hàng 01 này. Phải chuẩn là 01 gạch ngang số điện thoại các mình nhá. Em chia luôn ạ. Mỗi chị một cái thôi ạ. À, chị chia luôn lên Xuân đếm trên tay luôn Xuân luôn nhé. Chị nào mà chuẩn chắc lấy hàng mới báo em nhé. Thanh lý đồng giá 140.000 đồng. Cái này toàn hàng cao cấp ấy mà. Em cắt mẫu nốt cho gọn ạ. Cho chị Liễu Hùng một cái này. Chị An Nhiên 2, chị Dung Thùy Linh, chị Hiền Thảo. Dạ, chia sẻ like một lần trên trang cá nhân là được. Không cần chia sẻ quá nhiều. Chị Hương Minh Susan. Dạ đúng rồi mình ơi. Dạ nhất trí các mình. À, em thanh lý đồng giá 140.000 đồng dành cho mã hàng này từ em. Cảm ơn ạ. Có nhìn thấy chị Mít ở đây rồi, chị Thanh Thanh một cái này. Quần là sọc. Đúng rồi các chị nhá. Chị Tuyên Vũ một cái ạ. Dạ em có nhìn chị Linh Ngọc rồi. Dạ anh chị Trần Liên này. 01 gạch ngang với điện thoại các mình ạ. Em thanh lý đồng giá là 140. Em cắt mẫu nốt cho gọn hàng mình nhá. Nhất trí các mình. À các chị cứ bấm đi, sau đó hôm nay nhiều tiết mục hay. Hôm nay làm giá nói chung là chị em mình đóng cửa bảo nhau. Rất là đẹp, mỗi chị lấy một cái về mặc. 01 và gạch ngang số điện thoại. Còn mấy cái này chị Hoa Hồng Dương một cái này. Hàng của em chất đẹp lắm ấy. Các chị mà nhận được hàng các chị mình sẽ cảm nhận được về hàng đẹp như thế nào. Chia sẻ like một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn về kiểm tra. Quần sọc tất cả đều là hàng Quảng Châu cao cấp hết ấy. Từ tầm khoảng 40 cân cho đến là 54 cân là đẹp nhất cho em. Dành cho 01 các mình nhá. 01 gạch ngang số điện thoại các mình ạ. Vâng. Còn mấy cái nữa chị nào mà chưa kịp lấy chị em mình lấy rồi dùng này. Chị Văn một cái này, chị Thủy Anh Trần một cái này. Em cách căn mẫu hết đấy mình ạ. Để mai em treo hết hàng mới, treo hết sơ mi lên. Chị Hiếu Thảo em chốt rồi. Nên giá em vừa bán vừa tặng nhá. Do em cắt mẫu nốt nên xin phép các mình là em đã lỗ rất sâu rồi. Cho nên là chị nào mà chắc chắn lấy mới bấm một em nhá. Chị Nguyễn Tuyết có cho mình rồi. Đây là mã hàng 01 các chị ạ. Dạ vâng. Anh chị Hà Vân một cái này. Dạ 140.000 đồng là em thanh lý nốt. Có nhìn thấy chị nào Cẩm Lệ ạ. Dạ quần này mà thích lắm, em cảm ơn nhá. Chị Tuyết là em có chia rồi, chị Dung một cái này. Ok ạ. Dạ, rồi có nhìn thấy mình ở đây rồi, đến 54 cân thôi ạ, đến 54 cân thôi. Không chia hình đâu các chị nhá. Không chia hình đâu. Ở đây bao gồm cả quần đũi, quần đá đấy. Em sẽ là gộp vào đây luôn và sẽ thanh lý đồng giá hết là 140.000 đồng dành cho mang 01. Còn mấy cái nữa chị nào chưa kịp lấy này. Chị Đỗ Mai Trang một cái này, chị Mai Đặng một cái, chị Lisa Quê một cái này. Đẹp lắm các mình ạ. Nhận được hàng các chị biết ngay ấy mà. Còn mấy cái nữa Xuân? Còn 3. Còn 3 cái nữa.
em không chia hình đâu. À, cái mà Xuân có nghĩa là Xuân nhắc ra cho chị có nghĩa em không chia hình các mình nhá. Đấy, tất cả đều là hàng cao cấp hết của em đấy. Các mẫu hàng này em đều quay hết rồi, bao gồm quần đũi, quần đá, thứ không chia hình. 140 ạ. À, khuyến khích anh chị nào mà xem live thường xuyên mình biết mẫu hàng rồi. 140.000 đồng dành cho 01 ạ. Dạ vâng ạ, Xuân báo luôn này. Đây là mã 01 các chị nhá, bên em thanh lý quần khóc làm với giá là 140.000 đồng ạ. Chị nào mà lấy các chị comment 01 để lại em lại nhá. Có nhìn thấy chị Thương rồi. Chị Yến Thanh một chiếc này. Dạ đây vâng. À, em có nhìn thấy chị Anh Vân rồi, em cảm ơn nhá. Chị xem hình em chốt cho mình rồi. Okay. Dạ. Em cảm ơn, có nhìn thấy mình rồi, nhất trí ạ. Cảm ơn mình ạ, chị Hằng em chốt rồi. Đẹp quá em ơi. Hết hàng rồi, do là hết rồi cho nên là em mới cắt mẫu các mình nhá. Cặp của nó đây là cặp chun có giãn nhiều. Dạ vâng ạ. À, 140.000 đồng em thanh lý nốt cho gọn luôn. Cái này chị em mình lấy mặc phối đồ thứ cho xinh. Hôm nay em tổng hợp hết, em cắt hết làm với giá vừa bán vừa tặng. Chủ yếu chị em mình có lịch sử mua hàng, không cần phải chia sẻ quá nhiều đâu ạ. Chỉ cần một lần trên trang cá nhân để máy ra đơn là được rồi. Các mình nhá, em qua mã nhá, dành cho mã hàng 02 này. Anh chị Ngọc Diệp một cái này, còn một cái cuối cùng 40 cân đến 54 cân, có size các chị từ 40 đến 54kg ạ. Mặc vừa dành cho quả hàng 01, em qua mã luôn nhá, di chuyển sang 02. 01 còn một cái nữa đấy, chị nào chị cực lấy cho chị Lan Lan nốt. Em hết hàng nhá, di chuyển sang 02 tuần ngố nào. Ngố đũi ạ. Thanh lý nốt 130.000 đồng, còn mấy cái các mình ạ. Chị nào mà từ 42kg đến 56 cân chị em mình lấy ở mặt các chị nhá. Hàng Quảng Châu hết, rất là đẹp luôn. Xuân để dơ lên các chị xem form một tí này. Chắc là các chị mình chưa quên mã những cái quần ngố này của nhà em ấy. 02 ạ. Dạ. Rồi đơn của chị để chủ nhật ship cho chị nha. Chị đi công tác. Báo các bạn hộ em cho nhà chị Oanh ơi. Dạ, cảm ơn các mình. Sang 02 ạ. Mã hàng 01 chốt nốt là chị Huyền Lê là em hết hàng. Dạ, anh Tùng ạ. Vâng, mãi chả được chia cái nào ngu ngu à. Nhà giàu hôm nay lại xem livestream của em ngát à. Sang 02 nhé các mình nhá. Một lần trên trang cá nhân. Dạ, em có nhìn thấy chị Châu Ngọc rồi. Quần này thì chị nào mà từ 42 cân đến 58, 60 cân chị em lấy mặc có giãn nhiều, có size ạ. Có mấy cái em cắt mẫu nút 130.000 đồng. Này là dòng siêu cấp và rất là đẹp. Vâng, em chia luôn nhá, dành cho quả 02. Em cắt mẫu nút lại chị An Nhiên hai chiếc này. Chị Tuyên Vũ một cái ạ. Dạ, 42 cho đến 60kg ạ. À, các chị cứ đúng đồ số của bên em. Hàng đến nơi cứ đúng hóa đơn của Dương Ngát. Các chị em mình nhận thì chẳng ai lừa được các chị em mình đâu. Công cốc cho công cốc quét đấy mà. Lừa đảo kiểu ngày xưa rồi. Chị Hà Vân em chốt cho mình rồi. Dạ vâng ạ. Dạ em có nhìn thấy các mình rồi. À, cái này em cắt mẫu nốt em thanh lý là 130.000 đồng. Quần nữ ạ. Quần nữ, quần ngố nữ đấy ạ. Quần đũi đấy ạ. 42 cân đến 60 cân các chị ạ. Vâng, chị nhất trí các mình, em có nhìn thấy mình ở đây rồi. Chỉ cần chia sẻ một lần trên trang cá nhân. Cảm ơn các mình. Hàng đã nhận được đẹp quá trời, em cảm ơn luôn nhá. Còn mấy cái em cắt mẫu nốt là 130.000 đồng chị Ngọc Oanh một chiếc này. Okay, chị Hằng Nguyễn một, chị Hằng Nguyễn hai cái này. Okay, dành cho mã hàng 02 em thanh lý nốt cho gọi chị Phương Sữa một cái này. Dạ còn một cái nữa dành cho mã hàng này là mã hàng 02. Dạ vâng ạ. Có nhìn thấy chị cây ngô đồng ở đây rồi. 130.000 đồng là em thanh lý nốt các chị nhá. Được chưa ạ? Dạ em di chuyển sang mã hàng số tiếp theo này. Cho lấy quần bi đi em ơi. Đây hôm nay thanh lý hết, cắt hết, không có nhiều, không cần phải chia sẻ quá nhiều, nhưng mà em sợ là với cả hơn thế nữa là em vừa bán vừa tặng rồi và sẽ có một vài trường hợp là nhiều chị là chưa mua bên em bao giờ và bấm sau đó lại bom hàng bom miếc ấy. Giá này nữa thì em thật sự rất buồn ấy, cho nên là những chị nào mà chắc chắn lấy hàng chị em mình mới bấm. Sang 03, 02 em xin phép tạm hết hàng rồi. À, chị Dung ơi, chốt nốt chị Dung là hết hàng nhá. Chị Hương ơi di chuyển sang mã hàng khác giúp em. Em sang 03, quần bi hàng cao cấp, cái này cho các chị xem ở bên cạnh này. Cái này hàng này thì đắt và đẹp ơi là đẹp luôn. Cái này còn sót lại mấy cái, hôm nay em đã gọi là em cắt mẫu em sẽ cắt hết luôn ạ. Dành cho mã hàng là mã hàng số 03. Em cắt thanh lý nốt ạ, 130.000 đồng. Đắt vì bom bi, em cảm ơn các mình nhá, cảm ơn chị Hiền. 130.000 đồng chị nào mà từ 45 không, cái này phải từ 47 cân cho đến 54 cho em là đẹp ạ. Em cắt mẫu nốt, chị vừa bảo bao tiền nhỉ? 130.000 đồng dành cho 03, xin chào chị Lệ. Vâng. Áo em mặc có mấy cái thôi các mình nhá. 03 em chốt luôn này, chị Thương Nguyễn một cái này. Okay, các chị lấy quần này mặc. Đây tôi có chị xem này. Đấy, có 3 cái thôi các mình nhá. Chị Thanh Loan Nguyễn một cái này. Và anh chị Vũ Dung một cái. Em hết hàng luôn ạ. À. Em cảm ơn anh chị Hiền nhiều nhá. Dạ đẹp lắm hả, nhận được đồng hồ em đẹp, em cảm ơn mình luôn này. Em sang 04 luôn ạ. À. Di chuyển sang mã 04 quần kẻ luôn nha, quần kẻ. Cái kẻ này thì nó có sẽ có hai form, là một cái là diềm bên cạnh và một cái sẽ là cái nẹp ở bên dưới. Tất cả các mẫu hàng này đều là mẫu hàng là 280 và 320. Em mắt thanh lý gọn luôn. Đây ạ, mẫu này là mẫu kẻ caro, cũng là 130.000 đồng. Em thanh lý nốt kỷ niệm cho chị em mình. Mã 04 các chị lấy mặc đẹp lắm các mình ạ. Chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng 46-47 cân cho đến là 56-57 cân là xinh nhất luôn. Dành cho mã 04 ạ. Các mình bấm nhanh 04 và gạch ngang số điện thoại ạ. Em thanh lý nốt là 130.000 đồng. Các chị nhìn này, nó đều là kẻ caro nhưng mà nó có hai cái form chất như nhau á mình nhá.
dành cho mang này, mang 04 à? 04 các chị ạ, gõ 04 hộ em nha. 04 vâng. Kẻ cà rô mã 04 không cần phải báo kẻ cà rô mà các chị sẽ bỏ gõ cho em là 04 gạch ngang số điện thoại ạ. Mình vừa nhận được đồng hồ với kính phê thật ạ, em cảm ơn nhá. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn em chia luôn ạ. Chị Đỗ Mai Trang một cái này. Dạ nhất trí các mình nhá. Dạ nhận được hàng ạ. Dạ xịn xò hết nấc, em cảm ơn nhá. Chị Nguyễn Quỳnh Chi một cái ạ, chị Xuân Phạm một cái ạ. Dạ dành cho mã 04 ạ, và chị Bùi Thu Trang còn một cái nữa. Còn một cái cuối cùng ạ, cho một chị cuối cùng là chị Thương Nguyễn một cái và chị Hạnh Mai Thị Bích em hết hàng ạ. Thì chuyển sang quần bo à, quần sớ đây sớ ạ. Má ơi nó sót lại một cặp, thế là hôm nay em tách ra, trời đất ơi đẹp dã man, dành cho 305 sớ rộng của các chị đấy. Đấy chị em mình sẽ lấy này 40 cân cho đến là 62 cân mặc vừa sớ này cho em. Em ngắt thanh lý cắt mẫu nốt 145.000 đồng, chị nào nhanh tay chị em lấy được luôn, tất cả đều là hàng Hồng Kông và Quảng Châu hết ạ. 40 cân cho đến 60 cân mặc được ạ, dành cho quả hàng số 05 ạ. Em ngắt thanh lý là 145.000 đúng không? 145.000 các mình nhá, sớ ống rộng đấy. Bên cái quần này thì mặc đẹp lắm rồi. Chắc các chị xem like của em nhiều đúng không ạ? Không phải là em buồn đâu mà em đang cố tình nói nhỏ tí em nói to bởi vì hôm nay nhiều hàng. Em không phải cố giữ giọng. Nhiều hàng lắm chứ bây giờ em đọc các mình thì em sợ là tí nữa không đọc hết được mất. 04 là quần sớ, đúng rồi ạ, hàng von lụa các mình nhá. Bộ của Xuân tí nữa em sẽ làm sau. Không, đây là 05 chứ đúng không ạ? 05 chị Đỗ quên một quần này. Anh chị nhất trí các mình. Em thanh lý nốt 145.000 đồng. Dạ chị Tho Nguyễn Thị một cái này. Đây là 05 nhá các mình nhá. Dạ vâng ạ, đây là mã hàng số 05. Em thanh lý nốt 145. Dạ đúng rồi. Quần này tối nào có chị cũng hỏi đấy. Chị Nguyễn Tuyết một cái này. Dạ không phải có hàng mà không bán đâu. Mà hôm nay nó sót lại em mới chốt này chị Sakura. Chị nơi tình yêu bắt đầu. Dạ đây là mã hàng 05 mình ạ. Nhất trí các mình luôn ạ. Quần này mặc sướng lắm ạ. Em cảm ơn chị Hoa Hướng Dương ạ, chị Nguyễn Tuyết, chị Nguyệt Lê, chị Dương Thùy Linh và còn một cái cuối cùng là chị Tuyền Leo. Em hết hàng ạ. Dạ vâng ạ. Nhất trí các mình em cảm ơn ạ. Di chuyển sang 06 ạ. Quần là đây là dáng các dáng baggy ở đúng rồi. Bong bong thục thục đấy luôn này. Giơ lên các chị xem qua này. Các cái dáng này đều là dáng bong và chốc cơ, dành cho mã hàng này là mã hàng số 06. Em cảm ơn chị Linh Linh nhiều nhá. Cảm ơn các mình. 06 là quần bom và quần jogger. Cái này dạng baggy bom. Đấy các mình thấy này, cái dạng quần này là quần kiểu nó hơi thụng thụng đấy. Các chị nhìn qua là chắc các chị em mình cũng nhận ra quần này rồi đúng không ạ? Mã hàng 06 em ngắt thanh lý kỷ niệm các mình nốt là 120.000 đồng. Quần này các chị rơi vào tầm từ khoảng là 46 cho đến 54-55kg sẽ vừa. Bên em sẽ sắp size vừa cho các chị em mình. Có nghĩa là từng đó quần bên em chia xuất luôn mình nhá. Dành cho 06 46 cho đến là 54-55kg. Có những quần có chị 57 cân cũng vừa. Từ 46 cân trở lên em thanh lý đồng giá hết là 120.000 đồng. Các chị nhận ra ngay đây là những mã hàng đắt mà trước đây bên em đã làm đúng không ạ? 06 các mình ơi, em thanh lý đồng giá 120 có váy nhiều ạ. Váy hôm nay các cái mẫu 1-2 cái nhiều lắm. Từ trên xuống dưới các mình nhá. Dạ chị Thanh Phương, chị Tuyền Leo. Dạ đây là mã hàng 06 ạ. Dạ chị Thương Nguyễn có cho mình rồi. Và vâng ạ, đây là mã hàng số 06 các chị ạ. Chị Thành Phan em đã chốt rồi. 120 là giá em thanh lý nốt các mình nhá. Cho gọn hàng luôn ạ. Chị nào mà từ 46 47 cho đến là 56 57kg sẽ mặc vừa. Dành cho mã hàng số 06 ạ. Vâng, chị Sen Huỳnh em có chốt cho mình rồi. Anh chị Trần Thị Hường có cho mình rồi ạ. Quần này mặc nhẹ tênh em cảm ơn nhá. Đúng rồi ạ, 120.000 đồng là em sẽ cắt mẫu nốt đấy ạ. Chị Đỗ Huân một cái, chị Hà Nguyễn một cái, chị Trần Thị Hường hạ luôn em. Di chuyển sang đến mã hàng số 07 ạ. 07 cho chị sang đến cái quần dơ luôn đi em ơi. Đây ạ. Quần này là quần tăm cốt tông tăm dành cho mã hàng 07. Quần này có hai cái, chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng là hơn 40 cân cho đến 60 65 cân mặc thoải mái. Em ngắt thanh lý luôn dành cho mã hàng 07 là 179.000 đồng. Hàng này hàng cao cấp không phải là hàng vớ vẩn mình nhá. 07 có hai chiếc ạ. Đã chỉ còn 3 đơn ạ, nhờ chưa nhận nên tối nay lên nhìn em thôi. Em cảm ơn các chị cứ nhận đủ hàng, sau đó mình sẽ đặt đơn hàng tiếp theo cho em nhá. 07 ạ. Đã, đẹp quá đúng không ạ? 179. Dạ, em thanh lý nốt đấy ạ, cho chị Phạm mặc hiền một cái. Mỗi chị hôm nay lấy được một cái mặc cho sướng nhá các chị nhá. Em ngắt vừa bán vừa tặng mình luôn ạ. Dạ cảm ơn chị Loan Ngọc Anh ạ, em gái bán hàng có tâm nhất miền Bắc. Em cảm ơn chị Huy Tam một cái hết hàng ạ. Đi chuyển sang đến mã hàng số tiếp theo ạ. Là mã hàng 08 ạ. Chia sẻ like để máy ra đơn ạ. Em tách ra chị những cái nào quần đá riêng đi. Quần ở mã hàng số 08 này các chị em mình này. Quần rất là đắt luôn. Quần đá riêng và quần thể thao riêng. Quần thể thao trước đi nào. Đấy, cầm quần thể thao chị. Đấy. Em nhắc ra đếm. Đây em quần thể thao trước này. Quần thể thao tất cả cái này đều là yêu mì ép này. Đẹp lắm các chị nhá. Em ngắt sẽ thanh lý đồng giá những quần thể thao này là 179.000 đồng. Anh chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng là 42 cân cho đến là 52 cân thì chị em mình đăng ký quần này. Mặc cho nó xinh cho em. Những quần này em đã từng quay trước đây. Không có hàng để về nữa mình nhá. Em cắt mẫu luôn ạ.
dành cho mã 08. Em sẽ thanh lý cắt mẫu nốt là 179.000 đồng. Áo của em lát nữa mình ơi. Em cảm ơn các chị nhá, nhận được hàng đẹp à. Em cảm ơn. Cảm ơn các chị rất nhiều. À, sang đến mã hàng số 08 ạ. À 07 ạ. À 08 chứ nhỉ? Dạ 08. Quần chất yêu mì, tất cả đều là quần thể thao hết. Em ngắt thanh lý đồng giá là 179.000 đồng. Chất thì không cần phải bàn đâu. Hàng của em ngắt thì các chị chỉ cần nhặt và chị em mình đếm và mặc thôi. Không cần phải lo ngại về chất nữa rồi. Và số cân là từ 42 cân đến 52 cân là vừa và đẹp nhất cho em nhá, dành cho mã hàng này. Quần em có rồi, mặc thích lắm, em cảm ơn chị Trang nhiều. Em cốc nước luôn ạ. Đây là mã hàng số 08 các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 179.000 đồng. Trên tinh thần là như thế này các chị này. À, đó là buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ là cắt mẫu và thanh lý với giá vừa bán, vừa kỷ niệm cho các chị em mình. Chứ không phải là vì là những cái này là nó cũ rồi là nó lỗi mốt các thứ, mà kể cả những mẫu hàng rất mới. Còn 1-2 chiếc là em cũng cắt luôn các mình nhá. 08, em cảm ơn chị Nghĩa Nguyễn ạ. Em chia luôn này, dành cho 08, chị Thu Thủy này, okay. Chị Nguyễn Trang ạ, em cảm ơn chị Nghĩa ạ. Vâng, anh chị Ngọc Hiền ạ. Dạ, anh chị Bella Lê ạ. Dạ vâng ạ, đây là mã 08, các chị chia sẻ để máy ra đơn. Chị Thu Phương một cái ạ. Dạ vâng, và chị Thu Trang em có chốt rồi. À ạ, sang quần đá luôn ạ, dành cho mã 09 ạ. Đá đi, đá riêng đi và cái ấy riêng đi. Đây, cái quần lưới hàng siêu cấp hàng Hồng Kông. Còn hai chiếc cái này có size kia, size gì đấy, kiểm tra luôn size nào. Size này chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng là 53 cân cho đến 58-60 cân chị em mình lấy 09. Em ngắt thanh lý cắt mẫu luôn. Quần này là 199.000 đồng dành cho 09, có hai cái ạ. Quần này không về hàng nữa mình ơi, dành cho 09. Sau quần em sẽ là sang đến váy. Vâng. Anh chị Khánh Vi báo là có đơn hàng cần xử lý, dành cho số điện thoại như sau này. Đợi em một chút nha. Ngày mai bên em sẽ liên hệ với mình trong giờ hành chính. Đợi tí để em chụp lại phần tin nhắn số điện thoại của chị. Ok chị nhá. Các bạn sẽ liên hệ với mình trong khung giờ hành chính ngày mai. Em di chuyển sẽ đến mã hàng số sau đây. 09 có hai cái sẽ to ạ. Em sẽ chốt cho chị để đảm bảo mỗi chị một cái nhá, thì em sẽ chốt cho hai chị sau đây. Dạ vâng ạ. Anh chị Ngọc Lam một cái đi này. Anh chị nhất trí các mình luôn ạ. Phải mã hàng và số điện thoại máy mới ra đơn ạ. Và một chị mình ngoại cỡ sẽ mặc được cái này sẽ rất là đẹp và rất là sướng đi. Dành cho mã hàng này là cho chị Thanh Phương nhá. Dạ vâng ạ, em di chuyển sang đến mã hàng số tiếp theo là quần đá đi, quần đá. Em kiểm tra luôn ạ. Bộ của Xuân tí em lên luôn ạ. Đếm luôn cho em bộ của Xuân ở góc này với. 2M1. Đây ạ. Các mình chuẩn bị đăng ký, đẹp lắm. Đẹp ơi là đẹp luôn. Sau khi nhận được hàng á, miết man luôn, sướng mà. Nói chung hàng em ngắt phục vụ các mình là sướng nhất quả đất rồi. Được chưa ạ? Dạ, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn cho em lẹ luôn nha. Còn cái size nào nhỉ? 2M1XL. Như vậy là các chị đăng ký đi ạ. Có 2M và 1XL. Quần này em ngắt các mẫu và thanh lý luôn là 229.000 đồng, dành cho mã hàng số 10 ạ. 10 đi ạ. Em thanh lý luôn các mình nhá. Vâng. Dạ. Mặt chị nhìn lanh lợi mà nói giọng hiền thế. Có nghĩa là khuôn mặt là không tương xứng với giọng nói đúng không ạ? Trông rất ghê gớm nhưng mà giọng lại có vẻ là hiền hiền đúng không ạ? Chưa đến lúc xù chứ. Em bắt đầu chốt tăng 10 nha. Từ trên xuống dưới dành cho mã hàng số 10 ạ. Dạ. Còn 2M và 1XL các chị đăng ký hộ em luôn ạ, dành cho mã hàng này. Mã hàng số 10 cho chị An Nhiên sẽ XL này. Dạ, còn 2M đấy ạ, các chị đăng ký sai ạ. Còn 2M. Dạ. 2M chị Nguyệt Lê inbox dùm em nhá. Dạ. Các chị phải đăng ký sai đi. Còn 2M đấy ạ. Em thanh lý là 229, chị Nguyễn Doan một cái này. Và một chị nữa là chị nào đấy ạ? Và một chị là chị Hằng Mai Thị Bích đấy ạ. Hạ đi em ơi, hết hàng này. Áo này 11, áo BB đá, em ngắt thanh lý 99.000 đồng. Con hàng này có size các chị từ 40 cân cho đến 52 cân ạ. Đây hàng Hồng Kông này, còn mấy con này các mình ạ, đẹp lắm. Dành cho mã hàng số 11 các chị nhá. 99.000 đồng. Không cần phải chia sẻ quá nhiều ạ. Cứ chia sẻ các chị lấy mã hàng nào các chị chụp lại màn hình về kiểm tra hàng cho em. Lấy đá Hồng Kông này thì chị nào nhận được hàng cho biết rồi. Nó không hở ạ. 11 ạ. 99.000 đồng dành cho mã hàng này ạ. Dạ, hôm nay mới nhận được 3 đơn luôn. Dạ, bộ Xuân mặc thích lắm. Em cảm ơn mình nhá. Em di chuyển sang 11 rồi chị em mình ơi. Mã hàng số 10 em hết hàng. Em di chuyển sang 11 rồi, 99.000 đồng, đẹp lắm, hàng Hồng Kông đấy ạ. Vâng. Mỗi chị một cái luôn này. 40 cân đến 52 cân mới vừa được ạ. Chia sẻ like một lần trên trang cá nhân em chia nhá. Anh chị Thọ một cái này, okay. Chị Mai Pha một cái này, okay. Dạ chị Đỗ Mai Trang một cái này, okay. Chị Thảo Chip một cái này. Áo này nhận được rồi, đẹp lắm đúng không ạ? 40 cân đến 52 cân chị em mình mặc đẹp miên man luôn. Dạ chị Nguyễn Lệ một cái này, okay. Nhất trí em có nhìn thấy mình ở đây rồi ạ. Dạ chị Tuyền Leo một cái này, okay. Và một cái nữa cho chị Hạnh Mai Thị Bích. Chị Nguyễn Doan thêm một cái nữa. Và còn một cái nữa cho chị nào nhỉ? Cho chị Hoàng Hồng nhá, được không ạ? Chị Hoàng Hồng một cái, hết hàng ạ. Em sang đến mã hàng số tiếp theo luôn ạ. Là mã hàng số... đây ạ, để chị xem nào. Xuân dơ cho chị.
làm luôn bộ của Xuân để chia cho. Đây ạ. À, em xin mấy giây. Alo. À vâng 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 ạ. Dạ. Ra lấy đi. Vải vải phải ra lấy vải của anh Hải của em cái. Em sang đến mã số 12 ạ. Xuân lấy hết chị không? Xuân lấy đi. Ra lấy của em cái đang làm đến bộ này, bảo Xuân ra lấy vải đi. Các chị thông cảm mà. Một anh đẹp trai muốn rất muốn là diện kiến Xuân nhưng mà tại thời điểm này là Xuân chưa đồng ý cho nên là không được. 12 ạ. Và đăng ký luôn cho em dành cho mã số 12. Bộ này từ 48 cho đến 65 cân. Bộ này em sẽ thanh lý nốt bộ này là hôm trước em làm là 220 đúng không ạ? Em thanh lý nốt là 199.000 đồng, còn vài bộ thôi. Các chị lấy không ạ? Các mình ạ, bộ Mochino xịn lắm. Cho các chị xem qua một tí dành cho bộ này luôn nhé mình nhé. Đẹp cực kỳ đẹp mà nói chung là xịn cực kỳ xịn. Đây này, nó chính là Ismi, chính y và đồng bọn ấy, chất cốt tông đẹp. Đấy, cho mã số 12. Các chị nào lên mã trước thì em chia trước luôn nhé mình ơi. Đẹp lắm, đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi ấy. Chính là bộ này. Có vài bộ thôi các mình ạ. Chị nào mà lên mã trước em chia trước này. Nhận được hàng cho em xin kiểu ảnh nhé các mình nhé. Dành cho mã số 12 ạ, từ trên xuống dưới dành cho 12 ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn các chị em mình. Em bắt đầu Campuchia. Anh chị Linh Nguyễn 1 này. Đã, anh chị Nhất Trí các mình ạ, chị Nguyễn Duyên 1 bộ ạ. Anh chị tiếp theo ạ, chị Yến Lê Hằng 1 bộ này. Anh chị Yến, anh chị Nguyễn Doan có rồi. Anh chị Trang em chia cho mình rồi đấy ạ. Vâng ạ. Anh chị Nhất Trí của mình, chị Bùi Liệu em đã chia ạ. Nhất Trí ạ, chị Hiền Tây có cho mình rồi. Chị Phương Vũ có rồi đấy ạ. Chị Hoàng Thu Hồng 1 bộ, chị Hằng Nguyễn 1 bộ. Dạ, chị Minh Phượng em đã chia cho mình rồi đấy ạ, dành cho mã hàng này. Dạ, anh chị Ngọc Dung có cho mình rồi ạ, dành cho mã hàng này. Dạ vâng ạ. Anh chị Nguyễn Thuận có cho mình rồi. Chị Thanh Phương em đã chia. Và chị Sơn Lâm có cho chị Sơn Lâm rồi ạ, dành cho mã hàng này. Và em cảm ơn mình nhiều nha. Di chuyển sang đến mã hàng số tiếp theo là mã hàng số 13. Trên màn hình của tất cả các chị em mình là mã hàng số 13. Áo tăm ạ, cao cấp dành cho mã hàng này là mã hàng số 13. Vô cùng đẹp dành cho mã hàng này. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn. Anh Hải ơi, 45 cân cho đến 53kg mặc vừa và đẹp nhất dành cho mã hàng này là mã hàng số 13. Cốt tông tăm đẹp ạ. Em cái này còn mấy cái em cắt mẫu nốt, chị nào kịp lấy 89.000 đồng còn sót lại một, còn vài cái tẹt đếm cho các chị luôn ạ. 89.000 đồng hàng Quảng Châu ạ, dành cho 13. Đâu anh đâu? Ôi dồi ôi, ghép vải to như anh ấy à. Đấy các chị thấy không ạ? Màn cầu duyên đầu tiên là 10 cân vải. Đấy các chị thấy không? Cái đẹp quá giá thế chứ này. 12 em chia luôn nhá. Dành cho mã hàng này các chị gõ đi ạ. 13 em xin lỗi ạ, em xin lỗi 13 ạ. 13 các mình ơi. 89.000 đồng dành cho mã hàng số 13 này. Chị Doan này, chị Vân này, chị Hạnh Huỳnh này, chị Lê Huyền ạ. Vâng, 13 chị không tên ơi, 13 cho em nhá. Đủ, có đếm đẹp. Và còn một cái cuối cùng cho chị nào nhờ, còn một cái cuối cùng ạ. Vâng ạ. À, và cho chị Nhung Nguyễn dành cho 13 đi ạ. Và em hết 13 luôn mình ơi. Di chuyển sang 14 hộ em luôn nha. Váy mèo này Xuân dơ đi Xuân ơi. À sorry, váy chị xem nào. Còn mấy cái quần váy kia đúng không? Dơ nốt mấy cái quần váy kỷ niệm cho các chị này. Đây. Đây là đẹp này các mình này. Sao lại quần đá? Ô còn còn sớ kia nữa kìa. Xuân chắc là ôm bị sót à. Đầy hàng đẹp luôn. Hôm nay nhà em không có gì ngoài hàng đẹp luôn các mình nhá. Di chuyển sang 14 ạ. À, xin mời tất cả các chị cùng di chuyển sang mã hàng số 14. 14 đẹp quá các chị ơi. 14 rất đẹp luôn. Ủa vải gì mà to vậy, dã man. Em Xuân lấy chồng chưa chị Ngát? Chưa ạ. À, Xuân đang đợi anh Hải ạ. Xong mùa vải năm sau ạ. Vâng đấy, đấy các chị treo là đây. Đấy các chị thấy vải to không? Vải này vải trũ đây. Anh chị nào đang ở trũ đây ạ? Tươi hôi hổi nóng à. Tươi rôi rói luôn. Đấy màn cầu hôn đầu tiên. Ngày xưa Sơn Tinh Thủy Tinh sẽ là rời núi lấp biển các thứ đấy. Nhưng mà đây. Các chị thấy không? Váy xinh có giá thì các chị mình coi nhận không? Khổ thế, vất vả quá. Quãng đường xa xôi ấy. Mang đến cho em chùm vải mà em lại không ra lấy cho. Đau đi. 14. Không, quần này nó bị mất úp rồi. Cái này các chị mình cùng quan sát dùm em nhá. Dành cho cái này. Dạ vâng, đợi em một chút xíu ạ. Cái này là bên em là còn 1S và 1M. Em thanh lý kỷ niệm cho chị nào là 199.000 đồng. Các chị đăng ký ạ. Xe xì 80kg một cân vải giang Bắc Giang của em. Ôi thế hả, hôm trước em mua có 45.000. Mã hàng số 14 này em thanh lý có 199.000 ạ. Dạ nhìn em này giống Hồ Ngọc Hà. Cảm ơn các chị. Chị nào đăng ký, mình đăng ký size hộ em nhá. Có size S và size M à? 1S, 1M ạ. Vâng, chị nào đăng ký size thì em chia size mình trước nhá. Dành cho mã hàng số 14 ạ. 14 này anh chị dạ, chưa thấy các chị đăng ký size ạ.
đăng ký size đi để em chia mình ơi. Còn một S một M. Quần này hàng đầu vào của em là hàng 42, là tương đương 420. Quần này các chị mua ở ngoài đắt phết, phải tầm khoảng 560 đấy. Đây là mã hàng số 14 ạ. Có một S một M. Em chia đã nhá. Là anh chị Hạnh Mai Thị Bích là đăng ký là thôi cho chị đồ ok, chị là size M. Dạ size S cho chị nào, 48 cân trở lại sẽ mặc vừa size S ạ. Còn một cái size S ạ. Dạ like luôn vải đi em hít. Các chị nào đang buôn vải, các chị từ xa các chị lại mắng em chết. Và dị buôn đúng không ạ? 14 có size S ạ. Size S của chị nào ấy nhỉ? Dạ 48 cân trở lại, chị nào từ tầm khoảng 44 đến 48 49 cân mình sẽ mặc vừa size S. Ok, em đã nhìn thấy một chị mặc vừa size. Vừa size với chị nào mặc sẽ khoái hơn nhiều. Cho chị hàng Hà Thị một chiếc thành cái size S này. Em di chuyển xem mã số tiếp theo này. Trong quý mình làm em ơi phải nhìn kỹ rồi nhá. Váy ạ, dành cho mã hàng số sau đây là mã hàng số 15 ạ. Váy mèo em ngắt thanh lý nốt ạ. Váy cốt tông mèo, meo 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 2 giây cho em nhá. Cắt mẫu thanh lý nốt này. Mỗi chị một cái dành con mèo này cho em ạ. Còn mấy cái xin phép các mình là cho gọn hàng luôn buổi tối ngày hôm nay ạ, 179 nhá các mình nhá. Còn vài cái thôi. Còn nhiều em sẽ để nhưng mà còn có vài cái thôi, chị em mình sẽ chia nhau luôn nhá. Đây là quả hàng này hộ em nhá. 179.000 đồng. Hàng Quảng Châu cho các chị xem mát dành cho 15 này. Chị nào mà từ 46 cân cho đến 62 cân chị em mình mặc thoải mái đẹp lắm. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 15. Các chị đăng ký nhanh lên bởi vì là không có nhiều ạ, đẹp lắm. Mã 15 là váy mèo em đang cầm trên tay các chị nhá. Mochino đây ạ. Ok, để em chia cho mỗi chị một cái này. Từ 46 47 cho đến là 62 65 cân mặc đẹp dành cho 15 ạ. 15 em chia luôn này, chị không tên là hai chiếc dành cho 15. Giá 179 là em thanh lý rồi, còn các chị mua cái này là hơn 400. Vải của cái chất của nó là cốt tông non. Dạ đúng rồi mình ơi, nhất trí đã nhận được rất đẹp. Em cảm ơn ạ, chị Hoa Hoa, anh chị Candy. Dạ anh chị Nghĩa Nguyễn em chốt cho mình rồi. Em cắt mẫu nốt các mình nhá, cho gọn hàng luôn dành cho mã hàng này là 179. Chị nào mà từ 46 47 cân cho đến là 60 62 cân mặc thoải mái luôn. Anh chị Nguyễn Lan em có chia cho mình rồi, chị Hằng Thúy có rồi, chị Trần Hằng có cho mình rồi. Dạ hôm nay mình vừa nhận được xong đẹp cực luôn. Em cảm ơn chị Thu Hải có rồi đây mình nhá. Dạ chị Kim Thúy em đã chia cho mình rồi. 179 là giá mắt thanh lý nốt ạ. Chị Huy Tâm một chiếc Huy Tam dành cho mã hàng này với em còn một cái cuối cùng. Còn một hai cái cuối cùng dành cho mã hàng này. Chị Thanh Thảo một cái và một cái cuối cùng có chị nào nhỉ? Đó, chị nào mình lấy nốt này. Và một cái cuối cùng là chị Thu Hoài đã được chốt rồi và chị Yến Năm photo đi. Cái này là dáng áo váy dành cho màu đỏ. Tất cả cái này là hàng hình Adidas, hàng hãng, logo các thứ. Áo váy form là từ 48 cho đến 62 cân. Anh chị nào mọi khi mình xem live rồi mình thấy là bên em đã quay rồi, các chị mình nên đăng ký những mã hàng này. Chị nào mà mới xem lần đầu tiên thì những mã hàng mà em cắt như này mà em chia tù mù như này, các chị mình chưa biết hình mô tê nó ra làm sao thì mình sẽ đợi đi. Để hôm sau mình sẽ lấy dùm em nhá. 16 em ngắt thanh lý nốt 120.000 đồng dành cho 16 ạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho 16. Các anh chị Xuân ít vải mang về cho anh để tối nay đêm nay hai chị em tâm hai vợ chồng anh chị tâm sự. 16 ạ. Chia không em không chia hình, em chia màu nhá mình nhá. 120 ạ. Tất cả đều là hàng Quảng Châu và chất rất là đẹp, các chị không cần phải lăn tăn về chất. Chị nào mà kiểu béo bụng và quá cân ý, 16 mã hàng và số điện thoại cho em nhé. Cái này là áo váy các mình nhá, không phải áo, có nghĩa là qua mông từ trên xuống dưới. Đúng rồi mình ơi, 16 đấy, ghim giá chị luôn em ơi. 16 ấy, chị không tên 4 chiếc dành cho mã hàng số 16 này. Nhất trí mình phải gõ cho em là 16 gạch ngang số điện thoại. Chia sẻ like đi ạ. Chia sẻ like ạ, rất nhiều chị bấm nhưng không thấy chia sẻ like ạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho 16 đấy chị em mình ơi. Dạ chị Thành Phan một cái này. Đúng rồi mình ơi, 120 em thanh lý nốt đấy. Chị Ngọc Anh một cái này. Dạ 120 là giá em thanh lý nốt, các chị mặc cho sướng các mình nhá. Chị nào mà bị ẩn bình luận mình sẽ là gõ lại. Chị Hoàng Quế có cho mình luôn dành cho 16 này. Đẹp lắm, em cảm ơn nhá. 16 là 120.000 đồng em thanh lý nốt các mình nhá. Anh chị Nghĩa Nguyễn, hôm nay cái đơn hàng của chị Nghĩa Nguyễn có phải chị hôm qua đây không? Xong rồi à? Chị Nghĩa Nguyễn hai cái dành cho mã hàng số 16. Hết hàng à? Hết rồi mình ơi. Di chuyển sang 17 luôn đó chị đi. Các chị sang 17 luôn. Đây. Bộ kẻ đi Xuân ơi, Xuân rơi bộ kẻ. Yeah. Bộ này còn 4 bộ này. Hôm nay thanh lý nốt bộ này đi. Rơi mỗi chị một bộ. Đây các chị lấy bộ này mà mặc này mình ơi. Em ngắt thanh lý nốt bộ Jack Dior số 8 dành cho mã số 17. Chị nào mà từ 48 đến 65 cân các chị mặc vừa. Em thanh lý kỷ niệm cho các chị nốt là 220.000 đồng dành cho mã số 17. Mi cầm vải về mã này. 17 nha các mình ơi. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã số 17. Dạ vâng ạ, 17 và gạch ngang số điện thoại các chị ạ. Vâng. Anh chị không tên hai chiếc dành cho 17. Có 4 bộ thôi ạ. Vâng. Dạ, mai bên em gọi lại chị Liên ơi. Mai bên em gọi lại nhé. Đấy sáng mai các bạn sẽ gọi lại một vòng nữa đấy ạ. 220 em thanh lý nốt dành cho 17.
làm gì có hàng nữa đâu ạ. Chị Cương Tú Phạm em chốt rồi, còn một bộ cuối cùng của chị nào nhỉ? Chị Phương Thúy, như vậy là em hết hàng luôn ạ. Đi chuyển sang đến mã hàng số 18, cầm bộ kẻ trên tay chị luôn này. Cầm bộ kẻ đi xuống đây. Bộ kẻ này không phân màu mình ơi, em kỷ niệm cho mỗi chị một bộ luôn ạ. Dành cho bộ kẻ mã hàng số 18. Cầm tất cả các màu luôn em ơi. Bộ này là em ngắt thanh lý là 99.000 một bộ. Em dơ lên cho các chị xem. Bộ kẻ này bao gồm áo hay dây và quần. Đây chị cầm cho này. Em không chia màu đi cho dễ, 99.000 một bộ này. Anh chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng là 45 cân cho đến 53, 54 cân là đẹp nhất dành cho 18. Em sẽ chọn các chị mình đã chia sẻ like thì em sẽ chốt ưu tiên cho mình luôn nhá. Vâng ạ. Dạ, hôm nay em đi làm không cầm máy, mai bên em có liên hệ lại ạ. Bộ này thì 45 cân đến 53, 54 cân là đẹp nhất dành cho 18 đấy mình ạ. Chia sẻ like một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng số 18 ạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho 18, khả năng là Thơm chết cho tẹp đi nghỉ trước đi. Dạ, hôm nay đi xe mệt rồi. 18 mà chị không tên 4 bộ dành cho mã hàng số 18 này. Dạ đúng rồi mình ơi. 18 là em sẽ là làm thanh lý là 99.000 đồng chia đi này. Dạ. 18 các mình ạ, 99.000 đồng. Em không chia màu ạ, có màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Đấy, 99.000 đồng mình nhá. Chị Quyên Quyên ạ. Dạ anh chị Nga Trần. Thế là 6 rồi này. 6 bộ rồi đấy. Các bạn hết là các bạn phải báo lên, hôm ngày mai thiếu hàng làm nào? Im im à? Phải báo lên chứ. Sang đến mã hàng số 19 nhá các chị nhá. Bởi vì những mã hàng này những mã hàng cắt không có hàng để về nữa. Có như nào phải thông tin. Các chị cái váy hai dây kẻ caro. Ai cho chị hai cái váy kẻ caro luôn này. Em sẽ sang đến mã hàng số 19 đấy ạ. Dạ vâng ạ. Nhất trí các mình luôn nhá. Rồi. Đây là mã hàng số 19 ạ. Cái váy yếm kẻ caro này. Cái này vào hàng thì em vào rất là đắt. Đúng ạ. Tháng này nhà em sẽ là cuối tháng này nhà em sẽ nghỉ là 5 ngày, đóng cửa cho các bạn nghỉ nghỉ hè tầm 4 đến 5 ngày thì em sẽ là quay nốt đến tối ngày 23. Như vậy chị em mình sẽ gặp nhau trong 4 tối là tối nay và đến hết tối ngày 23 thôi. Chị nào cần lấy gì các chị em mình lấy luôn các mình nhá. Mã hàng số 19 bên em thanh lý 99.000 đồng. Anh chị nào mà cao 1m6 trở lên mới nên lấy cái này. Rất là đẹp các mình ơi, rất là đẹp và vải cũng rất là xịn dành cho mã hàng này. Dạ vâng ạ. Hả? Xuân mặc cái này hôm trước Xuân mặc cho các chị xem rồi đấy, rất là đẹp. Cái này em kỷ niệm nó, chị nào bán ấy các chị lấy về mà bán đi biển. Do là cuối tháng này là em cho mọi người đóng cửa nghỉ cho nên là em sẽ là cắt mẫu kỷ niệm nốt dành cho những mã hàng xinh đẹp này. Chị nào mà bán hàng các chị lấy về mà bán các chị ạ, cắt hàng lắm. Mọi người chị em mình mặc đi biển, mặc ở nhà cũng xinh nhưng mà nên cao 1m6 trở lên nhá các mình nhá. Nên cao 1m6 trở lên. Cái này hàng hot girl rất là đẹp và chuẩn hàng của nhà hàng của nhà em. Cái này các chị mua là hơn 400. Nhưng mà đúng vải này mới là hơn 400. Dạ, em bắt đầu chia dành cho mã hàng số 19 nhá. Anh chị Thanh, sorry ạ. Anh chị Đường Hải Lê này. Okay. Dạ anh chị Bình An. Okay. Dạ anh chị Nhất Trí Các Mình ạ. Anh chị Ánh Tuyết ạ. Okay. Chị Nguyễn Minh ạ. Okay. Anh chị Hồng Lam ạ. Okay. Chị Nghĩa Nguyễn ạ. Dạ và còn một cái cuối cùng là chị Lê Thúy ạ. Còn một cái nữa đúng không? Và cho chị anh Tuyết có chưa? Chị Ánh Tuyết có rồi mà. Và chị Lê Ly Nguyễn có cho mình rồi. Hạ đi em ơi. Di chuyển sang mã hàng số tiếp theo là mã hàng số 20. Áo phông nam đi xuống đây, chị tách rồi đây. Là màu trắng trước em ơi. Áo phông nam, à đây chân váy tầng. Đây này em ơi, có từng này chân váy tầng hoa huyết hoa lá cành. Em ngắt thanh lý đồng giá hết nhá các mình ơi. Có các màu như sau. Có hoa này đi. Thế cho dễ. Được rồi, ok. Tổng hợp là em để dơ nghiêng cho các chị xem. Em ngắt thanh lý cái chân váy tầng hàng Quảng Châu xuất xịn này ở mã hàng số 20. Thanh lý 130.000 đồng. Có 3 cái ạ. Các mình cùng quan sát ạ. Xuân nghiêng các chị xem này. Có hai cái màu đỏ cam với một cái màu cam xanh. 20 em thanh lý 130.000 đồng ạ. Dạ vâng ạ. Chị không tên lấy luôn 3 chiếc 20 dành cho mã hàng này. 21 màu vàng ạ. Thanh lý luôn ạ. 130.000 đồng dành cho 21 ạ. Đấy, chân báo mã để chị các chị bấm luôn này. 21 là cái chân váy màu vàng đang cầm ở trên tay các chị nhá. Chị này 20 bên hết hàng rồi ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment mã 21 để lại số điện thoại đi ạ. Còn chân nữa này, 20 4 chân. Bên hết hàng các chị nhá. Chân. Chị nào mà chưa được lấy mã 20 thì các chị chuyển mã 21 màu vàng ạ. Còn 2 chiếc ạ. Cho chị Hoàng Quế một cái 40 cân đến 60 cân mặc thoải mái cho em bên trong có quần. Và chị không tên một chiếc dành cho mã hàng số 21 ạ. Ok. Em di chuyển sang đến mã hàng số 22. Áo phông nam ạ. Áo phông nam đi em ơi, màu trắng của Đức hôm nay chị tác sẵn rồi đấy. Dành cho mã hàng số 21. À sorry ạ, sang đến 22. Áo phông nam này thì nhà em đã từng quay rồi các chị ạ. Và các mẫu này thì bên em từng dơ từng mẫu một rồi. Tuy nhiên là cái này em tổng hợp ở đây là cổ Đức màu trắng.
và em sẽ là không chia hình xuân đáo qua hình các chị xem, bằng cách là tiến sát em sẽ quay mặt phải, mặt trái cho mặt phải qua một chút xíu dành cho mã hàng này, bao gồm là cổ Burberry cho em, vũ xì cho em này, nghiêng một tí em ơi, vũ xì dành cho mã hàng này các chị có thể quan sát qua lại, tiếp tục là Burberry đây này, em tổng hợp hết ở đây rồi, Givenchy này, được chưa ạ? Này các mình xem những cái mẫu này mới lắm, toàn các mẫu mới gần đây thôi. Em ngắt thanh lý đồng giá 199.000 đồng, có sao cho người lấy cho chị em mình lấy cho người 50 cân đến 60 cân nhé các mình nhé. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 22 à? 22, các chị đăng ký đi ạ, ghi rõ đi em ơi. Cái này tất cả đều là hàng Quảng Châu và hàng Hồng Kông nội địa, chất đẹp lắm. 199.000 đồng. Các chị nào mà hôm nay mình mới xem like, các chị em mình không nên đăng ký những mã này, bởi vì các chị không biết là form nó như thế nào. Đấy là em nói thật đấy, không tù mù. Mặc dù giá rất là tốt nhưng mà những chị nào mọi khi mình xem mình biết form rồi, các chị mình bấm sẽ dễ hơn ạ. Dành cho 22, 50 cân đến 60 cân sẽ vừa, dành cho màu trắng. Tất cả đều là kiểu dòng hơi trơn trơn ấy. Xuân ơi, nghiêng mặt trong nào. Đấy là em vừa nghiêng cổ, em sẽ là di chuyển lại, em lật lại ở phần thân. Các chị cùng xem qua. Cái này các chị sẽ lấy cho con trai, lấy cho chồng. Đây là hàng em cắt mẫu và thanh lý. Vì vậy bên em sẽ là chốt rất chuẩn mà em là trong khoảng 50 cân đến 60 cân. Chị nào đăng ký trước em chốt cho mình trước các mình nhá. Cái này đặc sản không cần phải nghĩ ngợi rồi. Những cái áo này các chị mua ở ngoài tất cả đều hơn 700 ngàn đồng. Đẹp cực kỳ luôn. Chị nào mà biết hàng của em rồi hôm nay chỉ săn chờ đợi phút giây này thôi. Em đều chia nhá. 50 cân cho đến 60kg ạ, dành cho mã hàng này cho em nhé. Anh chị Hương Đang này, chị okay Nguyễn Hồng Lan này, okay anh chị Ánh Nguyễn này, nhất trí của mình okay 199 là em thanh lý đấy ạ, dành cho mã hàng này. Đã, 50 cân đến 60 cân nhé chị em mình nhé. Bị cho comment, vâng. Đây là mã hàng số 22 ạ chị, đây là mã hàng số 22, 50 cân đến 60 cân sẽ vừa. Anh chị Nguyễn Nghĩa được đăng ký dành cho mã hàng số 22, 199.000 đồng, 50 cân đến 60kg. Tất cả những cái áo này các chị biết là hàng chất cốt tông non, mặc nó không bị xù, hoặc rất là sang, rất là đẳng cấp đúng không ạ? 50 cân đến 60kg dành cho mã hàng số 22. Em ngắt thanh lý luôn với giá là 199.000 đồng. Anh chị không tên 4 chiếc dành cho mã hàng số 22. Các mẫu này các chị nào mọi khi đã xem rồi chị em mình nên đăng ký. Còn chị nào mà chưa hay xem hoặc là có thể là cách like không xem thì chị em mình không nên lựa chọn. Bởi vì nó rất là, chị em mình là biết là các cái mẫu nhà em rất là đẹp, và nhỡ đâu các chị bấm mình tù mù như thế nó rất là không hay, mất thời gian các chị nhá. Và bị hoàn hàng của em mất. Anh chị Vũ Tuyết lấy 5 cái đúng không? Rồi ạ. Em di chuyển sang mã hàng sau đây. Những cái áo này các chị nhập vào không bao giờ có giá này các mình nhá. Em di chuyển sang 23, màu đen ạ, màu đen cổ tròn trước. Màu đen cổ tròn trước này. Sau đó sẽ di chuyển sang màu đen cổ Đức. Rồi ạ, chia trước màu đen cổ tròn. 23 là màu đen cổ tròn ạ. Dạ. Màu đen cổ tròn em cũng thanh lý đồng giá là 199.000 đồng. Các chị cũng lấy cho người từ 50 cân cho đến, cái này có cả size đến 62 cân ạ, 62 65 cân ấy. Có mấy cái cho đến 65 cân đấy ạ. Các chị đăng ký đi để em chia. Tôi em nhận đến 62 cân nhá mình nhá. 50 đến 62 cân dành cho 23 này. Anh chị không tên là 3 chiếc dành cho mã số 23 này. Em thanh lý là 199.000 đồng. Tất cả của nhà em đều là hàng Quảng Châu nội địa và hàng Hồng Kông. Em không làm hàng lởm nhá, các chị để ý của em là không làm hàng lởm đâu. 199.000 đồng là giá em thanh lý nốt dành cho 23, đẹp cực kỳ luôn. Cái này đều là hàng hãng hết này. Cái thì là Chanel, cái thì là LV, nói chung là đẹp lắm. Em chia ở đây là màu đen, em cẩn thận đến mức độ là em đã tách riêng lên cho các mình rồi. Đúng rồi mình ơi, 199.000 đồng dành cho mã số 23. Anh chị lấy cho người từ 50 cân đến 62 cân. 23 chị Nguyễn Trang đã chia rồi đấy ạ. 22 em hết rồi. Đây là 23 nhé mình nhé. Gõ là 23 và gạch ngang số điện thoại ạ. Mã hàng và số điện thoại bên em mới ra đơn được ạ. Mã hàng số 23 là cái áo nam các chị nhá, áo nam cổ tròn, bên em chia màu đen ạ, không chưa hình chị nhá. Bên em làm thanh lý với giá là 199.000 đồng. Chị nào mà lấy thì các chị comment mã hàng 23 để lại số điện thoại nhá. Em chốt anh chị Thúy, anh chị An Nhiên một suất ở mã hàng số 23. Anh chị Thúy Bùi để lại đúng chị để lại cả số điện thoại đi ạ. Anh chị Nghĩa Nguyễn một suất ở mã hàng số 23. Bên máy sẽ ra đơn khi các chị chọn đúng cú pháp là mã hàng và để lại số điện thoại các chị nhé. Anh chị Vân Anh Phu Ca một suất ở mã hàng số 23. Chị Kim Oanh em chốt cho chị chưa? Chị Kim Oanh một suất ạ, chị Vân Anh Phu Ca. Anh chị Anh Vũ có chưa? Chị Vân Anh có rồi đúng không? Hết hàng chưa? Nhất trí các mình, chị Thúy Bùi có rồi, chị Thúy Nguyễn Thị Thu có cho mình rồi. Em di chuyển sang 24 nhá, 23 em hết hàng. Em sang 24 này. Ví dụ như cái áo Givenchy này này, riêng cái mẫu hàng này còn cả hình như còn cả XL đấy, nhưng mà em chỉ chia đến 62 cân thôi cho chắc chắn. Ví dụ như áo Burberry này có cả size XL luôn này, nhưng mà em sẽ chia gộp, em chỉ chia đến 62 cân thôi cho an toàn các mình nhá. Em cũng đã thanh lý đồng giá là 199.000 đồng. Những cái áo này các chị nhìn biết là nhập vào giá rất là cao. Chị em mình mua lẻ các chị cũng biết mà, những cái áo này 600-700 nghìn một cái áo đấy. Em sang 24 ạ, 199.000 đồng, đồng giá không chia hình ạ. Vâng.
anh chị nào mà khi thường xuyên xem live chị em mình nên đấu thầu vụ này ngay, bởi vì vụ này sẽ làm cho chị em mình rất sung sướng. Chị nào bấm con này sướng này, chia sẻ like đi ạ, dành cho 24 ạ, 50 cân đến 62 cân ạ. Xuân láng quá chị xem phần cổ. Tất cả những mẫu này em đã từng quay, nhưng có chuyện là em không chia, sau đó em chuyển đến hàng vớ va vẩn cho chị là không có mình nhá. 24 chị không tên 4 chiếc được chưa ạ? Chí có mình luôn ạ, 199.000 đồng, dành cho 24 ạ, 40 đến 62 cân ạ. Chút cho chị Di Thảo một cái, chị Hoàng Thuế một cái, chị Hoàng Quế một cái. Em chỉ nhận đến 62 cân thôi, chị nào quá cân đừng bấm mình thôi. Em chỉ nhận đến 62 cân thôi mình nhá. Chị 63 em hết rồi, đây là 24 ạ. Anh chị Trần Thùy Dương em chốt cho mình rồi, 199.000 đồng, em chỉ nhận đến 62 cân thôi ạ. Vâng, từ 50 cân đến 62 cân thôi ạ, ngoài ra quá cân em không nhận mình nhá. Anh chị Thu Hoàng hai ảo, chị Kim Oanh Phan, okay, anh chị Thúy Trần em chốt cho mình rồi, okay. Dạ, quá cân em không nhận mà các mình ơi, đến 62 cân mà thôi ạ. Chị Phạm Ngọc Bích em đã chốt cho mình rồi. Dạ, chị Vân Anh Puka đã có cho mình rồi, dành cho mã hàng số 24. Từ 50 cân đến là 62 cân ạ. Đúng rồi ạ, ship toàn quốc là 25.000 đồng ạ. Yên tâm ạ, chị không tên em có chốt rồi. 199.000 đồng em thanh lý nốt các mình nhá. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 24 ạ. 199.000 đồng dành cho mã hàng này, từ 40kg cho đến là 62, em xin lỗi ạ, 50 cân đến 62kg. Đúng rồi mình ơi, chị Bích Ngọc em được, em đã chốt rồi. Áo nam ạ, áo phông nam ạ. Áo phông nam đấy ạ. Đấy, đúng rồi ạ, chị Phạm Tuyền ạ. Ví dụ như mẫu ghi vần chi về thêm này, nhập vào gần 300.000 con áo. Hôm nay cắt luôn, kỷ niệm cho các mình luôn, các mình nhá. Em cảm ơn mình luôn ạ. Dạ, 24 là Phủ Đức ạ. Chị không tên em có chia mình 4 cái rồi. Em có nhìn thấy chị Phương Mai, cảm ơn mình đã cho em phản hồi. Dạ, nhận được hàng quá đẹp đúng ạ. 24 là áo phông nam, em chỉ nhận từ 50 cân đến 62 cân dành cho nam. Tất cả những áo này các chị không mua được ở bên ngoài với giá dưới 700.000 đồng, nếu như mà chuẩn tác và mát chất cốt tông cao su non này. Đây là những áo chất liệu cốt tông cao su non. Chị nào mà chưa biết cốt tông cao su non như thế nào, chị em mình nhận hàng để thưởng thức các mình nhá. Chị Manky có rồi, không chia sẻ like máy sẽ khó ra đơn các mình nhá. Xuân báo lại mã để các chị bấm này. Mã 24 là cái áo nam cổ Đức các chị nhá. Bên thanh mình về giá là 199.000 đồng ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment 24 để lại số điện thoại nhá. Bên không chia hình đâu ạ. Chất cao su non co giãn rất là nhiều đấy ạ. Em cho là chị Thùy Linh một suất ở mã hàng số 24 và chị Mùi Hải là bên hết hàng cho chị nhá. Như vậy là mã hàng số 24 em nhìn thấy là vẫn còn mấy cái nữa đấy. Chị Bùi Hải có cho mình rồi. Mã hàng số 24 chỗ tẹt mà. Dạ vâng, khi nào các chị báo hết hàng thì em mới báo là hết hàng. Anh chị Nguyễn Thu Hương em đã chốt cho mình rồi. Vâng, chị Thùy Nhung ạ. Có một số điện thoại đuôi bên chị là 125 mới gọi cho em chốt hàng và em hỏi shop tên gì. Chắc chắn là trong vấn đề là đây là nội bộ. Thì mình lấy danh sách một loạt như thế này được. Anh chị Đặng Thị Liên em chốt cho mình rồi. Dạ vâng ạ. Các chị thân mến, để em sẽ triển khai nội dung là như thế này luôn. Thật ra mấy cái trò lừa đảo này nó xưa như trái đất rồi. Cho chị chuyển hóa đơn ra đây. Ngày xưa thôi, chỉ lừa được những người kiểu gọi là kém hiểu biết ấy. Chứ bây giờ chị em mình hiểu biết hết rồi, lừa không ra được các chị. Các chị mình để ý nhá. Lừa đấy không phải là lừa, là có thể là tặng cho các chị thật đấy. Nhưng mà lần thứ hai sẽ là bắt đầu là dê dắt các chị vào để mua hàng và yêu cầu các chị chuyển khoản chẳng hạn. Nhưng mà không đúng của bên em đâu. Các chị mình ạ, giống như kiểu các chị em mình trước đây biết là tham gia đa cấp đúng không ạ? Mới đầu là cho rất là nhiều quyền lợi và sau đó là sẽ làm cho một vố thật là đau các mình nhá. Vâng, sao lại hỏi là sao rẻ hơn ngày trước? Bây giờ là hàng em còn một hai cái thôi thì đương nhiên là em cắt mẫu rồi. Ví dụ như trước đây các chị mua đủ size với số lượng nhiều thì giá nó khác. Và hôm nay em cắt mẫu giá nó khác, chẳng có vấn đề gì cả. Đấy là điều dĩ nhiên thôi. Đừng hỏi vì sao hôm nay lại rẻ thế. Đây là mã hàng số 24, em chốt nốt chị Trang Lang Thang. Đợi em một chút xíu em chốt nốt mã 24 trôi của các chị nhá. Chị Đặng Thị Liên em chốt cho mình rồi, sau đó em giải trình cho các mình luôn với phần lừa đảo này. 24 các mình ạ, nhất trí các chị luôn ạ. 24 là chị em chỉ nhận size từ 50 cân cho đến 62 cân. Chị Vũ Tuyết vui lòng gõ lại là 24 gạch ngang số điện thoại, bên em mới ra đơn cho mình được. Xuân cầm áo lên cho chị xem qua một chút xíu dành cho 24 này. Đấy, các chị để ý hộ em này, bây giờ sẽ có hình thức lừa đảo như sau. Để tránh trường hợp mua của bên em hay là kể cả các chị có mua điện máy hoặc là mua điện thoại di động hay ở đâu, nó đều lừa như thế hết nhá. Mình ơi, không phải riêng gì quần áo, lừa cả ông bà già luôn ấy. Không riêng gì các chị em mình kiểu thanh niên hay trung tuổi như thế nào. Dạ, 24 em có thiếu chị nào không nhờ? Áo phông nam em thanh lý là 199.000 đồng, từ 50 cân đến 62 cân, thiếu chị nào báo em luôn. Em phải cầm cho chị mấy mẫu hàng vào, bởi vì chị không báo là chia hình không à. Em không chia hình, đưa cho bạn một tệp luôn ạ. Chứ không phải là em làm hình ghi vần chi này, hôm sau chuyển nữa chị hình khác các chị lại báo sao. Mẫu hàng này em không chia hình mà. Cho nên là em đã báo các mình là chị nào lấy cái này các chị em mình sẽ là bấm mã hàng, bởi vì em không chia hình. Nếu mà có thời gian em chia từng hình thì giá nó sẽ khác rồi các mình nhá. Ngồi và sau đó thì bởi vì là mỗi một giây phút một thời gian quay live từng nhân lực một nó sẽ khác, và khi đủ size đủ số nó sẽ khác, khi hết hàng cắt mẫu nó sẽ là khác rồi. Các chị mình sẽ tư duy giúp em một chút là như thế. Anh chị Thu Hoàng em chốt rồi, chị Kiều Trinh em chốt rồi, và ngay sau đây em sẽ thông tin đến các chị về phần lừa đảo này. Còn thiếu chị nào chuyên trường chốt áo nam không ạ?
cái áo nam anh chị Monkey em có cho mình rồi. Em chỉ nhận cho đến từ nam giới từ 50 cân đến 62 cân. Về chất liệu như thế nào thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Cứ hàng của em ngắt là đẹp cho em nhé. Đấy, chỉ riêng mà nhắc đến em ngắt sẽ là chữ Nguyễn Thị Đẹp ở đây. Còn những cái nào mà hàng vớ vẩn em không làm, được chưa ạ? Chị Thảo Nguyễn có cho mình rồi, chị Vũ Tuyết 3 chiếc có không nhỉ? Anh chị Thảo Nguyễn có cho mình rồi. Nhất trí các mình này. Dạ chị Bích Đỗ chia rồi, chị Hoa Vũ có rồi. Hạ đi ạ, dành cho mã hàng số 24 cho chị Nguyễn Giang Kiến Đức ạ. Vâng. Mình bị số điện thoại là mình mua quả ngắt nhiều, rất là nói chuyện là biết không phải nhân viên nhà ngắt rồi. Thực ra là như thế này, cái này không phải là một người lừa mà sẽ là có một tổ chức lừa. Thật ra có thể ăn cắp thông tin. Các chị biết là kinh doanh thì không đơn giản một chút nào. Có thể là bày sẵn ra bảo ăn đi, nhiều khi không ăn được. Các chị em mình biết công nhận không ạ? Không biết cách ăn thì sẽ nghẹn ngay. Đừng nói chuyện lừa đảo khách hàng như thế này. Các chị em mình để ý một chút xíu. Kể cả khi mua hàng của em Dương Ngát cũng như bất kỳ một cửa hàng nào đó, hay các chị có thể mua, kể cả là chị em mình mua vàng, bạc, mua điện thoại di động, mua đồ điện tử hay bất kỳ nơi đâu các mình nhá. Trên màn hình, à em xin lỗi ạ, đây là hóa đơn của tất cả các chị dành cho mã hàng này. Được chưa ạ? Dành cho mã hàng này là mã hàng số, em xin lỗi ạ, hóa đơn của bên em. Khi mà đúng các đầu số của bên em gọi điện thì các chị em mình mới là xác nhận là đúng là số của bên em rồi. Các chị hỏi là thích mục đích người ta làm như thế này để làm gì nhỉ, thì em xin thông tin các mình luôn nhá. Theo tư duy của em ấy thì là sẽ như thế này. Có một số trường hợp ấy thì do là cú lừa theo kiểu ngày xưa là gọi điện để chốt đơn hàng và sau đó chuyển rẻ rách đến và thu tiền thì nó đã là cũ rồi, bởi vì là bây giờ là cho xem hàng trước rồi mà, các mình công nhận không? Thì bây giờ là sẽ là đi đường vòng xa hơn một tí, là tạo niềm tin cho khách hàng đi đã. Và bằng cái số điện thoại đó, lần trước vừa trao quà đúng không ạ, thì cũng đúng số điện thoại đó, lần sau sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị và yêu cầu các chị chuyển khoản. Đương nhiên là mình cũng tin tưởng là à, trước đây là số đấy đã tặng quà cho mình rồi, là các chị mình liền ngay lập tức các chị mình đi sẽ là chuyển khoản ngay, các mình công nhận không? Cho nên anh chị em mình để ý hộ em nha, là không nhận bất kỳ một cuộc điện thoại nào nếu như không phải là shop của bên em. Cũng như là khi mà các chị em mình mua bất kỳ sản phẩm nào, các chị ạ, quá đơn giản và quá dễ dàng để check luôn. Khi mà các chị mua hàng cũng thế, nếu mà đúng số tài khoản, tên chủ tài khoản không phải là Dương Thị Ngát và đúng không đúng các thông tin mà bên em đã update thì các chị mình vui lòng không chuyển khoản. Khi chuyển khoản cứ đúng số tài khoản của Dương Thị Ngát là tên em, và đặc biệt là các số tài khoản của bên em, các ngân hàng của bên em bao gồm Techcombank, Vietcombank là ngoại thương và ngân hàng Agribank là nông nghiệp. Đúng tên của Dương Thị Ngát thì em mình chuyển, còn ngoài ra là không các mình nhá. Còn nếu như mà tên gọi là Hương Hoa ngào ngạt bay xa bay tít thì chị em mình đương nhiên là không rồi các mình ạ. Nên các chị để ý, kể cả có giả mạo hàng của bên em bán hàng cho các chị đóng COD đến thì đương nhiên sẽ không phải là người phát, người gửi là Dương Ngát rồi, mà sẽ là một người nào đó. Và địa chỉ cũng có thể vẫn tên là Dương Ngát nhưng địa chỉ không phải là 65B Mai Dịch, và đặc biệt không phải số hotline của bên em, vì không đúng đầu số hotline, không đúng tên của bên em và không đúng địa chỉ 65B Mai Dịch, tiền COD sẽ không thể chảy về bên em và người ta sẽ không lừa được các chị em mình. Các chị để ý hộ em nhá. Có nghĩa là cứ đúng số điện thoại của cửa hàng, đúng số tài khoản của bên em Dương Ngắt, đúng đầu phát là tên Dương Ngắt nhưng đúng địa chỉ là 65B Mai Dịch thì mới là bên em. Và đặc biệt nữa là đúng hóa đơn của Dương Ngắt cho em, thế là ngon lành cảnh phở, được chưa ạ? Đấy, còn chị em mình là yên tâm là không bao giờ lừa được các chị em mình. Những cú lừa đó đã xưa như trái đất rồi, kể cả đang xem ở đây, đang xem ở đây, đây là điều chắc chắn luôn này. Bởi vì lấy thông tin của em đang xem ở đây và em biết là ai là người làm điều đó. Vì đừng tưởng là các chị mua, anh rất là nhiều anh chị mua sim rác là bên em không thể tìm ra. Những cái sim mà anh chị mình dùng vẫn còn phôi các mình nhá, và khi kích hoạt vẫn để lại dấu, cho nên là quá đơn giản chứ không nhà mạng người ta quản lý kiểu gì, đúng không ạ? Cho nên là bye bye siêu again, khách hàng của bên em rất là thông thái, không có lừa được đâu. Cái đấy chỉ dành cho những kiểu không tiếp cận được internet, và đặc biệt là chưa mua hàng bao giờ thôi. Mua hàng của bên em sẽ hướng dẫn khách hàng rất chu đáo, các mình yên tâm, không bị lừa đảo đâu, không dễ lừa như thế đâu ạ. Đúng không? Các chị bảo tiền mồ hôi nước mắt các chị ở trong túi, làm sao mà lừa được các chị dễ thế? Đấy, không dễ như thế đâu sói ạ, đúng không ạ? Nên chị em mình là không phải là mua hàng của em Dương Ngát đâu nhá. Đâu cũng thế, các chị là cứ để ý xem, lừa thì sẽ có kiểu của lừa, sẽ có kiểu hở của lừa các mình nhá. Cho nên cứ đúng của Dương Ngát, đúng hóa đơn của bên em, đúng về 65B Mai Dịch, đầu phát phải là Dương Ngát và đầu số hotline phải là 0984324392 các mình nhá, được chưa ạ? Rồi ạ. Em sẽ bắt đầu vào hàng tiếp theo. Còn thiếu chị nào không ạ? Vâng. Cảm ơn anh chị Nguyễn Thu Hương ạ. Em ở 65B Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội các mình nhá. Vâng. Anh chị Nguyễn Phương ơi, nếu như mà chị bảo là chị mua áo phông, áo nam của bên em mà cầm hàng chán lắm thì chắc chắn chị không mua hàng của bên em. Tôi đều khẳng định. Ở đây cái này em vừa thanh lý các mẫu xong.
ở đây mà cũng rất là nhiều các chị đã từng mua hàng rồi. Và khi mà em giơ lên là các chị bấm lia liệu và mua tiếp. Thì không biết là chị có đúng là mua hàng của bên em không, và có đúng là hàng của bên em chuyển cho chị hay không. Còn nếu như mà che hàng của bên em chán, em khẳng định không mua được một cái nào trên thị trường. Đây là điều em dám khẳng định với mình luôn. Vì có thể là như thế này, bảo là hàng của em chuyển chị bị lỗi, nhưng mà nói về là hàng cầm và hàng chắc chắn lắm, em khẳng định là không có. Em dám khẳng định và rất lớn tiếng luôn là chắc chắn là một là không phải bên em chuyển, hai là yêu cầu của chị dành cho cái sản phẩm đó nó cao ngất tầng mây. Còn nếu như mà sờ vào cái hàng của em chất cốt tông non, nó như là cái đệm cao su non mà chê là hàng chất chán thì không bao giờ có đâu. Không bao giờ có luôn nha mình nhá. Đây là điều dám khẳng định mình luôn. Kể cả cái áo 199.000 đồng em làm hàng đến tay, các chị sờ thoải mái đúng không ạ? Đó, cảm ơn các mình. Sao lại đang sợ bị lừa? Có đúng hóa đơn của bên em không? Làm gì có chuyện giả mạo? Đúng hóa đơn của bên em không ạ? Có đúng là bên đầu phát của bên em không? Các chị em mình phải tỉnh táo chứ đúng không ạ? Bây giờ hôm nay có bạn bảo là ơ chị hôm nay là bị lừa đảo, nhà mình hôm nay lừa đảo nhiều lắm, phải đến 30 khách hàng bị gọi điện lừa. Em chỉ cười thôi mà em cảm thấy rất là bình thường. Bởi vì cái chuyện lừa đảo đó nó xưa quá xưa rồi. Và em nói thật với chị em mình là chỉ dành cho những người nào mà thực sự là quá kém hiểu biết. Bởi vì là không có rào truyền miệng, một chị bị lừa bảo ô mày hôm qua tao bị lừa đảo như thế đấy, lần sau mày tránh ra. Thế là tránh luôn, có lâu mới lừa được các mình nhá. Cho nên là ví dụ như chị anh chị nào mà đang cố gắng làm trò đó, bỏ đi, bỏ ngay đi. Thời gian đấy mình đi mình bán hàng, mình tạo dựng cho mình cái thương hiệu riêng. Còn làm cái trò đấy em thề em mà nói thật luôn là chỉ tốn tiền cước của anh chị đi lừa đảo thôi. Khách bây giờ người ta thông thái lắm, mất thời gian của mình luôn đấy các mình nhá. Mất thời gian. Đấy cho nên là nếu mà có định đi lừa đảo ấy, đừng có lừa đảo kiểu đấy. Nó mất thời gian và tự nhiên ấy là đi bốc họ về, xong rồi nhập hàng và đi trả tiền cước ấy. Xong cuối cùng khách hàng người ta lại hoàn về, người ta không nhận hàng đâu. Cái trò đấy là không ăn thua đâu. Ngày xưa thửa xưa như trái đất thôi, chứ bây giờ không lừa được ai nữa rồi. Nên bỏ đi, đang xem ở đây đấy ạ. Chắc chắn đang xem ở đây mình nhá. Bỏ, bây giờ chị em mình vào hàng. Dạ, 99.000 đồng tiếp theo. Rồi, cảm ơn mình nhá. Sang đến mã hàng số tiếp theo ạ. Vâng, di chuyển sang đến mã hàng số tiếp theo. Cảm ơn các chị em mình. Đây là mã hàng số bao nhiêu ạ? 25. Áo màu đỏ. Đây, ví dụ như con áo như này này. Hàng đến nơi các chị mình không phải áo sát mách, em ơi áo cộc tay. Ví dụ như cái áo này, hàng áo cộc tay em. Bỏ hình đi, để một hình thôi, để một hình thôi. Để một hình thôi, có một hình off thôi, quay off thôi. Ví dụ như cái áo này, được chưa ạ? Vâng, xem thì nói tiếp chị. Vâng. Bây giờ em sẽ di chuyển sang đến mã hàng số tiếp theo luôn nhé các mình nhá. Vâng, cảm ơn các mình ạ. 85.000 một đôi áo phông ba lỗ đẹp lung linh thì làm gì có chuyện lừa đảo. Quan trọng là như thế này nữa ạ. Em chỉ sợ là như thế này này. Nhiều chị tin tưởng bên em quá, hàng đến nơi các chị mình là mua hàng khách ruột rồi, cứ là dưng ngát là các chị nhận đó, các chị thanh toán thôi mà không làm xem hàng, bóc ra mới thấy là cái rẻ rách ấy, rẻ lau thì đừng, các chị phải bỏ ra hàng ra xem cho em nhá. Đấy, chị em bây giờ cứ phải cẩn thận cho em, lừa đảo các kiểu, lừa đảo luôn đấy các mình nhá. Ngay cả đến những người thân quen ạ, sát vách mình luôn, thân cận như gì luôn, mà ngày mai có thể rửa mặt luôn và thọc ngay con dao vào bụng mình luôn, đấy là chuyện rất bình thường. Các chị em mình là phải cẩn thận. Đấy, cái này mã hàng số 25, 40 cân đến 52 cân cho em ạ. 99.000 đồng dành cho mã hàng này là mã hàng số 25. 40 cân cho đến 52 cân, cốt tông non. Làm gì có hàng này mà bán cho các chị với giá 99.000 đồng. Cứ bỏ hàng ra xem hàng cho em, sau đó mới thanh toán cho em. Cũng làm gì có hàng này để mà bán, để mà làm với giá 99.000 đồng. Xin lỗi các chị em mình, ví dụ như chẳng may mà có cái hàng này bán 99.000 đồng thì cặp đất luôn các mình ạ. Em chia cho mỗi chị một chiếc dành cho mã hàng này các mình nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn các mình. Dạ, bây giờ em bắt đầu chia cho mình nhá. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 25. Từ trên xuống dưới dành cho 25. Oh, vâng, em bắt đầu chia cho các mình luôn ạ. Dành cho hàng mã hàng số 25. Dạ, rất nhiều các chị em mình. Vâng, vâng ạ. Các bà mẹ thông thái, cảm ơn các mình. Còn không chê được ý. Rồi em chia đã, rồi nhất trí các mình. Không, bởi vì là em phải giải trình ngay để các chị em mình đỡ thắc mắc ấy. Hôm nay có mấy quả kiểu gọi là làm sao mà tí mà bị dính lừa được. Không làm sao phải may cả, không thể lừa được các chị em mình. Lừa làm sao được. Tặng cho một cái vòng tì hưu lần 1 thì lần 2 bảo các chị chuyển khoản, nếu mà không đúng số tài khoản của em đương nhiên các chị không chuyển rồi. Đấy, 25 anh chị Nghĩa Nguyễn một cái này, chị Mào Loan một cái này, chị Minh Tuệ một cái ạ. Vâng. Có anh chị Hương ơi, nhà em có sale nam một bạn ạ, có các đầu số em update đấy ạ. Vâng. Đây là mã hàng số 25 ạ. Cảm ơn các mình, chị Nhung một cái ạ, chị Nhung Nguyễn một cái, chị Suli một cái, em hết hàng luôn ạ. Rồi ạ, di chuyển sang đến mã hàng số 26 ạ. Vâng, cảm ơn các mình nhá. Nên xem hàng các chị ơi, không chỉ riêng em ngát đâu, mà các chị mình là phải xem rất là nhiều nơi các mình ơi. Vâng, dạ mua hàng ở đâu thì không biết, còn riêng shop riêng ngát hàng phải nói là đỉnh của đỉnh thôi. Em cảm ơn các mình rất là nhiều. Mã hàng số 25 em hết hàng mất rồi, di chuyển sang 26 ạ.
chuẩn luôn em, chị nhận hàng bên em chưa bao giờ mở ra xem thế nào. May hôm nay mở não, cái gì nở não, gọi cho bên em xem mình có may mắn thiệt không. Biết chị biết bị lừa tốn mớ tiền, nhắn tin chửi Smlon. À xin lỗi ạ. FML thằng đó. Xin lỗi các chị. cho hỏi bên bạn giao hàng, em chuyển bên bưu điện ạ. Em chuyển bên bưu điện, bên em là bưu cục chi nhánh Thăng Long. Các chị nhá, em chuyển bên bưu điện và bên chi nhánh Thăng Long, cứ đúng là tên em ngát và đúng 65B Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội, đúng số hotline là 0984324392. Thế này, cứ đúng số hotline này của nhà em này, đúng Dương ngát cho em thì tiền nó sẽ chảy về em ạ. Đúng Dương Thị ngát và phải đúng về 65B Mai Dịch, bởi vì là em sẽ là ra thanh toán tiền là theo chứng minh thư nhân dân và theo là theo cái địa chỉ mà mình đăng ký, cho nên là sẽ không lừa đảo được các mình nhá. 25 em hết hàng sao lại 26. Lỡ câu có chị cười pha lẽ. Di chuyển sang 26. Ok, bây giờ sang đến quần trắng đi con ơi. Các quần trắng mình cười quá đúng không ạ? Cũng đang mua hàng của ngát, em cảm ơn các mình. Không, đây chị em mình biết là chị em mình phải phòng ngừa ngay chứ đấy. Tiêu diệt ngay, không nhỏ đẻ trứng. Kể cả là các chị mua diện máy. Đây, tách riêng ra Xuân ơi, ngố riêng, sọc riêng ạ. Vâng, nhà đồng nghiệp lấy hộ cũng cần xem ạ. Vâng, cảm ơn anh chị Minh Tuệ. Cứ đúng hóa đơn của bên em. Nếu mà lừa đảo thì làm cũng sẽ rất là lem nhem đấy, các mình nhá. Vâng. Sao bên bạn bảo chuyển bên Việt Nam Sport? Thế bên bưu điện Việt Nam bên Việt Nam Post thì cũng là bưu điện Việt Nam đấy mình ơi. Post là bưu cục mà, Việt Nam là bưu điện Việt Nam ạ. Việt Nam Post là đúng rồi chị Bùi Liệu ơi, đúng rồi ạ. Đồng hồ em đang đeo tí em lên. Dạ, kính với đồng hồ đợi em tí nhá. Không, trên tinh thần là vừa mua hàng và chị em mình là trao đổi với nhau luôn, thật đấy các chị ạ. Đấy, chị em mình chân quý chứ. Đồng tiền chị em mình là chất xám đúng không ạ, mở mật ra, mồ hôi công sức, bị lừa tức lắm chứ đúng không ạ. Đương nhiên là sẽ là không ăn được, ăn xong rồi sẽ là mai sau này sẽ bị quả báo ấy, quả báo hết ấy mà. Nhưng mà ít nhất là mình cũng tức nữa, cho nên để tránh những cái tức đấy thì chị em mình cứ phải thông thái, xem hàng chưa thanh toán cho em. Đúng bên Dương Ngát chuyển hàng các chị mới nhận, và đặc biệt là cái đúng các đầu số của bên em thì các chị mình sẽ là vào bên em mở ra bảo cái đầu số này nó bảo bên Dương Ngát, mình vào mình dòm xem đúng bên Dương Ngát hay không. Nếu không đúng đầu số đó thì không phải bên em rồi các mình nhá. Vâng. May anh shipper giao cho em đến cái. Dạ cầm sẵn con dao kêu em rạch luôn xem hàng chị nhé, nhanh nhẹt à. Dạ vâng, quần sọc ạ. Vâng, xin mời các mình luôn ạ. Vâng. Dạ chị Lục Linh ạ, chiều nay có số gọi em bảo là tặng vòng phong thủy, mình hỏi shop nào, nó bảo em không nhớ, em chỉ là bên tặng quà thôi. Mình bảo không lấy, chưa dứt câu nó đã tắt máy luôn. Dở hơi lắm. À, bây giờ sang đến mã hàng này, là mã hàng số quần sọc này là quần ngắn hay dài Xuân? Sóc ngắn, em ngắt thanh lý đồng giá luôn, con này là 130.000 đồng. Chị nào mà rơi vào tầm từ 42 cân cho đến là 56-57 cân sẽ mặc vừa. Dành cho quần này là mã hàng số bao nhiêu nhỉ? 26 ạ, gõ 26 gạch ngang số điện thoại của em nhá. Thôi, tại bây giờ chị em mình đã biết hết rồi thì chị em mình sẽ bỏ qua và để ý là được các mình ạ, không lừa được đâu. 26 cho em ạ, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn. Mình xem like của em mình biết rồi, là các chị mình là phải thông tin những người anh chị em bạn gì của mình biết để mọi người sẽ là không bị mắc phải. Không phải là riêng của em mà mua bất kỳ sản phẩm khác, bởi vì là chỉ tầm khoảng là một năm nữa thôi là mua bán ở trên internet và trên online bùng nổ cách kinh khủng rồi, cho nên là thà là chị em mình là phòng trước nhá các mình nhá, là hãy báo mọi người là cứ đúng hóa đơn chứng từ, đúng cửa hàng thì mới nhận. Đấy, đúng các cái đầu số hotline các thứ thì chị em mình mới nhận hàng. 26 em chia luôn ạ, dành cho mã hàng số 26 ạ. 130 ạ. Anh chị Nghĩa Nguyễn một cái ạ, chị Nguyễn Xuyên một chiếc này. Dạ vâng ạ, dành cho mã hàng số 26 này, chị Bobby một cái này. Dạ chị Ánh có không? Hết hàng ạ. Sang đến quần ngố luôn ạ. Em hết 26 rồi, em sang 27. Hết sạch rồi ạ. 27 quần ngố ạ. Cũng 130 ạ. Thanh lý nốt ạ, 40 cân cho đến 55 56 cân mặc thoải mái ạ, dành cho mã hàng này. Dạ vâng. Em cảm ơn các mình nhiều. Vâng. Và ăn cú và chắc ăn nhất là các chị mình có chuyển khoản trước khi thanh toán ra, trước khi nhận hàng, bởi vì là bên em có bảo hành hàng. Sau khi nhận hàng không chuẩn men hay là bị lỗi lầm gì bên em xử lý hết cho các chị hết, không vấn đề gì cả. Để không tránh bị lừa đảo, tốt nhất là nên chuyển khoản trước vào đúng tài khoản của bên em thì không ai làm phiền và không ai lừa được các chị em mình. Sang đến mã hàng số 27 các mình nhá. Nhất trí các mình, 130 thanh lý nốt dành cho mã hàng số 27. Chị Hà Vân một cái, anh chị Phùng Duyên một cái này. Dạ anh chị Nhung Nguyễn một cái này, anh chị Huyền Thương Võ một cái và chị Phương Linh một cái, em hết luôn này. Đấy, bây giờ là em sang đến một mã hàng số tiếp theo này.
xem nào. Cái này là váy nha. Một cái lâu nhỉ. Ôi dồi, em tách ra rồi mà em lâu ơi, em lười lắm rồi này. Này Xuân Xuân dơ mỗi chị cái này. Màu đỏ, hàng kim sa và sapphire. Chiêm màu cũng chia hình ạ. Thanh lý đồng giá hết, kỷ niệm cho mỗi chị một cái 99.000 một con này đi. Cho gọn luôn, dành cho 28. Xe chim đi mình ơi. 27 em xin phép hết hàng rồi, nhiều chị thích nhưng mà em hết hàng mất rồi mình nhá. Sang đến 28 cho em ạ, dành cho mã hàng này. Đấy, thế là chém gió là nói chung là thông tin phía chị em mình vui với nhau, thế là làm mất nhiều thời gian của các chị, nhưng mà các chị mình dành ra một chút xíu thôi. Tưởng chừng như nó sáo rỗng nhưng mà nó rơi vào mình hoặc là những người thân cận mình thì lúc đấy mình mới cảm thấy là rất là bức xúc thay đấy mình nhá. Vâng. Em sang đến 28, em thanh lý đồng giá 99.000 đồng, không chia hình và chia màu ạ. 40 cân đến 52 cân ạ, dành cho mã hàng này. Dạ. Chị không bao giờ là làm hàng được áo phông nào đến 80 cân. Em sang 28, chị không tên 3 chiếc dành cho mã hàng số 28 này. Dạ vâng ạ, anh chị Nghĩa Nguyễn một chiếc này. Dạ vâng ạ, đây là mã hàng số 28, chị Bin Bông một cái ạ, chị Hồng Huệ một cái ạ. Anh chị có, anh chị Nguyễn Lệ một cái ạ, còn mấy cái này em ơi, còn chị còn nhớ là còn một cục nữa đây em ạ, dành cho mã hàng số 28. Rồi nhất trí các mình luôn ạ, cho chị Phùng Duyên một cái, chị Thu Hoài này, chị Thời Trang Linda Hải Phòng. Vâng, chị nhất trí các mình ạ, ngắt nói chuẩn quá, em cảm ơn chị Trần Lâm này. Dạ chị Đỗ Mai Trang ạ, chị Kim Phượng ạ. Dạ ngắt nói đã thay cho lời mình muốn nói đúng ý mình luôn à. Rồi em cảm ơn ạ, chị Thủy Nguyễn em chia cho mình rồi. Hết hàng em mới hạ đi. Đây váy này cũng là hàng Mark E cộng này. Giải phóng luôn, kỷ niệm cho các chị mình luôn nhá. Các chị lấy về bán này, mẫu hàng mới lắm. Cuối tháng này nhà em nghỉ 5 ngày. Cho nên chị nào mà cần gì các chị lấy luôn này. Nếu mà muốn dùng trong kế hoạch của mình. Được chưa ạ? Cái này em sẽ là cắt mẫu kỷ niệm cho mỗi chị một cái dành cho mã hàng này. Váy suông chữ rất là đẹp. Thanh lý á, 149.000 đồng cho em, 48 cho đến 65 kg các mình nhá. Vâng, các anh chị cứ chuyển khoản đúng số tài khoản của em ngắt thì sợ gì ai lừa. Chị Susan là chuyên gia, một cuộc gọi điện thoại thôi là tinh tinh luôn đúng không ạ? Đấy, perfect luôn, giao dịch thành công, succeed luôn. Sao đây mã hàng số 29 này, 29 hay 28 nhỉ? 29 ạ, em thanh lý 149.000 đồng. 29 đấy ạ. Cái này hàng Mark E cộng váy đấy chị ạ. Váy suông hàng Quảng Châu, hàng mới về đấy ạ. Tuy nhiên là em sẽ là cắt mẫu cho gọn bởi vì là còn ít quá các mình nhá. Cái này bán được xuyên thu luôn ạ. Vâng, em cảm ơn chị Trần Kiều Trang. Vâng, đẹp không tưởng. Lần đầu mua trên live ạ. Mà chất quá, em cảm ơn mình nhá. Có niềm tin vào online đúng không ạ? 29 em bắt đầu chốt luôn ạ. 29 mình ơi, chị thu hàng hai cái này. Dạ anh chị Nguyễn Tuyết một chiếc này, chị Nga Trần ba chiếc này, chị Đào Cẩm Lệ này, chị Đường Hải Lê, anh chị Thảo Thảo Nguyên, anh chị Phạm Sim. Tốt nhất là các chị mình nên gõ đầy đủ giúp em là 29 vạch ngạch ngang số điện thoại đi ạ. Chị Nguyễn Thị Thanh Minh, dạ chị không tên ba chiếc, chị Nguyễn Hoài Trâm, anh chị Nhật Vi có rồi, chị Hoàng Minh Minh, chị Ngân Hoàng Khánh, chị Hà Vân, anh chị Kim Anh có cho mình rồi. Dạ vâng ạ, anh chị Nghĩa Nguyễn thêm một cái. Đây là 29 mình ơi, chị Huyền Lê một cái. Chị mẹ con dễ thương à, mèo con dễ thương. Chị Quỳnh Hoa, phụ liệu tóc, chị Vân Bùi có rồi. Và hết hàng chưa? Chị Hoa Hoa có cho mình rồi đấy ạ. Dành cho mã hàng này chị Huyền Lê rồi đấy ạ. Vâng. Đi qua được ạ, thoải mái qua em lấy thoải mái chị ơi. Dạ anh chị bé bự một chiếc ạ. Vâng. Cái váy này thì nó sẽ có hai dòng kiểu chữ cho em là chữ to chữ bé, chất như nhau, form như nhau mình nhá. Chị Phan Việt Hà, anh chị Thảo Châu. Đấy, các mình cùng quan sát luôn này, chị Danh Danh, anh chị Yến Linh, Xuân Giơ lại các chị xem này. Form như nhau, kiểu chữ như nhau luôn mình nhá. Một cái to, một cái bé. Chị Đỗ Thanh Thảo, chị Hậu Võ, chị Nguyễn Tuyết em chia rồi, chị Hoa Hoa có cho mình rồi. Và anh chị Phạm Hòa có cho mình rồi. Mã hàng số 29 em hết hàng ạ đi em ơi. Di chuyển sang đến mã hàng số 30 ạ. Mã hàng số 30 cũng thanh lý nốt đi này. Đây ạ, xin mời các mình luôn. Ai muốn đẹp xuất sắc thì vẩy vào đây với em nhá. Con này 1986 đúng không ạ? Nhất trí các mình luôn ạ, rất là đẹp dành cho con hàng này. Em mới cắt mẫu nốt 139.000 đồng. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gái. 7 chiếc dành cho mã hàng này. Là mã hàng số bao nhiêu ạ? Mã hàng số 30. 30 ạ. 30 chứ nhở? 30 các mình ơi. 139.000 đồng dáng áo váy 48 đến 65 cân các chị lấy mà. Váy chị nào mà 1m50 mặc thành váy, chị nào mà cao 1m65 mặc thành áo váy cho em nhé. Nhận được hàng đừng quên là phản hồi cho em ngáp vãng với mình ạ. 31. À 30 à. Anh chị Nghĩa Nguyễn một cái này, chị Dương Thùy Linh một cái này. Đúng rồi, hàng của em ngắt thì khỏi phải chê đi mình ơi. Chị không tên ba chiếc này. Nhất trí có mình luôn ạ, dành cho mã hàng số 30. Chị Quyên có cho chị Quyên rồi. Vâng, mã hàng này em còn một cái cuối cùng cho chị nào đi ta, còn một cái cuối cùng dành cho mã hàng số 30 ạ. Em di chuyển sang 31 quần gen của em nhá. Quần gen của em đang mặc có mấy cái này. Gen tầng 2 3 4 gen tầng 5 6 cái. Xuân Dơ các chị xem này. Quần gen tầng em đang mặc cái này. Được chưa? Áo của em thì em làm xong.
quần của em trước đã nhé mình nhá. Quần này còn 6 cái, mỗi chị lấy một cái cho em. Em ngắt các mẫu nốt dành cho con hàng này là 139 ngàn đồng. Mỗi chị một cái ấy, đi biển cho em mặc ở nhà cho em. Chất của nó thì quá đẹp rồi. Quần gen tầng 6 cái mình nhá. 139 40 cân đến 58 cân mặc thoải mái dành cho 31 ạ. 30 em hết hàng mất rồi, em sang 31 nhá. Là vâng. 31 ạ, anh chị không tên 3 chiếc dành cho mã hàng số 31 ạ. 31 em thanh lý nốt 139 ngàn đồng. Cả Duy Băng đấy ạ, anh chị Thảo Candy một chiếc dành cho mã hàng số 31 này. Và anh chị Thủy Nguyễn một chiếc dành cho mã hàng số 31 này. Anh chị Phượng Ly một chiếc dành cho 31 là em hết hàng luôn nhá. Vâng ạ. Còn quần ren một ống, quần ren một ống còn cái quần ren một ống này hình như là sẽ vẫn về. Áo em đang mặc này, áo em đang còn 2 cái. Căn mẫu nốt mỗi chị một cái ạ, 120 ngàn đồng. Có 2 cái mình ơi. Mỗi chị một cái chị em mình liền đi, đẹp lắm. Có 2 cái ạ, dành cho 32. Em 31 em hết hàng các chị nhá. 31 em hết hàng mất rồi. Em sang 32 ạ. 120 ngàn đồng, em cắt mẫu nốt đấy mình nhá. Anh chị nào mà chị em mình bấm trước thì chị em mình choán trước cho em. Dành cho 32 ạ, vâng. Cho chị Nhung Nguyễn một cái này. Và anh chị không tên một cái đi. Có mỗi thế thôi. Đây là áo váy Adidas cho em. Có 1, 2, 3, 4 cái. Thanh lý nốt 120 ngàn đồng cho em. Quá đẹp này, xuân sỏ phải cho các chị này. Đẹp lắm mình ạ, dành cho 33 120 ngàn đồng, 48 đến 65 cân cho em. Có Adidas và hàng hình mũi tên này, chị xem qua một tí rất là đẹp. Dành cho quả hàng này 120 ngàn đồng, chị em mình là Campuchia nhau luôn nhé mình nhá. Dành cho con hàng này xuân báo mã này các chị bấm này. Đây là mã 33 các chị nhá, 32 bên hết hàng rồi ạ. Bên thanh lý với giá là 120 ngàn đồng các chị nhá. Dành cho đây là dáng áo váy xuống, dáng áo váy ạ. 33, 120 ạ. Áo váy chị nào mà mình kiểu quá cân hoặc là thích mặc thủng thì chị lấy con này. Có 2 hình cơ chị. 48 đến 65 cân dành cho 33 mình ạ. Vâng. Em không chia anh chị hình không ạ. Tên là lấy 4 chiếc dành cho mã hàng số 33. Em sang đến mã hàng số 34 ạ. Áo váy hình cô gái thanh lý luôn ạ. Căn mẫu nốt ạ, cho gọn hàng luôn là 139 ngàn đồng. 48 đến 65 cân cho em luôn nhé mình ơi. Anh Hoàng Mạnh Hải định vào chơi mà bà chủ bận quá. Chắc là vào thăm xuân đúng không ạ? Em sang đến mã hàng số 34 ạ. Dành cho mã hàng số 34. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho 34. Các chị chia sẻ like để các chị nhớ là cái đường link này của bên em là tổng kho Dương Ngát, để không ai lừa đảo được các chị nữa này. Vì người ta có thể lập ra tài khoản lừa đảo, nhưng mà nếu mà không đúng các chị chia sẻ đi ạ. Chia sẻ để về còn kiểm tra hàng. Chia sẻ mình ơi. Nhấp vào nút chia sẻ một lần cũng được, không cần phải chia sẻ quá nhiều, để về kiểm tra lại hàng đúng đường link này. Các chị mình cần gì trao đổi đúng vào inbox của cái fanpage em đang like này, đúng vào tài khoản em đang like thì là chính chủ em đang ngồi ở đây này. Đấy, rồi đó. Nhiều chị bảo là đấy bán hàng chất lượng quá, bây giờ có uy tín rồi thì là như thế đấy. Để mà có uy tín và nói chung là sự bảo hành như thế này là đã bên em là phải là trải qua rất là nhiều vất vả rồi. Đấy, bây giờ em bắt đầu chốt cho mình luôn nhá. Vâng. Em bắt đầu chia cho các mình dành cho mã hàng này là mã hàng số bao nhiêu? 34 nhá các chị nhá. Vâng. Anh chị nhất trí của mình quá nhiều 34. Anh chị Thảo Chip một cái, chị Nga Trần ba cái. Và còn một cái cuối cùng đấy, chị còn thấy có một cái cuối cùng. Hết hàng à? Hết hàng luôn ạ. À. Đây 35. 35 này, chuẩn Mickey. À, còn một cái. Không, cái này hình khác em. Không, còn một cái. Đâu? Còn một cái. Còn một cái nữa à? Còn một cái nữa, chị Phạm Hòa đi, hôm nay chị Phạm Hòa chưa được cái nào đúng không ạ? Màu nâu đi ạ, dành cho mã số 36 ạ. Xuân này, bóc ra. Đây toàn hàng mới này, rất là đẹp đấy mình ạ. 36 ạ. 35 ạ, vâng. Chia sẻ like để máy ra đơn các chị ơi. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn ạ. Dành cho mã hàng số 35. Xe chim ạ, xe chim em nha. Mã 34 em hết hàng các chị nhá. Mã 35 là cái áo, cái váy màu nâu. Chị nào mà lấy thì các chị comment 35 để lại số điện thoại đi ạ. Dạ đúng chất lượng uy tín luôn ạ. Em nhận 6 đơn liền đều chim ưng. Em cảm ơn chị Kim Xuân nhiều nhá. 6 đơn mà, 6 đơn một phát đúng không ạ? Không biết là anh xã anh có gồng gà mình không? Hãy bảo mua gì mua lắm thế. Em sang mã hàng số 3 mấy nhỉ? 35 mình ơi. Vâng. Đợi em tí nhá, có like đồng hồ mà của em à. 35 mỗi chị một cái này. Có mấy cái nhỉ? 139 ngàn đồng rồi, cắt mẫu nốt đi em ơi. Cho kỷ niệm cho các chị. Đâu rồi? Có 3 cái hay 4 cái? Anh chị không tên là 2 cái này. Bây giờ cho chị Yến Linh một cái là em hết hàng luôn này. Quần váy tắc ta này. Quần này váy này mặc 4 mùa xuân hạ thu đông các mình ạ. Dạ đang nằm cho con bú nghe tai nghe khổ quá. Chả khổ tí nào, cả ngày căng thẳng quá rồi xem like của em ngát vậy phấn khởi. Những giây phút này là những giây phút chị em mình là xả stress luôn, refresh luôn mình nhá.
Đấy, bởi vì là có thể là các chị không mua hàng nhưng các chị vào đây, các chị thấy nhảy lên comment đọc bình luận cũng vui cũng hay. Và nhiều khi là em ngát cũng có tếu tá chị em mình thấy hay đúng không ạ? Rất hay luôn. Em sang đến hàng số 30 mấy nhỉ? 36 quần váy tắc ta này thì hiện tại là bên em là còn size các chị là từ 42 cân cho đến là 52 cân. Đấy, các chị đăng ký đi ạ. 42 cân đến 52 cân dành cho hàng số 36 ạ. Vâng ạ. Là chị Phạm Huyền hôm nay có áo con không? Em mặc sướng phê. Các chị đăng ký cân đi để em chia ạ. Cái này có size các chị từ 42 cân đến 52 cân ạ, dành cho hàng số 36 ạ. Xin mời các chị đi ạ. Vâng, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho 36 luôn ạ. Quần váy tắc ta các chị nhá. Quá đẹp đúng không ạ? Không đẹp vì quá đẹp dành cho mã hàng số 36 ạ. Em ngắt bắt đầu chia cho các mình dành cho quà hàng số 36 như sau. Ô, đăng ký size đi các chị ơi, em không biết là mông của chị em mình mặc size nào. Đăng ký size ạ, Campuchia size luôn ạ. Campuchia dành cho size của chị em mình mặc luôn, dành cho buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay chị em mình sẽ Campuchia size. Dạ vâng ạ. Cái gì ạ? À, cũng là 20 đơn của em mà chưa hết 1 tháng. Quá nhiều. Chỉ nên mua tầm 5 đơn là đẹp chị ạ. 20 đơn nhiều quá. À nhưng mà 20 đơn của mình nhá, chắc là kiểu đánh được toàn quả, gọi là xịn sò với giá hết hồn chim én của bên em đúng không? 36 em chia luôn này. Tao không có đăng ký sai ạ. À? Chị Hương Lam một cái dành cho size M, chị đọc tách luôn này. Chị Hạnh Mai Thị Bích một cái size M này. Được chưa ạ? Vâng. Anh chị Tường Vi đăng ký 4 cái ạ, à, dành cho mã hàng này. Em hết hàng luôn ạ. À. Di chuyển sang đây mã hàng số tiếp theo. À, còn một cái ạ. À? Cho chị Dương Kiều Vân một cái đi. Váy Mickey luôn này, xuân này cắt mẫu đi cho mỗi chị một cái, 149.000. Tường Vi ơi, chị có đơn mà chưa thấy chuyển khoản cho bên em đâu. Các bạn báo thế đấy, mình ngày mai thu xếp chuyển khoản mình ơi. Thế nhá, để bên em cho hàng đi nhá chị nhá. Cái đâu ấy, cái đâu, váy lúc nãy là em có làm cái váy suông đấy rồi đấy. Kiểm tra kẹp váy suông cho vào cho em ạ. Haplot em bán à. Haplot của em có bán ạ. Vâng. Tí nữa lại con Haplot này nữa, rất nhiều chị bị lừa này, khổ ơi khổ luôn. Tí em hướng dẫn các mình trong trường hợp như sau mình nhá. Dạ vâng. Em cảm ơn chị Bùi Thị Hải, em vẫn nhớ mình mà. Vẫn nhớ. Được cái là em nhớ khách hàng. Vâng. Mã hàng bao nhiêu? 37 ạ. 37, 48 đến 65 cân. Xinh lắm mình nhá. 37. 37 không phải 38. Chị em mình ơi, cho chị Lan Vũ. Em chốt chị Lan Vũ rồi. Mặc dù nhanh nhưng rất chuẩn. Các mình nhá. Chị Thanh Lâm, Thanh Lan này. Vâng, áo em hết hàng mất rồi. Vâng ạ. Ôi. Anh chị nghiệm nghĩa một cái ạ. Vâng, nhất trí các mình ạ. Dạ, cứ đòi hấp lót của em ngát. Đợi em tí. Chốt ra cho một chị nữa, chưa được cái nào này. Chị Trần Thùy Dương cái này. Và một cái cuối cùng cho chị Trung Đinh đi. Đúng không ạ? Rất nhiều khách hàng mới luôn. Bây giờ kiểm đếm xem được có bao nhiêu con kính này làm bấy nhiêu luôn ạ. Đấy, áo phông này còn bao nhiêu con, cắt nốt cho các chị luôn này. Áo cô gái thì gọi là quá đẹp này. Các chị lấy cái này về phối với quần sọc, đẹp lắm này. 46 cân đến 54-55 cân cho em 120 ngàn đồng. Cứ chuẩn hàng em ngắt mà các chị yên tâm. Em đã test về chất rồi. Cái này không đẹp, cái nào mà chất không đẹp em không làm. Dạ, nhất trí chị Ngân Khánh ơi. Dạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng này là mã hàng số 38, 120 ngàn đồng. Chị nào mà 45 cân cho đến tầm khoảng 55-56 cân chị em mình sẽ mặc vừa. Có chứ? À vâng ạ, nhớ em không hi hi. Chị nào mà chỉ cần là tương tác với em, comment cho em với em một lần thôi là em có thể nhớ mình luôn. Dành cho mã hàng số 38 các mình nhá. 45-46 cân cho đến 56kg sẽ mặc vừa, 120 ngàn đồng, em cắt mẫu nốt các mình nhá. Vâng. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn ạ, à, đã em mua một năm mà shop vẫn giữ thông tin của khách hàng bên em có ạ, à, vâng. Dạ, bây giờ em bắt đầu chốt cho các mình luôn ạ, à, vâng. Dạ, vâng ạ, à. Gửi sách lâu rồi mà sao chưa. Inbox của em với chị Yến ơi, chị Yến inbox của em nhá. 38 em chốt cho các mình đã, dành cho mã hàng này. Anh chị Dung này, vâng ạ, à, anh chị Thảo Châu ạ, à, dành cho mã hàng số 38 này. Ô, từ từ đợi em một xíu này. Anh chị Thủy Nguyễn có cho mình rồi. Chị Đỗ Mai Trang, anh chị Nguyễn Ni, anh chị Trang Tòi. Em hết hàng luôn mình ơi. Di chuyển sang cái mã hàng số tiếp theo cho em ạ, dành cho buổi tối ngày hôm nay là mã hàng số 40 ạ. Là một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng số 40 cho em luôn nha. Ờ vâng. Bao nhiêu nhỉ? Mã bao nhiêu em? À 39 phải không ạ? Vâng. Ô, từ em ơi, chị chưa nhìn thấy cái mẫu đấy đâu. Đâu nhỉ? Rồi rồi em giơ cái này cho các chị đi cắt con gấu số 5 này đi. Cắt đi cho mỗi chị cái này. Cái này có size các chị từ 40 cân đến tầm khoảng 52 cân. Gấu hàng đắt chị là nhanh tay lấy trước này, 120 ngàn đồng, thanh lý nốt cho gọn ạ. Dành cho quả hàng này là mã hàng số 39 cho em ạ. Em nhận được hơn chục đơn rồi, ưng lắm chị ạ. Cái nào chất cũng đẹp. Cảm ơn các mình, cảm ơn ạ, sướng quá. Bên em phục vụ với lượng đơn rất là nhiều. Các chị ạ,
phục vụ các chị đang ngồi đây cười khắc khớ như này thôi. Nhưng mà tư duy nát óc luôn ấy, không có gì dễ dàng cả. Mình nhá, đang lang thang ở đâu ấy. Em bắt đầu chốt 39 cho các mình. 40 cân đến 52 cân chị em mình choán đi ạ. Vâng. Dạ em cảm ơn các mình ạ. Đi du lịch vẫn phải tranh thủ xem em ngát nhớ đúng không ạ? Ăn biển ăn em xin lỗi đi biển ăn ghẹ ngấy quá. Ngấy quá phải vào em ngát luôn, làm một tí phải gọi là cho chống ngấy luôn các mình công nhận không? Dạ dành cho mã hàng số 39 em chốt cho mình nhá. Dạ mua hàng của em ngát sướng thật đấy à. Chị Nghiễm Nghiễm một cái em cảm ơn nhá. Chị Lan Vũ một cái, chị Bobby Nguyễn gõ lại giúp em 39 gạch ngang số điện thoại. Dạ 39 gạch ngang số điện thoại cho em, chị Dung có cho mình rồi, chị không tên hai cái ạ. Chị Ngân Lượng có cho mình rồi, chị Dương Kiều Vân có cho mình rồi, chị Hằng Thúy em đã chốt ạ, 39 ạ. Anh chị Nguyễn Minh em đã chốt ạ, dành cho mã hàng số 39 ạ. Em hết hàng dành cho 39 ạ. Di chuyển sang 40 luôn này. Offline 40 99.000 đồng căn mẫu nốt ạ. 30 cân, em xin lỗi ạ, 40 cân cho đến 52 kg dành cho mã hàng offline này. Mời các mình thưởng thức dành cho 40. Toàn đặc sản này các chị thấy sướng không? Tí nữa em có lên làm đồng hồ này, kính mắt này, váy này, áo cốt tông ở phía đằng sau đây. Còn mấy con đây, đây tí kỷ niệm các chị em mình nốt. Đây đợi em tí nha. Mã hàng này mã hàng số bao nhiêu Xuân nhỉ? 40. Mời tất cả các chị em mình luôn. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng số 40 nhé các mình nhá. Mã hàng số 39 em có chốt cho chị Ngân Khánh Hoàng rồi chị ơi, rất là đẹp đúng không ạ? Offline quay xong các chị xem, chơi đơn giản. Đến xem hàng chứ thanh toán thoải mái luôn các mình ạ. Vâng, em cảm ơn chị Bảo Anh Trâm. 99.000 đồng dành cho mã hàng số 40 ạ. Một lần trên trang cá nhân ạ. Các chị phải để chế độ công khai thì máy sẽ ra đơn cho mình nhá. Chị nào mà mình kịp bấm hàng 40, 99.000 đồng, 40 cân đến 52 cân chị em mình quặp luôn này. Chị Hương Nguyễn em chốt rồi ạ. Vâng ạ, em cảm ơn các mình nhá. Anh chị Nguyễn Phương em chốt rồi đấy ạ. Vâng, anh chị Nhung Nguyễn có rồi ạ. Đây là 40 mình ơi. Chị Thủy Nguyễn có cho mình rồi, dành cho mã hàng số 40. Là nhất trí các mình luôn ạ. Anh chị Thu Nguyễn có cho mình rồi, chị Thủy Nguyễn em chốt cho mình rồi và chị Thảo Nguyễn em hết hàng luôn ạ. Em di chuyển sang mã hàng số 41 nhé các mình ơi. Dạ mèo đá, meo meo dành cho mã hàng này là mã hàng số 41, mèo này. Chà, mèo Sapphire luôn. Chị nào mà nhanh tay bấm trước luôn này. 45 cân đến 53 cân, mèo Sapphire Miu Miu cao cấp 120 tiền. Càng nhìn càng thấy em giống Hồ Ngọc Hà. Được ăn sái hay sao các chị ạ? Sái showbiz hôm thì giống nói chung là toàn ca sĩ thôi. Ước mơ làm ca sĩ của em ấy. Ai có nhu cầu vâng ạ. Một áo giống ngát rồi, chị Đỗ Yến inbox về bên tổng kho các bạn hỗ trợ mình báo xuống tổng chuyển xuống tổng kho. Bên em có hỗ trợ chị mà, không phải vất vả nhá mình nhá. Sao đến mã hàng này là mã hàng số bao nhiêu ạ? 41 ạ, 120.000 đồng, 45 cân đến 53 cân chị em mình thừa. Mèo lông hàng mèo lông Sapphire hàng cao cấp ấy mà. Đấy, dành cho mã hàng số 41 chia sẻ like mình ơi, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn em chốt nhanh nhá. Dành cho mã hàng số 41 như sau này. Chị Ngân Khánh Hoàng em chốt rồi, chị Tường Vi 4 cái. Anh chị Quyên Nguyễn em đã chốt ạ, chị Thu Nguyễn có cho mình rồi. Em hết hàng dành cho 41 ạ. Cho chị sang cái áo nâu ở trên xào, cái cốt tông đấy, nhìn thấy không? Ừ, cái đống cái dàn công chúa bong bóng ấy, dành cho mã hàng đó. Ok, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn mình ơi. Em ngát chuẩn bị xả cả quần ngố nam nhá các chị nhá. Cả quần ngố nam luôn cho gọn này. Cái áo cốt tông non, mã hàng số 42. Con này nếu mà các chị mua, con này nó rơi vào tầm khoảng hơn 700.000 đồng của rất là nhiều thương hiệu đấy ạ. Em ngắt cắt mẫu nốt là 179.000 đồng. Từ 40 cân cho đến kể cả là 57, 58, thậm chí 60 cân chị em mình mặc rất là xinh luôn. Áo này em trước em ngắt có mặc rồi đấy ạ. Có hít hàng qua em không lên mã nữa và không gọi thêm về nữa do là không có hàng nữa mình nhá. Vâng. Em di chuyển sang đến mã hàng số tiếp theo. Bộ em mặc hết hàng mất rồi chị ơi. Em sang đến mã hàng số bao nhiêu nhỉ? 42 ạ. 179.000 đồng em cắt mẫu nốt dành cho 42 các mình ơi. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng số 42. Cái này hàng Hồng Kông ấy, chất bún ấy. Chất này chất bún ấy, chị em mình nhận ra mã hàng này không ạ? Sướng lắm ạ, chị Đỗ Mai Trang một cái dành cho mã hàng số 42. Đúng rồi mình ạ, dạ sướng lắm, có cái này thì em cảm ơn chị Dung Hoàng một cái ạ. Đây là mã hàng số 42 nhá các chị nhá. Chị Tường Vi 4 cái ạ. Dạ chị Vân Nguyễn ạ, có không ạ? Chị Tường Vi đủ không? Đủ. Ok, hạ đi em ơi. Bây giờ em cắt mẫu sang quần ngố quần nam này. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn em ngắt cắt mẫu quần này các chị lấy cho người từ 50 cân cho đến tầm khoảng là 63, 64 và đến 65 cân là ok đấy ạ. Đến 65 cân đi các mình nhá. Để em kiểm tra size này. Cho em xem tỷ lệ size đã. À không, cái này tỷ lệ size dành cho đến tầm khoảng từ 50 cân cho đến 58 cân thôi. Còn toàn size M với size L thôi ạ. Từ 50 cân đến 58 cân. Quần này em ngắt thanh lý cắt mẫu kỷ niệm cho mỗi chị một cái dành cho quả hàng này là 249.000 đồng. Cắt mẫu vĩnh viễn không về dành bye bye đến quần này. Rất là đẹp, nhiều chị mua cái này like out hơn 1 triệu dành cho ông xã. Về so với cái quần này của em bảo biết thế mua của bên Dương Ngát.
các chị mua ở bên layout thì các bạn xách tay về với là rất là nhiều công cầu kỳ ấy, qua nhiều tay nữa, cho nên là cái mức giá đó thì cũng không phải là đắt đâu. 249.000 đồng mình ơi, dành cho mã hàng số bao nhiêu nhỉ? 43. Các chị đăng ký nhanh ạ. 249.000 đồng dành cho mã hàng số 43, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn. Anh chị nào mà xe trước em chốt mình trước nha. Quần của nam, quần này nhà em chị nào nhận được hàng rồi nhỉ? Đây là giá em thanh lý ạ, không gọi là giá bán. Chị nào nhận được quần này rồi cho em ngắt xin một lời phản hồi luôn để mình biết về chất lượng của nhà em nó xịn đến mức độ như thế nào. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 43. Chị nào nhận được hàng? Vâng. Cảm ơn mình. 6 cái á, 6 cái là hơi nhiều ạ. 249 là giá em thanh lý ạ. Lấy cho tầm cân từ 50 cân cho đến là 58 60 cân cho em nhá. Em bắt đầu chia này, dành cho 43. Chất cốt tông ép đi. Cái quần này các chị biết rồi đấy, chất rất là đẹp. Đừng loại, không phải loại mỏng mỏng, loại mỏng em không chơi đâu. Kiểu quần như này nhá, nhưng mà các chị sờ vào chất. Quần này ở Hà Nội có hai cửa hàng và em ngát là có hàng này. Còn nếu mà các chị thấy là ví dụ như là có lấy lại thì em không biết, nhưng còn nếu mà treo kiểu là ở vỉa hè hay gì đấy vậy, một chung giống cái của Dương Ngát không giống đâu. Các chị sờ chất mình xem nhá mình nhá. 43, chị Liên Neo có cho mình rồi. Đúng rồi ạ, anh chị Hồng Lâm, anh chị Vân Nguyễn ạ, anh chị Dung Nguyễn, chị Hoàng Hương Thảo, chị không tên 3 chiếc. Được chưa ạ? Chị Nguyễn Ni 1 chiếc, chị Kim Oanh Phan, anh chị Liên Nguyễn ạ, anh chị Hạnh Huỳnh, anh chị Hà Nguyễn, chị Hà Thúy Hà, anh chị Nhất Trí có mình, chị Nguyễn Kim Anh. Dạ, anh chị Nhất Trí có mình, đây là 43. Anh chị Hương Trần em chốt rồi, chị Hà An Nguyễn em đã chốt cho mình rồi, dành cho mã hàng này. Vâng, và bên em còn 3 cái cuối cùng dành cho mã hàng số 43. Chất đẹp lắm luôn, em cảm ơn nhá. Chia sẻ like để máy ra đơn này các chị này. Mã 43 em còn 3 suất cuối cùng. Chị nào chưa được chốt thì các chị comment 43 để lại số điện thoại nhá. Em chốt cho chị Miss Dung một suất ở mã hàng số 43. 85 cân không vừa đâu ạ. Đến 58 cân là đẹp nhất các chị nhá. Chị Huyền Thương Võ một suất ở mã hàng số 43 em có chốt rồi ạ. Và chị Nguyên Hằng xe khách một suất ở mã 43. Vậy là mã 43 bên hết hàng các chị nhá. Di chuyển sang mã hàng số 44. Xuân xem mà cái túi này còn mấy cái. Đây mình ơi, em hát chuẩn bị đi du lịch cho nên chị sẽ kỷ niệm. Các mình dành cái quả này để chị em mình đi du lịch. Cho đồ vào đây cho chị luôn này. Cho một bộ quần áo vào đây cho các chị xem luôn này. Cái túi vải này thì hot lắm. Đây, ví dụ như này này các chị này, để các chị không bị lừa. Cho vào đây chị này. Đây là Quảng Châu. Xong là Việt Nam rất nhiều xưởng may nhái lại. Mà chị biết may nhái lại đáng bao tiền đâu, mà cái vải thô ấy, cái vải hàng loại ấy, người ta chắp vá vào, người ta may mấy cái thể loại túi như thế này đến tay chị em mình đã hơn 100 rồi. Chả có tội gì cả. Các chị mua ở bên Dương Ngát, mã túi này buổi tối ngày hôm nay các chị mình được phục vụ với giá là bao nhiêu nhỉ? Mỗi chị một cái cho em là 110.000 đồng. Dành cho mã hàng này là mã hàng số bao nhiêu ạ? 44. Có mấy cái nhỉ? 1, 2, 3, 4. Cái này chả phải đi biển đâu ạ. Bình thường chị em mình dùng hàng ngày cũng được. Có một đặc điểm đấy này các chị này. Nó vừa rẻ mà lại vừa bền cơ. Bởi nó vải dù mà. Các chị muốn nó hỏng, không hỏng cho. Dành cho quả hàng này là mã hàng số 44 các mình nhá. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng số 44 ạ. Dạ vâng ạ. Em bắt đầu chốt cho mình dành cho mã hàng số 44 nhé các mình nhá. 101 ạ. Chị Liên Neo một cái, chị Hương Hoàng Hương Thảo một cái, chị Hạnh Mai chị Bích một cái này. Nhất Trí chị Dung có nhìn thấy thông tin của chị rồi. Và bên em còn hai cái cuối cùng dành cho mã hàng số 44. 110.000 Việt Nam đồng ạ. Đúng rồi mình nhá. Việt Nam ạ, Việt Nam đồng luôn. Đây là hàng Quảng Châu. 110.000. Thế là hết hàng luôn rồi ạ. Em hết hàng luôn rồi, chị Nguyễn Khánh Hoàng và anh chị Đan Lê. Như vậy em hết hàng luôn này. Cho em sang đến mã hàng này là mã hàng số bao nhiêu nhỉ? 45 màu đen này. Cho quần trong một ít đồ. Cho mình ít đồ vào đây. Đài Xuân đeo tai vào cho chị này. Màu đen cũng thế mình ạ. Vâng. Em cảm ơn chị Thùy Linh ạ. Nhận được túi trống như em phê à. Cảm ơn các mình. Sang đến mã hàng này đẹp này các chị này. Màu đen bền ạ. Xịn nữa. Cơ bản nó phải xịn nữa các mình ạ. 44 chị nào mà chưa được lấy thì các chị comment sang 45 các chị nhá, là màu đen đấy ạ. Em làm với giá là 110.000 đồng cho cái túi vải dù em đang cầm trên tay các chị nhá. 110.000 đồng ạ, 44 bên hết hàng rồi ạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng số 44 ạ. Tách cho chị xem là bộ lụa này màu đen với màu hồng hay mấy cả mấy màu này, tách ra xem mỗi màu còn mấy bộ thì các mẫu các chị lôn nốt này. Dạ vâng. Không áp dụng đổi nha các mình ơi. Em không áp dụng đổi mã đâu. Đấy, nhiều chị em mình chưa mua của em bao giờ chắc là chưa nắm được đặc trưng của bên em, là em đã chốt chị nào là bên em không đổi. Vì em ấn định vị trí của chị đó rồi và có số lượng từng đó thôi nhá mình ơi. 44 bên hết hàng các chị nhá, đây em mã 45 ạ. 45. 45 này, Nhất Trí các mình. Dạ. 45 chị nào mà em sẽ chốt cho chị Vân Nguyễn một cái, chị Vân Bùi một cái, chị Thủy Nguyễn một cái và chị Hoàng Kim Oanh một cái. Em hết hàng luôn dành cho mã hàng số 45. Nhất Trí các mình. À còn một cái nữa chị Trịnh Hồng dành cho mã hàng số 45 đi ạ. Mã hàng số 45 em hết hàng luôn mình ơi. Di chuyển sang mã hàng số 46, xung vào thay cái tâm xui này chị luôn này. Các chị mình có thích em thanh lý sang một cái mã hàng
Đây đến bộ lụa 2 dây nữa chị này. Đây các mình xem này, cái bộ này em sẽ chuẩn bị thanh lý luôn cho mình dành cho mã hàng này. Màu vàng à? Bộ lụa 2 dây màu vàng, bộ này có chị thì nhìn nó quen đúng không ạ? Hơi quen đúng không ạ? Dành cho mã hàng này là mã hàng số 4 mấy nhỉ? Chị nào mình biết tiếng Trung, tiếng Quảng các chị có thể dịch qua cho em bộ này. Hoặc là mình mua ở bên đấy mình biết. Chất này chất chuẩn lụa luôn. Chị nào nhận được bộ này rồi ạ? Cho em ngắt biết với nhỉ? Nếu chị nào mà nhận được bộ này rồi cho em ngắt xin thông tin. Đây, bộ này bình thường các chị em mình mua ở bên ngoài là hơn 600. Có chị mua hơn 700 và hơn 800. Quần là cặp chun cho em. Đầu tiên là màu vàng mơ mơ của mình nhá. 2 dây. Bộ này chị nào mà từ 40 cân cho đến là 56, 57 cân và thậm chí 58 cân chị em mình mặc tẹt các bọn đẹp dành cho 46. Mặc xem TV, xem bóng đá, nội trợ, đi ngủ. Và nhiều khi chị em mình đi dạo công viên lang thang cùng chồng, cùng con. Nói chung mặc vô cùng sung sướng dành cho mã hàng số 46. Bộ này chị nào nhận được rồi ạ? Vâng, xin mời tất cả các chị em mình. Cảm ơn các mình rất là nhiều. Dạ, mặc bộ này mát tê rốn là em cảm ơn nhá. Dạ, và tài khoản ở bên này thì sao ạ? Đây là mã hàng này, là mã hàng nối tiếp sẽ là mã hàng số 46 ạ. Nhất trí các mình luôn ạ. Sau đó Xuân treo lên các chị xem qua một chút. Các chị mình vẫn nhớ bộ này là bộ cây dừa hộp xanh ấy. Không cần phải nói nhiều. Em lên mã phát là các chị mình biết luôn bộ này là bộ gì các mình ạ. Mã hàng số 46 này là bộ lụa 2 dây. Lụa này là chuẩn hàng Quảng Châu. Chị nào mà đi Quảng Châu và đi Hồng Kông các chị biết. Riêng hàng lụa không bao giờ dưới 1 triệu. Kể cả các chị mua một cái váy ngủ hàng 2 dây đã sale rồi sẽ là rơi vào tầm khoảng 750.000 Việt Nam. Còn nếu mà giá chuẩn là hơn 1 triệu tiền Việt Nam. Nhiều khi các chị bảo là ô đắt thế nhưng không phải. Do là cái mệnh giá của mình so với tiền chung là mình bị thấp hơn thôi. Còn trên thực tế là so với mức tiền đấy ở bên đấy nó là trung bình các mình nhá. Bình thường thôi. Em di chuyển sang mã số 46 à. Căn mẫu nốt ạ, 210.000 đồng dành cho mã số 46. Ưu tiên chị nào có lịch sử mua hàng của bên em. Đây là bộ số 46 của mình luôn ạ. Đây. Các chị mình hàng đến tay các chị thò tay qua đây các chị khuấy lỗ cho em đẹp lắm dành cho mã hàng này. Bộ lụa các mình nhá, 2 dây dành cho mã số 46 cả bộ luôn. Rồi em cảm ơn chị Thùy Linh ạ. Toàn hàng xịn là chất nhà ngắt không chê vào đâu được. Em cảm ơn em bắt đầu chốt cho mình nhá. Anh chị Hồng Lâm một bộ đây kia đi em ơi. Đây ạ. Màu vàng nha. Anh chị Thủy Nguyễn một bộ, chị Hồng Dũng một bộ, chị Lan Trịnh một bộ ạ. Anh chị Nhất Trí các mình ạ, chị Phạm Hiền một bộ ạ, dành cho mã hàng số 46, chị Ngân Lượng có không ạ? Anh chị Hằng Nguyễn có cho mình rồi, chị Bích Đỗ có cho mình luôn ạ. Đây là mã hàng số 46 mình ơi, chị Trúc Giang Trần ạ, chị Thu Nguyễn em đã chốt. Nhận được hàng cho em xin phản hồi luôn nhá. Chị đã có bộ này rồi, mặc đẹp lắm em cảm ơn nhá. 46 chị Bella Lê. Anh chị Thủy Nguyễn em chốt rồi mà. Nhất Trí mình, dạ khiếp khen nức nở. Anh chị Nguyễn Hương em đã chốt cho mình rồi đây chị Hương ơi. Dạ có cho chị Hương ngay dành cho mã hàng số 46 ạ. Dạ chị Đỗ Quyên là anh chị Nguyễn Thủy Dung em đã chốt cho mình rồi. Chị Mẫn Trần có không ạ? Chị Đặng Thảo có không ạ? Dạ chị Đậu Đậu một bộ ạ. Màu vàng khác nhá, có hai màu nha. Dạ anh chị Hezin, anh chị Nguyễn Thảo Duy. Dạ và anh chị Phan Nhàn em chốt cho mình rồi. Và bên em còn hai bộ cuối cùng. Còn hai bộ cuối cùng cho hai chị cuối cùng. Dạ chị Thu Hoàng một bộ, đây là 46. Chị Thu Hoàng bỏ qua này. Đây là 46 mình nhá, gõ nhầm rồi. Chị Liên Neo em chốt cho mình rồi. Và bên em hết hàng dành cho mã hàng này. Màu đen đâu nhỉ, có màu đen nào? Màu hồng có bao nhiêu bộ? Có một bộ màu đen hồng à. Cái màu đen có một bộ à? Có một bộ màu hồng nha. Xuân Dơ nó bộ màu hồng này. Bộ màu hồng mã 47, chị nào lấy màu hồng các chị gõ 47 mình ơi. Như thế luôn ạ, à, dành cho mã hàng số 47 cũng là hộp xanh lá dừa cho em nhá. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn ạ, à, dành cho mã hàng này. Thấy chưa ạ? Vâng, xin mời tất cả các chị em mình di chuyển sang đây, mã hàng này là mã hàng số 47 các mình nhớ. Vâng ạ. À. Chị bầu trời bình yên lấy 47, hạ luôn em sang màu đen ở mã hàng số 48. Rất là đẹp dành cho mã hàng số 48 ạ. À. Em sẽ dơ qua một chút xíu để các chị mình cùng xem xét dành cho mã hàng này. Dạ các bạn đánh mã sẵn vào đây rồi. 48 mình ơi. Lụa 2 dây cho em, 210.000 đồng em ngắt thanh lý cắt mẫu nốt. Các chị mua cái này các chị được lợi ạ. Nguyên cái áo chị em mình mua đã là mấy trăm ngàn rồi. Còn đây là hàng lụa. Nhìn chuẩn, mình nhìn phát mình biết ngay hàng chuẩn mà. Nhìn chất là các chị biết luôn rồi. Em thanh lý nốt là 210.000 đồng. Các chị mình ơi, chia sẻ like nha. Xe chim em ngắt ngay. Dành cho 47 màu 48 em sorry ạ, 48 màu đen. Màu đen các mình nhá, đi bơi được các chị ạ. Nhiều chị em thấy mặc bộ này đi bơi lắm. 40 cân đến 58, 60 cân mặc thoải mái. Bộ này dễ mặc ạ. Chị Đào Cầm Lệ một bộ ạ. Chị Thảo Chip một bộ ạ. Chị Nguyễn Hường là 3 ạ. Dạ 48 các mình ơi. Dạ chị Lê Đê là 4 ạ. Chị Bùi Thị Hải Yến là 5. Dạ anh chị Ánh Tuyết là 6 ạ. Dạ anh chị Thương Nguyễn là 7 ạ. Dạ chị Trúc Tăng Trần là 8 ạ. Nhất Trí các mình ạ. Em đang nhìn thấy ở đây rồi, em đang bấm rồi đây. Chị Phan Oanh có chưa ạ? Chị Thu Nguyễn có rồi. Dạ vâng ạ.
Chị Hồng Dũng có cho mình rồi. Anh chị Như Nguyệt em đã chốt, chị Ngọc Ruby. Dạ anh chị em còn hai bộ cuối cùng cho chị Thương Nguyện. À chị Thương có rồi. Còn hai bộ cuối cùng chị nào mà chưa được bấm nhỉ? Rồi chị Phan Nhàn một bộ, và như vậy bộ này là một bộ cuối cùng trên màn hình chỗ này. Một suất ở mã 48 là bên hết hàng các chị em nhá. Em còn bộ này. Rồi nhất trí các mình đánh cho mã hàng số 48. Vâng. Em lấy bộ màu xanh mặc sướng dã man chị ạ. À. Em thấy họ đang bán toàn 5-600 thôi. Còn tiền đấy ạ. À. Không phải bán đắt đâu. Là em ngắt bán rẻ. Bởi vì là hôm nay em cũng cắt mẫu nữa các mình ạ. À. Em di chuyển sang đây mã hàng số 49 nhá các mình nhá. Kính ban man, dento manter còn bao nhiêu cái mang nốt ra đây cắt mẫu nốt ạ. À. Dành cho mã hàng này. Các chị hỏi em rất nhiều về cái kính không độ thì tí nữa em sẽ làm kính không độ các mình đăng ký nhá các mình nhá. Em di chuyển sang đây mã hàng số tiếp theo, mã hàng số 48 cho chị Yến 5 photo một bộ đi. Ok, em di chuyển sang 49 ạ. À. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn di chuyển sang 49 các mình nhá. Vâng. Em cảm ơn chị Bùi Liễu ạ. À. Bây giờ em sẽ là đeo vào các mình cùng quan sát dành cho con này. Con này gọi là con Gentle Manter. Các chị mình bị bắt lừa này. Hôm nay em đang định em có chụp lại màn hình rồi nhưng mà lại xuất hiện khuôn mặt của bạn ấy trên hình ảnh cho nên là em không muốn dơ đây. Bởi vì là nó cũng sẽ rất là xúc phạm hình ảnh. Đặc biệt nữa là mình không được phép như thế nhưng mà em ngắt thông tin để các chị mình nắm được ạ. Đây, ví dụ như con Gentle Manter này mà các chị mua tới tầm khoảng hơn 200.000 thì được. Nhưng các chị mua với giá là hơn 200, em xin lỗi ạ, với tầm khoảng là hơn 2 triệu và bảo là hàng nhập chính hãng từ nước nọ nước kia. Trên thực tế nhá các mình ơi, cái đó là hàng Quảng Châu. Và khi mà các chị một số bạn các bạn ấy cho vào máy và các bạn ấy check mã code ra thì nó ra chỉ có cái cây kính đó của bạn ấy là hàng chuẩn mà thôi. Nhưng mà khi mà chuyển đến tay các chị em mình là hàng fake. Và điều minh chứng là bên em đã mua thử. Cho nên khi mà hàng đến tay các chị em mình, nếu như là như thế này, của em là em bảo là hàng Quảng Châu luôn. Em bảo thế thật luôn là em này, đây là hàng Quảng Châu này, rất là tinh xảo này, các chị nên dùng những mã hàng như thế này. Bởi vì là cũng rất là sành điệu uống rượu các mình nhá. Còn không có chuyện là check mã code đâu. Bây giờ check ra đâu, đúng không ạ? Quảng cáo bảo là ô các chị chất, các chị chất mã code ra. Đây phòng mềm em chất ra lì nha. Các kiểu con đà điểu về có check đâu, đúng không ạ? Check có ra đâu, check mãi có được đâu. Xong rồi nghĩ bảo ồ chắc là mình chưa biết check rồi. Không phải đâu, chị em mình đang bị lừa ảo ảo tùng chảo đấy. Đường dại mình nhá. Đấy, con này bên em phục vụ các chị là 99.000 đồng. Em tặng thêm hộp vào gối ôm cho các chị em mình. Còn bao nhiêu con cắt mẫu nốt, hết luôn mình nhá. 99.000 đồng, hàng Trung Quốc hay còn gọi là hàng Quảng Châu. Rất là mát mắt, chắc chắn. Cái này là Gentle Manter. Đây là em cắt mẫu nốt và làm nốt với giá 99.000 đồng. Còn con hàng này các chị mua và rơi vào tầm khoảng hơn 200 thì là vừa và đẹp. Còn với giá gọi là hơn 1 triệu và sau đó, nếu như mà hàng sách tay hẳn và xịn hẳn không bao giờ có giá đó. Em khẳng định với các mình luôn. Và em bảo là vô lý thế nhở. Như thế em có sự tò mò, mình cũng có từ 50-50 mình mua thử cho biết xem sao. Đấy thì em mua và trải nghiệm và bây giờ em chia sẻ lại với các chị em mình. Cho nên nếu mà các chị nào mà chị em mình mua ấy, thì nếu mà các chị mua thật sự là hàng hãng nọ kia thì về các chị mình check ra. Còn đây là hàng Quảng Châu, hàng Trung Quốc, các chị check mã code làm sao nó ra, đúng không ạ? Các chị em mình bắt bưu tá đứng mà đợi em check mã code cái, ôi chịu chết mình nhá, không có mã code đâu. Nó là hàng fake mà. Nhưng mà đeo chắc chắn lắm, rất là đẹp, được chưa ạ? Dành cho mã hàng này. Cái phần gọng này chị em mình làm điều chỉnh là chị em mình bẻ nhẹ thì nó sẽ ôm vào mắt cho mình luôn. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 49 ạ. Em chốt 49 cho các chị đã nha. 99.000 đồng dành cho 49 ạ. Em chia cho các mình đã. Vâng. 99k. Vâng. Công nhận là chắc chắn ạ. Dạ. Kính này đẹp lắm các bu ạ. Em cảm ơn bu lão ấy. Chia cho mình nhá. Nếu chị nào bán em luôn, em này cắt mẫu nó, cái này em không về nữa ạ. Vâng. Dép này à cái gì ạ? Kính này đẹp ơi là đẹp và em tưởng dép này đẹp ơi là đẹp ạ. À. Em bắt đầu chốt cho các chị em mình đây. Chị Thọ một cái này, chị Hòa Khánh này, chị Bảo Châu ạ. À. Vâng, em cảm ơn các mình. Chị Vũ Hải, chị Dung Nguyễn, chị Hạnh Huỳnh có cho mình rồi. Anh chị Bella Lê, chị Dung Hoàng, chị Khánh Băng, chị Kim Thúy có cho chị luôn. Anh chị Nguyệt Lê em đã chốt cho mình rồi, dành cho mã hàng số 49 rồi. Chị Vân Nguyệt em đã chốt, chị Phan Hà có cho mình luôn, chị Hoàng Thị Ánh, chị Ngào Vũ, chị Thu Huyền có cho mình rồi. Chị Nguyệt Lê, chị Huyền, anh Nam Trang, anh chị Bùi Liễu sẽ gõ lại dùm em là 49 gạch ngang số điện thoại. Chị Vũ Tường Vi, chị Đặng Thu Huyền, chị Phan Hà em đã chốt cho mình rồi, dành cho mã hàng số 49 ạ. Dạ chị Dung Tí Tởn, chị Nguyễn Tuyến ạ, chị Phạm Hòa, chị Kim Thúy ạ, chị Nguyệt Trần, chị Ngô Hạnh Huyền có rồi đây, chị Hằng Lê có cho mình rồi. Em vừa nhận được trong đẹp quá, em cảm ơn nhá, đẹp đúng không ạ? Chị Phương Trang ạ, chị Dung ạ, dạ cảm ơn các mình. Dạ anh chị Kim, anh Phan lấy thêm 3 cái, lấy 3 cái. 99.000 đồng bao gồm cả hộp luôn cho mình luôn nhá. Đấy, để em sẽ là bỏ sấp nhỏ này ra, mắc vào tóc chị mất rồi. Còn Xuân đây xem nào. Tôm em xịt gôm các chị ạ. Cho nên là đây, mọi khi các chị thấy là đầu em nó có xù hết lên nên em chỉ phải xịt gôm. Xịt gôm nó bám chắc vào tóc ấy. Đây các mình cùng quan sát lại dành cho mã hàng này.
là mã hàng số 49 ạ, 99.000 đồng ạ. Chị Ngà Vũ có cho mình rồi ạ, dành cho mã hàng số 49 ạ. Em có nhìn thấy chị Minh Phương ạ, 99.000 đồng, các chị gõ là 49 gạch ngang số điện thoại mình ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Cái hộp và cái khăn là em tặng thêm cho các chị em mình nhá. Khi nào mà hàng đến tay các mình xài ấy. À, cái này các chị thể gõ cho em như sau. Đúng tiếng Anh chuẩn của nó đọc như sau này. Nhớ sẽ ra Gentlemanter. Gentlemanter dành cho con hàng này. Chị Phương Loan Nguyễn có cho mình rồi, chị Thúy Hà có cho mình rồi. Vâng ạ, chị Ngọc Ruby có rồi đấy ạ. 99.000 Việt Nam đồng ấy các mình ạ. Còn phần tiền còn lại chị em mình để tiết kiệm để các chị làm đẹp cho sướng các mình nhá. Chị Thọ em có chốt cho mình rồi, chị Phương Loan có cho chị rồi, đã nhận được kính này rồi, đẹp lắm, rất chắc chắn, em cảm ơn chị Liễu này, chị Võ Thị Bé ạ. Dạ, đúng là đã nhận được cực chắc chắn, không ngọt ẹp rồi, em cảm ơn. Đây là chị đây mã hàng 49 chị Ngọc Anh em chốt cho mình rồi. Còn thiếu chị nào dành cho 49 nữa không ạ? Bên em di chuyển luôn sang đến mã hàng số 30 nha các chị ơi. Cắt mẫu sang đến mã hàng số 30 này. À 50 à? Váy gì đây em ơi? Cắt mẫu nốt váy này chị này. Hai dây à hay là tầng? Hai dây à? Trên sào. Đây em hạ xem. Chị em mình đi bánh quẩy Tây Hồ đặc biệt thơm ngon cho em nhá. Đi đám cưới cho em, đi ba đi biết cho em. Mặc khoảng 2 giây gọi là nhóng nhánh, nhung nhinh, lung linh và xinh đẹp này. Mỗi chị một cái em thanh lý 199.000 đồng. Xe chim cho em ngát một lần trên trang cá nhân. Và hai nhóm chợ lớn dành cho 50 ạ. Dạ chị Kim Anh lấy tổng là 5 cái đúng không ạ? Chị Ngọc Anh em chốt cho mình rồi. Đây Xuân treo một chiếc và các chị xem này. Chị em ta từ 40 cân cho đến là 55-56 cân là mặc xinh đẹp dành cho 50 đấy các chị em mình ạ, đẹp lắm. Dành cho mã hàng số 50. Hơi bị hay đấy. Cái này có tăng đơ điều chỉnh và nó không bị lộ hàng. Tăng đơ điều chỉnh chị nào mà cao 1m55 lên trở lên mới mặc cho em nhá. 1m50 các chị mặc là hơi dài đấy ạ. 1m55 trở lên mặc cho em nó sẽ đẹp hơn. Mã hàng số kính 99.000 đồng. Em hết hàng rồi. Em sang đến mã hàng số 50 ạ. Váy đầm, cái này các chị mua ở bên ngoài rơi vào tầm khoảng hơn 400.000 đồng. Bên trong của nó có lót da cá rất là đẹp, lót cốt tông rất là đẹp dành cho mã hàng số 50. 199, 40 cân cho đến 56 cân các chị mặc không béo một tí nào luôn. Chị nào mà ngực to các chị yên tâm này. Cái phần này là nó có tăng đơ, phần điều chỉnh này các chị điều chỉnh cho em nhé, dành cho quả hàng này được chưa? Đây tăng đơ các chị điều chỉnh được cho em dành cho con hàng này. 199 em thanh lý nốt đấy ạ, dành cho mã hàng số 50. 49 là anh chị Vân Hoàng Nguyễn lấy đúng ạ. Đây là 50 này. Chia này chị Hương Hoàng Thảo một cái này. Dạ chị nhất trí các mình luôn ạ. Vâng, anh chị Cẩm Tú Hoàng một cái, chị Hồng Lam một cái. Vâng ạ, cái này đẹp lắm em cảm ơn nhé. Chị Mộng Điệp một cái này. Mã hàng 50 và gạch ngang số điện thoại. Cái này em thanh lý nốt có 199 thôi chị Trịnh Hồng. Các chị lấy về mix đồ mình mặc trong trường hợp mình đi dự họp lớp này, đi liên hoan này, đi gia đình có việc, có công có việc này, rồi là nói chung là nhiều việc chị em mình mặc đến và nói chung là rất là đẹp các chị ạ. Anh chị Hoàng Quế gói cho mình rồi, chị Bích Độ em đã chốt cho mình rồi, chị Nguyễn Quỳnh Chi, anh chị Ken Phương Ken, anh chị Anh Thơ Nguyễn, anh chị Nghĩa Nguyễn em có chốt cho mình dành cho mã hàng số 50 rồi. Và mã hàng số 50 bên em hết hàng mất rồi các mình ơi. Em cũng di chuyển sang mã hàng số 51 các mình nhá. Đâu nhỉ? Chị đang tìm cho chị cái răm xôi màu đen của Xuân đang mặc luôn này. Ok, đâu nhỉ? Đây răm của Xuân này. Em có buổi nào để làm đâu ạ, không có thời gian để làm. Cái răm cúc này các chị em mình ơi, để ý hộ em này. Cái này là cổ đức chứ không phải ráng mũ ạ. Cái này các chị mua ở bên ngoài thì rơi vào tầm khoảng hơn 400. Em ngắt cắt mẫu kỷ niệm cho mỗi chị một cái là 299.000 đồng. Dành cho con hàng này là mã hàng số 51. Cái này chị em mình mua tầm khoảng 450 là vừa. 299 là em cắt mẫu kỷ niệm mỗi chị một cái. Có hai size SM mới về trước được hình như là 15 hay 20 cái gì đấy các mình nhá. Cái này là hàng Việt Nam chất đũi nhưng mà đẹp lắm, bởi các chị thấy cái phần bo chun ấy đẹp cực kỳ luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn, dành cho 51 ấy. Mã hàng có số điện thoại bên em mới ra đơn được. Các chị mình gõ mỗi mã nó không ra đơn. Gõ mỗi mã là chị em mình là bị mất lượt luôn đấy ạ. Gõ mã hàng và số điện thoại các chị ạ, dành cho quà hàng này là mã hàng số 51 ạ. Vâng. Áo à, nhưng mà em đang chờ nhận răm đầm mặc đi biển. Chịu khó đợi thêm 1-2 ngày của em nha. Nhất trí chị em ta. Em bắt đầu chia luôn ạ, dành cho mã số 51 các mình ơi. Cái này là sẽ là răm liền, không bị ngắn đũng. Đen trơn đơn giản, chị nào mà béo bụng các chị thấy này. Đỡ béo ạ, chị nào mình béo cũng đỡ béo, em chia nhá. Các chị đăng ký size, chị em mình từ tầm khoảng là 44 cân cho đến 58kg là đẹp nhất dành cho mã hàng này là mã hàng số 51 ạ. Anh chị Đỗ Mai Phương này, anh chị mẹ con, mèo con dễ thương, anh chị Hồng Lâm, anh chị Ngân Khánh Hoàng em đã chốt cho mình rồi dành cho mã hàng số 51. Dạ anh chị Nguyễn Hương em đã chốt rồi mình ơi, dành cho mã hàng này. À không có XL rồi chị ơi, chỉ có size đến 58 cân cho em thôi nhá. À, vâng, đây là mã hàng này là mã hàng số 51 các chị ạ. Xuân tiến sát màn hình cho các chị xem chất tí này. Đây là dạng chất thô mũi nhưng mà nó rất là dày dặn các chị nhá.
chất nó rất là mềm mịn đấy ạ. Còn chị nào mà chưa được chốt thì các chị comment mã hàng số 51 để lại số điện thoại nhé. Cái phần eo này là bo chun đấy ạ, co giãn rất là nhiều. Chị Thảo Châu có rồi, chị Hải Phúc có cho mình rồi. Dạ vâng ạ, đây là mã hàng số 51. Dạ vâng, em cảm ơn. Chị Trúc Giang Trần có chưa? Dạ chị Lệ Thị Lê có. Mã hàng số 51 là răm xui, em thanh lý nốt về giờ em sẽ làm cái giá này chứ không phải bán phá giá các chị nhá. Các chị biết là mẫu này em chưa từng quay đâu. Còn mã 51 em chốt nốt đến chị Thu Hoàng là bên hết hàng mã 51 các chị nhá. 51 bên hết hàng rồi ạ. Em chuyển sang 52 này. Xuân đã treo 52 vào móc này. Cái này có 2 size SM. Màu hồng có mũ này thì em sẽ là thanh lý căn mẫu nốt mỗi chị một chiếc dành cho màu hường ạ. 51 chị Kim Hân và chị Thu Hoàng, chị Kim Hân còn hàng không? Chị Hòa Khanh còn hàng không? Như vậy là cho nốt chị Hòa Khanh là em hết hàng. Em di chuyển sang đến mã hàng số 52, màu hường em thanh lý một, em xin lỗi ạ, 220 ngàn đồng. Có mũ này là em thanh lý nốt là 220 các mình nhá. Vâng. À, ưu tiên lên đồng hồ thế phải nhắc em ấy, nhiều mã hàng quá em bị bánh cuốn. Đấy, chị em mình phải xay bột ngay rồi bị bánh cuốn rất là nặng nề. Mã hàng này sẽ là mã hàng số 52. 52 xe chim mình ơi, xe chim ạ. À. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn này. Chị nào bấm trước chia trước. 220 ngàn đồng thanh lý nốt ạ, dành cho mã hàng này. Dành cho mã hàng số là 52. 44 cân, 42 cân mặc được rồi ạ. 42 cân cho đến tầm khoảng 55 56 cân mặc siêu đẹp cho em luôn. Phần chun có giãn đấy ạ, dành cho 52. Em chốt 52 chị em ta đây, nhất trí mình luôn. 220 là giá em thanh lý các chị nhá. Chất này là chất của bên em là chất đũi đấy. Xuân cho các chị xem phần cầu tay này. Chị mèo con dễ thương một chiếc dành cho mã hàng số 52, 220.000 đồng, 44kg cho đến là 56kg sẽ mặc vừa dành cho mã hàng số 52. Em thanh lý nốt là 220.000 đồng các chị nhá. Anh chị Bùi Hải một chiếc này, Xuân báo mã để các chị bấm là vừa này. Chị Nana một cái, chị Lan Trinh một cái này. Anh chị Hoàng Hừa Hồng một cái này. Anh chị Thu Nguyễn ơi, 51 là em hết rồi, đây là 52 chị ạ, 52 ạ. Mã 52 là cái dăm em đang cầm ở trên tay các chị nhá. Còn chị nào chưa được chốt thì các chị comment 52 để lại số điện thoại đi ạ. Bên thanh lý với giá là 220.000 đồng các chị nhá. Từ tầm 42 cân đến 56 cân là mặc đẹp nhất đấy ạ. Tại vì cái phần eo là phần eo chun rất là dễ mặc các chị nhá. Chị Trương Yến Nhi một suất em có chốt okay. Rồi ạ. Đây là có dáng có mũ thì nó rất là nhìn mặc lên rất là thể thao đấy ạ. Anh chị Trương Yến Nhi có rồi đúng không ạ? Vâng, chuẩn bị hết hàng luôn. Khi nào mà nhận được hàng mẫu này nhớ là cho em ngắt xin kiểu ảnh luôn các mình nhá. Anh chị Nana, chị Dung Hàng em có chốt cho mình rồi. Thế thì sang một mã áo đá luôn Xuân ơi. Em treo cho chị mấy hình này này. Không chia hình em ơi. Cái này không chia hình như cho dễ này. Thanh lý tổng hợp luôn. Cho dễ luôn ạ. Đây, đây nữa. Đó cho chị ba cái móc luôn này. Này hai chị em chia này, có bao nhiêu cái chị nốt cho các chị. Cái này hàng siêu cấp dành cho 53. Anh chị Phùng Vân em chia, chị Phùng Vân 52 yên tâm có của mình rồi. Áo phông đá hàng hãng cho em luôn này, không chia hình với mình nhá. Em ngắt thanh lý đồng giá là 120.000 đồng, có size các chị từ 40kg cho đến là 53-54 cân mặc vừa, dành cho mã hàng số 53 các mình ạ. Cái này toàn bộ là hãng hết, đá này rất là chắc, các chị mình mặc rất là sung sướng. Xe chim cho em ngắt một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn. Anh chị nào mà lên mã trước em chốt cho mình trước dành cho mã hàng này các mình nhá. Đây 120 em ơi. Đây cái này là về cơ bản nó gần giống nhau, không chia hình luôn mình nhá. 40 cân cho đến 54kg sẽ mặc vừa. Đây là mã hàng 53. Một bạn ghi cho chị luôn là thanh lý đóng mặc hoặc thanh lý các mẫu do bên em còn số lượng ít nha. Cái này về một bàn hàng và ra đi trong vòng một đốt nhạc. Các mình biết là hàng em đắt hàng như nào luôn. Đây là mã hàng số 53 các chị nhá. 52 bên hết hàng rồi ạ. Bên không chia hình dành cho áo đá đâu ạ. Tại vì là chất giống như nhau và hình nó cũng xem nhau các chị nhá. Đây em đang đảo hình cho các chị xem đây ạ. Một lần trên thì các chị comment mã hàng số 53 để lại số điện thoại nhá. Có nghĩa là như thế này. Cái này là hàng chất cốt tông non, xuất xứ là hàng Quảng Châu. Nếu mà chị nào mà chưa được thưởng thức áo của bên em thì buổi tối ngày hôm nay là phải thưởng thức ngay. Mà chị nào đã thưởng thức được nhiều rồi mà chưa có con này thì phải tậu ngay. Về cơ bản nó sẽ có ba hình này. Xuân đảo qua các chị xem, tất cả đều là hàng đá, dòng tạp chí dành cho các dòng như sau. Thứ nhất là Versace, Versace được chứ ạ? Cô gái đi giữa thủ đô Paris cho em dành cho con hàng này. Tiếp theo là con Valentino dành cho mã hàng này. Là hai cô gái đang thì gọi là một mắt nhắm một mắt mở dành cho quả hàng này. Một tiếp theo nữa là một pha hình dành cho dòng Fendi. Cô gái ngầu dành cho dòng đeo kính râm cho em. Nó cho em chốt nhanh cho mình nhá. Nói chung là đẹp lắm, Nguyễn Thị đẹp lên ngôi. Cái này em còn ít chứ em không thì em sẽ giữ lại các chị ạ. Đẹp cực kỳ luôn. 53 chị Hồng Hoàng này, ôi nhiều lắm rồi. Vâng, 53 em thanh lý nốt là 120 các chị nhá. Chị Huyền Anh Nam Trang, anh chị Nguyễn Phương, anh chị Dương Thùy Linh, dạ chị Kim Phượng, anh chị Hồng Huế có rồi, chị Hoàng Thị Ánh có rồi đấy ạ, chị Ngân Trần Thị, chị Nghĩa Nguyễn, chị Phượng Ly, chị Thảo Tiêu, chị Hạnh Mai, vâng ạ.
Dạ hôm nay sinh nhật chị, chị mặc đầm ngắt bán và vòng đeo và đồng và đeo đồng hồ bên ngắt, ai cũng khen đẹp hết. Em cảm ơn chị Hương Loan nhiều, cho em xin kiểu đi. Dạ, happy birthday. Hôm nay sinh nhật chị ạ. Hôm nay chị mua hàng bên em có món quà nhỏ tặng chị Hương Loan luôn nhá. Chị ơi. Anh chị Dương Thùy Linh ạ, anh chị Trúc Giang Trần ạ, chị Nguyễn Phương em chốt cho mình rồi. Chị Trinh Nguyễn Nguyễn ạ, chị Bích Ngọc nha. Dạ anh chị Thảo Tiêu có chị rồi mà, chị Nguyễn Cường em đã chốt. 120.000 đồng là em cắt mẫu nốt dành cho mã hàng số 53. Đây là mã hàng số 53, em ngắt cắt mẫu nốt là 120.000 đồng. Chia sẻ chế độ công khai để máy sẽ automatic ra đơn cho các chị em mình nhá. 40 cân cho đến 54 cân là xinh đẹp lộng lẫy dành cho con hàng này mà không bếu một chút nào. Chất cốt tông non các chị em mình ạ. Chuẩn những cái áo này của em là chất cốt tông non nha. Anh chị Hoa Hướng Dương có cho mình rồi. Chia sẻ like chế độ công khai để máy bên em sẽ ra đơn các chị ạ. Đây là mã hàng số 53, còn chị nào chưa được chốt thì các chị comment 53 để lại số điện thoại nhá. 53 và gạch ngang số điện thoại, máy bên em sẽ tự động ra đơn dành cho mã hàng này các chị em mình nha. Bên thanh lý với giá là 120.000 đồng và không chia hình các chị nhá. Tại vì form dáng giống như nhau đấy ạ. Từ tầm 40 cân đến 54 cân là đẹp nhất các chị nhá. Chị Phan Hà soạn lại, chị soạn lên trên cùng một dòng đi ạ. Bên máy sẽ ra đơn khi các chị soạn đúng cú pháp là mã hàng và để lại số điện thoại nhá. Còn chị nào chưa được chốt mã hàng 53 thì các chị comment 53 để lại số điện thoại đi ạ. Cắt lớp mẫu Fendi, váy Fendi này cho các chị đi này. 53 em qua mã được chưa nhở? Chị Phan Hà em chốt cho mình rồi. Con giãn các chị xem tí này. Nhất trí của mình ạ. Dạ hôm trước mình cũng mua được cái áo này nhưng mà giá cao hơn là 169. Hôm nay còn ít em xin phép cắt mẫu nốt các mình nhá, dành cho mã hàng số 53. Em còn thiếu chị nào không ạ? Di chuyển sang đến mã hàng số tiếp theo ạ. Đây, Fendi dành cho 54. Váy Fendi, váy suông ạ. Vâng, cảm ơn các mình rất là nhiều. Dạ, mua áo đen đi, cái lô đi Phạm ơi. Dạ, mọi người ơi, áo ni đẹp lắm. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, anh chị Hậu em chốt cho mình 53 rồi, chị Xuân em đã chốt ạ. Vâng, chị nào cũng khen áo này đẹp quá đúng không? Mã hàng số 53 em hết hàng ạ, em di chuyển sang 54. Áo mã hàng này là mã hàng số 54. Áo Fendi nhá các chị nhá, dành cho mã hàng số 54. Dạ vâng ạ. À, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng này. Các chị truy cập vào fanpage của bên em là Tổng kho Dương Ngát, là cái tên đầu tài khoản em đang like. Ở trên đó là bên em có đầy đủ địa chỉ cửa hàng này, có đầy đủ các số tài khoản này, đầy đủ số điện thoại của các bộ phận ekip của bên em này. Nói chung là các chị em mình là vào đó đầy đủ thông tin bên em hết. Sản phẩm bên em này, khách hàng phản hồi nói chung đầy đủ hết. Profile là đã được nộp đầy đủ ở trên tổng kho các mình nhá. 54 em cắt mẫu nốt là 135.000 đồng, chị nào nhanh chị ôm em đó lấy trước nha. Cho em là từ 48 cho đến là 54 cân đi ạ. Chị nào vừa mới bấm mình nhá. Cho em là 1m57 trở lên sẽ mặc vừa và đẹp hơn dành cho mã hàng này, là mã hàng số 54 ạ. Anh chị Dương Thủy Linh một chiếc dành cho mã hàng này, anh chị Trung Đinh một cái này, anh chị Phương Vân một cái này, anh chị Hạnh Nguyễn một cái này. Vâng, 54 mình ạ, chị Phượng Ly một cái này. Còn không? Em hết luôn à? Ok, em sang đến mã hàng số tiếp theo. Cho chị một mắt kính đồng hồ Haplot ra đây cho chị luôn nào. Cho chị con Haplot ra đây. Đây các mình ơi. Ô, cái kính này hôm nay là các bạn ấy báo là bị sót lại đây đúng không? À, các bạn ấy khai quật được đúng không? Hôm trước là thảo nái em cứ tưởng bị mất hàng. Quá giam nào, hôm nay chị nào xem like lại ngon các mình ạ. Đếm ra được bao nhiêu con mắt nâu này. Các chị nào xem được like ngon quá. Làm kính trước hay làm đồng hồ trước mình ơi? Làm con kính cho các chị trước đi, đeo cho ăn chơi. Đấy, cho chị cái mũ nửa đầu ra đây luôn nha. Để chị đổi cho các chị xem này. Con này em đeo nó hơi lỏng, em điều chỉnh lại cho các chị cùng xem nhá. Đấy, như thế là em vừa mới điều chỉnh lại là em lấy tay em nắn nhẹ. Giọng của nó là giọng kim loại. Mã hàng số 54 em hết hàng rồi. Em di chuyển sang 55 đi ạ. Dành cho con hàng sau đây. Dạ, Gucci dán đi em ơi, Gucci dán dành cho con hàng này. Hết à? Gucci dán hết luôn à? Ok, xuân vào hình rơi các chị xem này. Con hàng này là con hàng số bao nhiêu ạ? 55. Đặc thảm đây các mình ơi. Màu này là màu gọi là nâu tà cho em, nâu trà. Cái này các chị mình có thể xem qua một chút là cái phần mắt của nó là một nửa phần trên đánh là nâu đậm và một nửa bên dưới là đánh sóng nó hơi nhạt một chút. Cái kiểu của nó là như thế vì khi mà chị em mình nhìn hắt xuống nó sẽ là không bị chói và bị chóe xuống mặt đất và nó không bị tối quá. Vì khi mà chị em mình ngước lên được chưa thì các chị mình cũng sẽ không bị chói. Đây là một kết cấu mắt rất là hay. Chị em mình nên lựa chọn mắt này. Và khi mà các chị dùng, các chị lấy cái tay các chị nắn nhẹ cho em thì nó sẽ vừa. Ví dụ như lúc nãy em đeo vào các chị thấy là nó bị tụt sống mũi, thế là em cầm tay em nắn nhẹ các mình nhá. Mã hàng này nếu mà các chị không mua được của bên em, các chị mua ở bên ngoài giá nó hơi cao một chút xíu này. Bây giờ em chia cho mỗi chị một cái luôn ạ, dành cho quả hàng này 179.000 đồng, dành cho mã hàng số 55179 ạ. Xe chim mình ơi, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn ạ. Chị Châu Jolie inbox lại dùng em nhá. Bộ xuân mặc em hết hàng mất rồi chị Phượng ơi. Nhất trí của mình ạ, à, em di chuyển chia sang 55 179.000 đồng. Cứ xem mắt kính mà em đang đeo này.
Nhiều chị mua con này là 550 ạ, đúng không ạ? Vừa được quảng cáo là hàng này của nhà em xá kho chắc chị nha. Em là hàng chắc tay của Đức này, em sẽ chắc má cốt cho các chị xem luôn nha. Hàng của bên em là như nọ như kia. Trời đất ơi, không đúng đâu. Nếu mà hàng chuẩn Đức ấy thì ít nhất là cũng phải tầm khoảng là hơn 4 triệu Việt Nam đồng trở lên, chứ không có giá là ai đi xả kho với mức giá là 550.000 đồng hả rời, các mình công nhận không? Chị Ismi, chính Y và đồng bọn bên em phục vụ các mình là 179.000 đồng các mình nhá, dành cho mã hàng số 55. Dạ anh chị Yến Thái một cái, dạ anh chị nhất trí các mình luôn ạ. Dạ cảm ơn mình ạ, đã có hàng kính nhà ngát rất đẹp, em cảm ơn ạ, kính nhà ngát xịn sò cực kỳ, em cảm ơn mình luôn. Dạ chọn mặt gửi vàng cho em luôn nhá. Chị Nga Phạm này, anh chị Nguyễn Nga là ba này, chị Nguyễn Nghiên em đã chốt cho mình rồi, 179.000 đồng nghiêng nghiêng con nước sông Cầu, các chị xem phát này cầu độc đục hay cầu trong. Anh chị Minh Phương Nguyễn có cho mình luôn, dành cho mã hàng này là mã hàng số 55. Chị Hạnh Nguyễn có cho mình luôn, chị Lã Phương Linh, chị Ngọc Hoa, Ngọc Hà đấy xinh này mà. Anh chị Nguyễn Nghiên có cho mình rồi, nhất trí của mình. Dạ hai hôm à, chị Hoài Anh nội thành Hà Nội hay đi đâu ạ? Dạ chị Hạnh có chị Hạnh rồi, hết hả em ơi, hết hàng mất rồi nhá mình ơi. Dạ em sẽ di chuyển sang đến một mắt kệ ảo đồng hồ ạ, cho chị một hộp đồng hồ ra đây luôn nha, một chiếc đồng hồ hấp lót dành cho mã hàng này. Dạ em bắt đầu chốt cho mình luôn dành cho con hàng này nha. 55 em tạm hết hàng mất rồi, chị nào mà chưa lấy được 55 lấy vào hôm sau dùm em. Dạ em duyên quá mua hài vì mê ngắt đây, mua nhưng mà về phải mặc cho em nhá chị Quỳnh Như và các chị em mình, đừng có để đó là em ngắt buồn, mặc vào thì cảm giác nó kiểu ấm ấm đúng không ạ. Đây là quà hấp lót úp lót đây, chính Y và đồng bọn đây, các chị có thể xem qua một tí, kể cả là hàng hơn 200 triệu đồng thì cái kiểu da và kết cấu da nó cũng na ná như thế này. Của em là hàng Quảng Châu được làm rất là tinh xảo, phục vụ chị em mình là full box, dành cho con hàng này là mã hàng số 55 là 200 em xin lỗi ạ 56 ạ, được chưa ạ, 299.000 đồng dành cho mã hàng này là mã hàng số 56, kèm cả hộp sang cho em dành cho con hàng này. Quá trời chị hỏi cái mã hàng này của nhà em rồi đúng không ạ. Dạ đây váy em hết hàng rồi chị ơi, hết đây váy rồi, sao đến mã hàng số 56 nhá các mình ơi. Dạ vâng ạ. Chị ơi lên cái công độ đi ạ, em mua về lắp cắt cận rồi ạ, đợi em tí nha. 56 chị em mình ơi, 299 cho em nhá. Xe chim ạ, vâng. It's me, chính me và đồng bọn, bà chủ nói. Cảm ơn mình. Dạ vâng, em bắt đầu chia luôn nhá, 299.000 đồng ạ, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng này các mình nhá. Chị Ngọc Hiền inbox các bạn sẽ hướng dẫn cho chị ạ. Em bắt đầu chia cho mình dành cho mã hàng số 56 này. Chị Ngân Khánh Hoàng, chị Ngọc Tú Đoàn Thị, anh chị Lan Lê, đây em đang đeo này. Anh chị Ngân Khánh Hoàng có rồi mà, chị Phạm Mai, anh chị Hoa Hứng Dương, anh chị Ngân Trần, anh chị Ngân Khánh Hoàng có rồi mà. Dạ anh chị Phan Oanh, dạ chị Salon Đức Lợi, chị Quỳnh Như em đã chốt, chị Trần Kiều Trang, anh chị Hậu Phương, anh chị Nguyễn Thanh Hương. Dạ vâng ạ, đây là mã số 56, chị Phương Mai, chị Ngọc Hà, chị Salon có rồi, chị Minh Phương Nguyễn và bên em chuẩn bị hết hàng luôn rồi. Dạ nhất trí các mình ạ, chị Oanh có rồi đây, chị Oanh Hoàng Kim có cho mình rồi mình nhớ. Dạ đẹp quá các mình. Em hết hàng mất rồi, dành cho mã hàng này. Dạ cho nốt cho chị Mộng Điệp và còn một cái nữa này, một cái em đeo trên tay và một cái Xuân Cầm là hết hàng. Chị nào sẽ là chốt hạ dành con hàng này, đẹp lắm. Để em sang đến mã hàng số tiếp theo cho chị một mắt không độ luôn này, mắt không độ, mắt vuông ạ, mắt vuông đen. Ok, mang chị xem nào, đưa cả hộp đấy chị xem nào. Đây chị xem nào, ít quá nhở, mã nào mà số lượng tương đối một xíu đi, buồn thế nhở. Kính không độ còn có mấy con đây này, thôi chưa nốt cho các chị đi, còn bao nhiêu con đếm nốt em ơi. Đây con không độ cho em nhá, không độ này các chị về thay được gọng cận, em đeo vào mình xem nhá. Cái mắt này về các chị thay được gọng cận cho em, baby cute. Dạ dây của nó thì em không biết mô tả bằng chất gì, nhưng mà chất của nó cũng không phải chất cao su đâu, nó là chất liệu, nó là dạng nhựa tổng hợp ấy, nhưng mà bền phết đấy các mình nhá. Dạ các chị có thể quan sát kỹ này, đây chất nó dẻo dẻo như thế này, chắc là chất polyester, nhựa tổng hợp, dòng cao cấp, kiểu nó gần giống cao su đấy, giống cái ống dây bơm nước của mình ấy, nhưng mà trong này nó dập logo rất đầy đủ. Kể cả các chị mình đi quan sát hàng thật của nó, chất nó cũng dư lại. Chụp bộ siêu lắm các mình ạ. Không phải silicone đâu, không phải silicone đâu chị Minh Thùy ơi. Giờ em bắt đầu di chuyển sang đến mã hàng sau đây, là mã hàng số bao nhiêu ạ? Bao nhiêu nhỉ? 57. 57 là cái này dòng cao cấp, không phải là hàng thường này các chị, quan sát để ý hộ em này. Em đang cố gắng mở mắt thật là to để các chị mình biết là khi mà đeo kính này thì chị em mình kể cả bình thường động đậy mắt nhỏ như thế này chị em mình thấy là
có vẻ là mắt cũng hơi to. Nhưng mà khi mà các chị mở mắt to, các chị selfie đẹp cực kỳ, chống bụi của mình nhá. 57. 120.000 đồng bao gồm cả hộp và khăn luôn. Cái này là kính không độ vì các chị mình thay gọng cận, gọng kiếp các thứ đấy, đi bụi cho em nhá. Đấy, đi đường. Ví dụ như chẳng may đi một quãng đường gần 60 cây số đúng không ạ? Dình quả trồng đi cặp bồ với cả một sấp nhỏ. Vì 60 cây số đến nơi mờ hết mắt đúng không ạ? Lấy khăn đeo cho em. Nhìn xem mà con mẹ đấy là mặt nữa. Tròn em méo á. Đấy. Xinh hay xấu? Sau đó chị em mình sẽ là vào trận. Chờ các chị chút xíu thôi. 57.120.000 nhá các mình nhá. Đã, em bắt đầu chia cho các mình dành cho 57 luôn này. Là chị Trịnh Hồng có cho mình rồi, chị Phạm Hiền có cho mình luôn, chị Ngọc Vũ ạ, chị Beo Lê, anh chị Vân Anh Puka, chị Lục Trần có cho mình luôn. Dạ nhất trí của mình ạ, anh chị 120 bao gồm là một gọng mắt này, em tặng thêm một hộp và một khăn các chị dành cho mã hàng này. Đúng rồi mình ơi, nhất trí mình ạ, em có nhìn thấy rồi, chị Thanh Phương em đã chốt, chị Thu Hằng có, chị Thu Hoàng rồi. Chị Thu Hoàng chứ không phải Thu Hằng đúng ạ. Đó, băng báo là tạm biệt búp bê thân yêu nhé, mất rồi, hết hàng. Em hết hàng mất rồi các chị ơi. Di chuyển sang đây mã hàng số tiếp theo là kính dành cho mã hàng số bao nhiêu ta? 58. 58 ạ. Sang đến mã hàng số 58, 57 em hết hàng. Dạ, cho chị sang đến mã hàng số tiếp theo đi ạ. Ok, để chị xem nào. 58 này. Hồng này thì còn ít quá nhỉ? Không đủ để chia cho các chị đâu. Ok. Cartier màu đen xám khói. Cho chị xem nào. Còn 1 2 ok. Còn hơn chục cái cho các chị đây. Đây cái này các chị em mình xem này. Đây nhá, chị em mình chia sẻ với nhau gọi là vui vui một tí đi ạ. Dạ vâng ạ. Là chỉ bán cho mấy chị điệu ánh ghen. Mã hàng số 57 em tạm hết hàng rồi. Em sang 58 nhá. Kính râm ạ. Kính này thì đẹp lắm các mình nhá. Ví dụ như này này. Ví dụ như là thế các chị bảo là cái kính soi lên như này thì đương nhiên là phải nhìn thấy mắt của mình rồi, các chị thấy không? Đấy, thế là nhiều chị bảo là đấy nhá, bây giờ là em sẽ, và đặc biệt là mặc định luôn ở cái con số thông số phải gọi là chống tia UV luôn ấy. Thế là các chị mình dí ở máy đấy thì có máy nào kêu bíp bíp bíp, thế là các chị thấy là ui nhỉ. Đấy cái kính của nó là chống tia UV. Bây giờ em sang đến mã hàng số 58 ạ. Con này là các chị em mình sẽ là tặng kèm full box cho em luôn, bao gồm là cả hộp và khăn dành cho con hàng này cho em nhá. Thì sắp màn hình các chị xem này. Đây là như em đang đeo, các chị rõ nhất và chân thực nhất cho em dành cho con hàng này. Cái phần nửa trên của nó là kiểu màu hơi tàn màu đen ấy. Hất lên nửa trên là màu tàn đậm, hất xuống nửa xuống dưới như thế này là nó kiểu hơi nhạt nhạt. Như vậy là chị em mình là nhìn xuống nó không bị chóng mặt và nhìn lên nó không bị chói mắt cho em. Đây là một thiết kế rất hay, kiểu pha màu, nhìn lên nó không chóng mặt, nhìn xuống nó không chóng mặt, nhìn lên chị em mình không bị chói, được chưa ạ? Foodbox dành cho mã hàng số 58 bao gồm là một hộp da và một khăn cho mình luôn. Cái này các chị mua ở ngoài thì tương đối đắt một chút xíu, bởi vì là cái này mà lên hình Photoshop một chút xíu và mix đồ một chút, bao gồm một chiếc mũ này, một cái váy đẹp ngồi trên một chiếc xe và gọi là sang chảnh một tí đúng không ạ? Mông thì ươn ra sau tí, ngực lên tí, thế là thành ra là đẹp xuất thị sắc ạ, hot girl luôn dành cho con hàng này. Bên em ngắt vùng cũng có 179.000 thôi ạ, dành cho con hàng này. Các chị em mình xem xét kỹ dành cho gọng này. Thay vì là các chị mình chọn là những cái hoa mèo, hoa sói này, những cái vuông vuông, nhựa nhựa các thứ thì các chị mình là không nên. Và hãy nên lựa chọn những cái dòng mà nó có kiểu gọng kim loại và các chị mình điều chỉnh được. Các chị mình ôm vào mặt của mình luôn. Trong khi các chị mình đang đeo tự nhiên nó tụt xuống cuống họng này thì rất là bực đúng không ạ? Em bắt đầu chốt cho các chị dành cho 58, 179.000 đồng dành cho 58 các mình nhá. Nhất trí chị em mình ạ, từ trên xuống dưới ạ, chị Luốc Nguyễn à, anh chị Phạm Hòa này, anh chị Cẩm Tú Hoàng 179 ạ, dành cho mã hàng này là mã hàng số 58. Nghiêng một tí thì các chị mình cùng quan sát dành cho mã hàng này 179.000 đồng. Mã hàng và số điện thoại dành cho con hàng số 58 các mình ạ. Chuẩn men rồi ạ. Em bắt đầu báo mã hàng, các chị bấm luôn này. Cái kính mà chị Nga đang đeo là ở mã 58 các chị nhá. Bên em làm với giá là 179.000 đồng và được tặng kèm khăn lụa và hộp để các chị bảo quản khi đi đường ấy ạ. Còn chị nào chưa được chốt thì các chị comment mã hàng số 7 mã hàng số 58 và để lại số điện thoại nhá. Cái kính này là dạng kính thời trang, các chị có thể đi chống bụi hoặc là đi du lịch đều rất là xinh ấy ạ. Nhìn rất là sang chảnh các chị nhá. Dạ vâng ạ, sau khi mang kính không độ biết số phòng ngoài ta chuyển con này đi. Chị Văn Hà em chốt cho mình rồi. Đây là màu mắt của kính. Cảm ơn các mình. Các chị mình đang dẫn tếu lại vâng. À, cái này là 179.000 đồng dành cho mã hàng này. Em cảm ơn nhá. Em di chuyển sang đến mã hàng số tiếp theo luôn. Sang đến đáy vóc quần áo đi. Bây giờ toàn các mã hàng một chiếc này. Hả? bây giờ sẽ sang đến cho chị đổi nhạc đi em ơi. Phải gọi là bây giờ là em chọn giờ đẹp rồi. Là 11 rưỡi rồi. Thế là bây giờ em bắt đầu là chốt cho mỗi chị một cái váy xinh đẹp. Đặc biệt chị nào mà lấy về bán, các chị chụp nhanh lấy về bán. Đấy. Đây này.
Xuân xé ra, đây di chuyển cục ở bên trong rồi đó di chuyển sang cục bên ngoài. Đấy, vậy đấy, tung xòe, bánh bèo cô đơn. Đấy, khi mặc vào thì mình hít cô đơn và mình có tác dụng chứ không phải là bánh bèo vô dụng đâu. Mấy cái này các chị không cần phải nhìn về giá. Em vừa bán vừa tặng và tri ân các chị luôn nhá. Không cần phải chia sẻ quá nhiều. Để một lần chế độ công khai để máy tự ra đơn là được ạ. Được chưa ạ? Em bắt đầu chốt hạ cho các mình. Xin hỏi các chị sẵn sàng chưa nhỉ? Em bắt đầu vào thanh lý váy nhá các chị nhá. Nhiều lắm, nhiều váy á. Quần này, quần sọt các thứ váy nhiều. Em làm váy cho các mình đã để các chị đi chơi đã. Chia sẻ like mình nhá. Đã chia sẻ để chốt váy. Dạ, nhất trí ạ. À. Đây đây đợi em một tí này để em xem nào. Đây Xuân bắt đầu treo lên này. Từng cái một luôn này. Đấy. Váy vàng. Tất cả váy chị tầm khoảng 120-150 thế thôi. Đấy chị em mình cứ thế mà bấm. Trong khoảng cân như sau sẽ vừa cho em này. Em ơi ghim nội dung tất cả các mã váy ghim đi. Chị đọc luôn số đo an toàn các chị bấm. Tất cả các chị em mình từ 46 cho đến 52 cân đều an toàn về các mã váy này của bên em. Các chị em mình comment mát ga đi và không cần phải báo số cân nữa. Ghim rõ ạ. Váy thanh bên em váy cắt mẫu ạ. Các chị 46 đến 52 kg an toàn tuyệt đối và đẹp miên man. Ừ. Thế là chị em mình lên mã phát chị em mình chỉ bấm thôi nhá các mình nhá. Các chị nhất trí chưa ạ? Như vậy là em chỉ cần dơ và đọc mã thôi nhá. Em chỉ cần dơ và đọc thôi. Các chị đồng ý không ạ? Nếu mà các chị em mình đồng ý thì các chị mình comment ok. Từ 46 cho đến 52 cân có váy thì đến 54-55 cân vẫn có thể mặc vừa. Nhưng em chỉ chốt an toàn nhất là 46 đến 52 cân. Dành cho cái những mã váy này em cắt hàng. Chị nào mặc vừa chị em mới bấm dùm em. Những mã váy này em làm tuyệt đối an toàn. Và bên em sẽ lấy số đo trung bình là 1m57 trở lên cho em dành cho mã hàng này các mình nhá. Ok, mã này mã số bao nhiêu nhờ? 59 120.000 đồng. Cảm ơn các mình đã ok. Dạ vâng ạ. 59 ạ. Xin mời các chị gõ 59 gạch ngang số điện thoại ạ. Dành cho mã hàng này. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho quả 59 luôn chị em ta ơi. Tối nay xe chim em ngắt hơi ít mất rồi. Dạ, 59 của chị nào đây ạ? 120 cho chị Phương Nguyễn dành cho mã hàng số 59 này. 60 ạ. Cũng 120 luôn đi ạ. Tất cả những cái váy voan bèo tầng tơ em làm đồng giá hết 120 cho các chị em mình. Khỏi phải hỏi giá nhá các chị nhá. Em làm đồng giá hết 120 cho các mình nhá. Dạ, 60 ạ. 120.000 đồng chính là 60. Xin mời tất cả các chị luôn ạ. Quay trước quay sau Sơn ơi. Cần phải hai mặt cho các chị xem kỹ rõ luôn. Dạ vâng ạ. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 60 à? Chị Ngọc Hà lấy được 60. Em sang 61. 61 này, 9.000 đồng nha, dành cho 61 này. 61 có 2 cái mình ơi. 2 cái, form này to phết, form này em phải đính chính một tí ạ. Chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng là 50kg, à không, 52 cân cho đến là 57-58 cân sẽ vừa dành cho mã hàng số này. 99.000 đồng cho em nha. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn ạ, dành cho quà hàng này các chị ạ. Đấy, 99.000 đồng. Xin mời các chị mình cùng thưởng thức dành cho mã hàng này. Thưởng thức ạ. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 61 à? 61, vâng ạ. Chị Ngọc Hà một cái ạ. Và còn một cái nữa của chị nào đây ạ? Còn một chiếc nữa. Một chiếc. Xin mời các chị mình luôn. Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Dành cho mã hàng số 62. Đây. Đấy, xuất sắc luôn. Đẹp lắm các mình nhá. Xin mời tất cả các chị em mình cùng bấm ạ. Này, váy bin này của Thơm này. Không. Đây là mã hàng số 62. Em xem nào. Vâng. Chị Phạm Mai 62, 63, dăm xui thanh lý 220, còn mấy cái đây em ạ. Dăm xui này chị nào mà, 220 nha mình ơi, em thanh lý nốt 220. Chị nào mà từ 46 cho đến 52 cân đẹp nhất mình ạ. Các chị đăng ký mặc cho sướng đời. Cái này hình như còn 3 chiếc các chị ạ, 3 chiếc liền. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm. Đây ạ, 3 chiếc nha các mình nhá. Mã hàng số 63, có 3 chiếc ạ. 63 hay 62 nhỉ? 63, em thanh lý có 220 thôi. Mức giá em phát ra các chị không cần phải bàn. Đã gọi là em đã thanh lý ở mức đó rồi các chị không phải bàn luôn. Không cần phải bàn luận luôn mình nhá. Đây váy này không có thời gian sắp này. Lại tài mã này, Xuân nhìn trên màn hình đọc cho các chị đi em. Mã 63 em thanh lý với giá là 220, em còn 3 suất các chị nhá. Em chốt cho chị, đây là 63 ạ. 62 bên hết hàng các chị nhá, chị quên một suất ở mã hàng số 63. Bên còn 2 suất nữa các chị nhá, thanh lý là 220.000 đồng dành cho cái răm xui này đấy ạ. Bên còn 2 suất nữa các chị nhá. Cái răm này là răm liền, đặc biệt là ở phía dây này có tăng nơ điều chỉnh các chị nhá. Bao nhiêu, mã bao nhiêu? Mã 63 ạ. 63. 63 nhiều chị bấm quá ở phía trên này này, chị quên một cái rồi đúng không? Chị Anh Tuyết có chưa? Và chị Ngọc Anh có chưa? Ok. Và còn một cái trên tay Xuân cầm là của chị Thu. Em sang đến mã hàng số tiếp theo. 64. Váy trễ vai ạ. 99.000 đồng dành cho 64.
50 kg, không ạ, 53 kg cho đến 58 kg, mặc thoải mái dành cho 64 ạ. Em ngắt thanh lý nốt mình ơi, 99.000 đồng, đẹp lắm. Vì em còn lên một quả dăm, các chị thấy hết hồn chim bán luôn. Giá em vừa làm vừa tặng, tất cả của em đều là hàng mới hết. Giá này có chị hỏi là thích hàng mới hàng si. Rẻ quá. 64.99.000 đồng ạ. Vâng, 64 cho chị Phạm Thúy một con này. Và chị nào chưa lấy được con váy nào nhỉ, chốt cho một chị một con đi. 64 còn một cái nữa, 99.000 đồng. 99.000 đồng cho chị nào đây ta. 64 còn một cái nữa, nhất trí của mình, em có nhìn thấy rồi. Và chốt cho chị Phạm Sim, mình cho mang số 64. 65, dăm xui có 1, 2, 3, 4, 5 con. Thanh lý luôn, kỷ niệm cho mỗi chị một cái, 149.000 đồng. Cái này các chị mua là hơn 400.000 đồng luôn, dành cho mang số 65 ạ. 64 em hết hàng mất rồi, bị nghẽn mạng mất rồi, cho nên mạng bị chậm đấy. Mã hàng số các bạn báo là mã hàng số 64 còn dư ra một cái thì em sẽ chốt cho chị Nghĩa Nguyễn nha. Em sang đến mã hàng số 65 có 5 chiếc ạ. Hình như trên dàn còn một cái nữa là 6 chiếc ạ. 6 chiếc dành cho mã hàng này. 48 cho đến là 58 60 cân mới mặc vừa cho em nhá. 48 đến 60 58 60 cân các mình ạ. Con này to lắm. 1m58 trở lên và đi cao gót rất là đẹp dành cho cái dăm xui này. Hàng dăm xui thì bên em đã thông tin tư vấn rất chuẩn xác, các chị nhìn kỹ. Con này thì hàng đẹp lắm. Dành cho mã hàng số 65. Chị Tường Vi một cái này, chị Cẩm Tú Hoàng một cái này, chị Hồng Vân Vũ một cái này. Tại anh chị Ngọc Thảo một cái này. Nhất trí các mình còn hai cái nữa ạ. Chị Phan Oanh một cái này và chị Ngọc Hà một cái này. Em hết hàng dành cho 65 ạ. Em di chuyển sang 66 nhá. 66 còn một cái này, căn mẫu nốt 120 đi Xuân ơi. 66 á. Một cái hai cái nhỉ. Thôi cứ đọc cho các chị đi. 66 ạ. Xin mời các mình luôn, rất là đẹp dành cho 66. Các chị em ta ơi, những cái này em không có thời gian thôi. Về các chị là lượt lại các chị mình là chỉ cần là lào qua một tí không các chị mặc lên canh đẹp lắm. Đấy cũng có thời gian. Con này đẹp lắm ấy chứ. Các mình chỉ cần là mặc lên canh thôi mà chị em mình đội mũ vào cho canh là xinh luôn đấy mà. Rất là đẹp dành cho con hàng này. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn cho em luôn nhá. 66 à. Cho chị Ngọc Hà. Chị Ngọc Hà này sang 67 luôn này. Thanh lý nó 120. 67 120. Đấy, lặp lại đấy. Em không có thời gian để em tách nhá. 67 bên thanh lý với giá là 120.000 đồng dành cho cái váy này các chị nhá. 66 bên hết hàng rồi ạ. Mã này là bị lặp lại, bên em chưa không kiểm soát được hết các chị nhá. Chị nào vào đấy các chị comment mã hàng 67 để lại số điện thoại đi ạ. 66 hết hàng rồi ạ. 67 của chị nào đấy ạ? 67. Cứ tầm cân từ 46 cho đến là 52 cân thì mặc vừa cho em. Ghim lại số cân đi em ơi. Đấy, các chị mình là từ 46 cho đến 52 cân là đẹp nhất dành cho gần như là đa số các cái váy của bên em. 67 chị Ngọc Hòa. 68 hàng hơn 400.000 đồng, rất là đẹp dành cho mã hàng này. 68 mà em ngắt thanh lý nốt 120, cứ trong khoảng 46 cho đến 52 cân là đẹp. Cái này thì khỏi phải bàn luôn. Xuân chỉ sóng nhẹ các chị biết về cái chất này luôn ạ. Cho chị cái sạc máy ra đây em ơi. Sạc máy hết 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 pin à. Đây là mã 68 các chị nhá. Mã 68 bên em thanh lý với giá là 120.000 đồng đấy ạ. 68 bên em hết hàng rồi. Ok, ạ. Cho chị Phạm Mạc Hiền đi ạ. Sang 69. Body đỏ cao cấp, thanh lý luôn ạ. Ok, em có nhìn thấy các mình mà. Nhiều chị mình bấm chậm thôi. Các chị bảo là không nhìn thấy chị à, nhưng mà có do là mình chưa kịp bấm mà thôi nhá. Mình ơi chịu khó nhanh hơn một tí, mau lại em một tí giùm em. 69 40 kg cho đến 54 cân mặc đẹp luôn ạ. Em ngắt thanh lý 179.000 đồng. Dành cho 69 ạ, 179 dành cho mã hàng 69 ạ. 179.000 đồng dành cho 69 nhá các chị em mình ơi. 68 hết hàng rồi ạ. 69 là rất là đẹp đúng ạ. 69 em sẽ cho chị Hạnh Mai Thị Bích ạ. Mã hàng số 70 quần gen còn 2 chiếc. Quần gen 1 ống đấy ạ. Sorry ạ, quần gen 2 ống. Mỗi chị 1 chiếc ạ, có 2 chiếc ạ. 40 cân đến 54 cân là đẹp nhất cho em ạ. Cái này em sẽ thanh lý nốt 139.000 đồng dành cho mã hàng số 70. Có 2 quần ạ dành cho mã hàng số 70 ạ. 139.000 đồng dành cho 70 các mình nhá. Mã 70 bên còn mã 69 bên hết hàng các chị nhá. Mã 70 là cái quần ren mặc váy bên chỉ còn 2 suất thôi ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment mã hàng 70 và để lại số điện thoại nhá. Em chốt cho chị Hà My một suất và chị Phùng Vân ạ. Đâu nhỉ? Phùng Vân 70 này, chị Hà My, chị Phùng Vân này, sang 71 này. Thanh lý nốt váy này hàng siêu đắt của em đây. Váy này em nhập vào là hơn 400.000 đồng. Cái này hàng thiết kế của Việt Nam chuẩn xịn và đẹp, 120.000 đồng, các mẫu kỷ niệm cho chị nào này. 120 mình lấy về mặc cho sung sướng nha em luôn nhá. Mặc cho sung sướng cuộc đời luôn đấy các chị ạ. Váy này mà chị nào mà đi làm thì nên lấy cái này các chị nhá. Hết bên thanh lý với giá là 120.000 đồng đấy ạ. Rất là lịch sự và nó không bị hở đâu ạ, tại vì cái phần vạt kéo các chị có thể điều chỉnh cho chị nhá.
Nào mà lấy các chị comment mã 71 để lại số điện thoại đi ạ. 71 đúng không ạ? 71 em chốt cho chị nào nhỉ? Cho chị khoảng lặng đấy nhá, mình chưa được cái nào thì phải. 72. Cái sơ mi rất là đẹp, hàng thiết kế kiểu dạng tay bồng bồng cho em. 40kg cho đến là tầm khoảng 52kg là xinh nhất. Mặc với cả quần short, cặp cao các thứ đều rất là xinh dành cho con hàng này. Em ngã thanh lý nốt 149.000 đồng dành cho 72. Đếm đi em ơi. Cái này các chị mặc chả bao giờ lỗi mốt luôn. Bán thế, cái này hàng kiểu fake Zara ấy mình. 40kg đến 52kg ạ, chị Ngọc Hà một cái này. Anh chị Hồng, à sorry ạ, 72 chị Mai Hương Lê này. 72 ạ, chị Hoàng Minh Minh một cái này. 149 là giá em thanh lý nốt các mình nhá, đẹp lắm. 40kg đến 52kg các chị mặc xinh lung linh luôn. Anh chị Quyên em chốt cho mình dành cho 72 rồi. Chị Ánh Nguyệt có cho mình, em xin lỗi ạ, chị Ánh Tuyết đã chốt dành cho 72. 72 chứ không phải 71 đâu mình ơi. Chị Thanh Phương có không ạ? Chị Lê Hằng Phạm có cho mình rồi. Dạ chị Trịnh Hồng một chiếc dành cho mã hàng số 72, chị Ngọc Anh một chiếc dành cho 72. Chị Kim Phượng và chị Anh Phi Lam em đã chốt cho mình rồi. Em hết hàng ạ, cho chị cái set bộ này luôn đi Xuân ơi. À cắt luôn cái bộ ở ba bộ LV đi em ơi. Ba bộ LV xanh. À váy ạ, váy ra nốt đi. Để ra nốt bộ LV này. Còn đầy váy ở trên dàn nhiều lắm. Em sang đến mã hàng số tiếp theo ạ, là mã hàng số bao nhiêu nhỉ? 73. 120.000 đồng dành cho 73, chị em mình chén hàng Quảng Châu của em đấy ạ. Chén đi các mình ơi. 120.000 đồng. Giá không ở đâu có các mình nhá. 73, không cần phải nói nhiều. Trả lời chị em mình thực tế bằng sản phẩm với trên sào anh Giáp ơi. Hào em cái váy trên sào với ạ. 120 em thanh lý nốt nhá các mình nhá. Chị Mai Hương lên một chiếc này 40kg, mã này 40kg đến 54kg mặc thoải mái gà mái. Đúng rồi ạ, 73. 73 chị Dung Ivy một cái này. Đúng rồi mình ơi, chị Lý Mai Bảo một cái. Chị Nhung Cà, Nhung Cân à. Ok, chị Lý Mai Bảo các bạn báo là mình phải để ý ra xe lấy hàng. Bởi vì bên em chuyển về chắc là chị bận, mình không thường xuyên ra xe lấy được thì phải. Anh chị Tươi Thảo một chiếc dành cho mã số 73. Và bên em hết hàng dành cho 73. Di chuyển đó chị, xét đó chị cái bộ LV đi. Với cả hai cái set Vowel nữa. Hạ luôn Vowel với cả là đấy. Rồi. Anh Giáp ơi, anh Giáp gom cho em xem mấy cái bộ Chanel hồng, xem được mấy bộ. Em cắt mẫu nốt dành cho bộ Chanel luôn ạ. À. Một lần trên xe cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã số đây. Lấy rất là đẹp luôn nè. Để lại một set luôn. Đây là ở mã hàng số 74. Vâng, chị đi nghỉ mát mới về. Em sẽ đem mã số 74 nhé các mình ơi. Bộ Chanel hồng ở dưới sàn. Vâng, đúng ạ, cả sàn ấy. Đây là mã số 74. Bộ này chị nào mà lấy cho người rơi vào tầm tủ khoảng là 50kg cho đến 54-55kg. Bộ này hàng hãng Quảng Châu. Các chị mua rơi vào tầm khoảng 450 đến 480.000 đồng. Có nơi bán 540. Bên em có 3 bộ dành cho 3 chị. Em thanh lý cả 3 bộ dành cho mã hàng này. Mỗi bộ là 220.000 đồng một bộ. Đấy, các chị lấy về bán mình nhá. Bộ này chất lụa đây ạ, dành cho mã hàng số 74. Cho em từ 50kg đến 54-55kg là đẹp nhất dành cho mã hàng số 74 các chị ạ. Đúng rồi ạ, cả bộ, Xuân sẽ cho cái bộ và cái quần của nó lên trước đi em. Đúng rồi. 74 chị Nga Trần, 3 bộ dành cho mã số 74 hết hàng luôn này. Sang đến bộ cốt tông Chanel ạ. Bắt đầu đếm cốt tông Chanel. Bộ này em thanh lý ạ, rồi ok ạ. Bộ này em thanh lý 249.000 đồng dành cho bộ cốt tông Chanel hồng. Đếm sẽ được mấy bộ luôn này tẹp đấy, dành cho mã hàng này. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn cho em luôn nhá, dành cho mã hàng này. Rất là đẹp đúng không ạ? Vâng. 1 này, 2 này, mấy bộ nhỉ? 2 bộ hay 3 bộ nhỉ? Dạ vâng ạ. Đây là bộ Chanel hồng dành cho quà hàng này. Mấy bộ? 3 bộ ạ. 249.000 đồng dành cho mã hàng số 7 mấy? 75 ạ. 75 chị nào mà từ 48 đến 65 cân các chị mình mặc bộ này rất là xinh. 75 ạ. Là chị Linh Nguyễn một bộ dành cho mã hàng số 75. Bộ 75 là em có 3 bộ thôi mình nhá. 249 em thanh lý nốt là chị Lan Trịnh một bộ và chị Phạm Mai một bộ, em hết hàng luôn ạ. Cái set Vowel, cái set váy Vowel ở mã số 76. Thanh lý 199.000 đồng dành cho set Vowel đấy ly luôn này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Dành cho mã số 76 ạ. 199.000 đồng dành cho 76 ạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho 76. Set này chị em mình rơi vào tầm từ khoảng là 45 cân cho đến là 55-56 cân mặc thoải mái. Cái này em ngắt vừa bán vừa tặng Xuân, bỏ hẳn cái chân váy ra các chị xem. Đấy, chị em tụt một phát hay được thêm cái chân váy. Đấy, thế là chị em mình vừa được váy vừa được chân luôn. Kỷ niệm mình dành cho 76. Các chị lấy về bán này. Mẫu hàng mới lắm. Dành cho mã hàng số 76 mình ạ. Khen đẹp đúng không ạ? Dạ, mã hàng và số điện thoại là được chị Trần Lê Nga ơi. Chị Hương Nguyễn này. Dạ, anh chị Vũ Hương này. Anh chị... hết hàng luôn à? Hết hàng luôn này hả em ơi? Sao đây mã hàng số 77 ạ?
Xin mời tất cả chị em mình sẽ là thực hiện sang mã số 77. Bây giờ treo chị những cái mã váy này đi. Cái mã váy đặt lên lòng để chị soạn cho em ơi. Váy cốt tông. Đây này váy cốt tông đi, ok. Cái đấy là cốt tông đây, chị soạn sẵn rồi. Cho chị cái váy mắt trước này. Vì hôm qua em chả có thời gian để em tách ấy. Thế là tí nữa em sẽ là dương các mình bấm nhá. Là thằng đẹp này. Váy Chanel. Chanel này còn 2 chiếc dành cho Chanel này. Đặt hết lên đây của em với anh Giáp ơi. Đây này, đặt hết lên đây của em ấy. Chỗ váy cốt tông. Nữa đi em ơi, để chị tách luôn cho nhanh này. Váy Chanel này còn 2 chiếc ạ. Vâng. Này chị Thơm để vào chỗ Chanel giúp em. Đấy, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn mình ơi. Đấy, váy Chanel còn 2 chiếc. Em Ngát sẽ thanh lý nốt dành cho quả hàng này. 199.000 đồng còn 2 chiếc đấy ạ. 48 cho đến 65 cân chị em mình mặc đẹp luôn. Dành cho con hàng này nha các chị nha. Rất là đẹp đúng không ạ? Dành cho mã này bảy mấy nhỉ? 77. 77 ạ, 77 đi các mình ơi. 199 dành cho 77, 48 cho đến 62 kg sẽ mặc vừa 77. Có 1 chiếc thôi ạ. Chị nào mà mình không bấm được thì mình cũng vui nhá các chị nhá, từ nguồn. Bởi vì số lượng có ít thôi. Đây, để em sẽ tách cho các mình luôn. Ok. Rất là đẹp, rất nhiều hàng đẹp. Không phải là một con mà rất nhiều hàng đẹp. Không bấm được mã này mình sẽ bấm được mã khác cho em nhá. Mã 77 các chị nhá. Có 2 cốt thôi ạ. Có một cái váy màu cam hôm nay chị bỏ ra được chưa? Bỏ ra cho đẹp. Bắt lên chưa? Màu cam cơ mà. Rồi ạ. 77 à? 77 chị nào chưa lấy được cái nhà có 2 chiếc đấy ạ. 77. Chị Thanh Minh Nguyễn một cái này. Và 77 cho chị Hồng Anh Nguyễn một cái em hạ đi này. Em di chuyển sang đến 78 ạ. 78 váy mắt có mấy cái này. Xin chốt cho mỗi chị một cái thanh lý nốt này. 179 48 cho đến là 65 cân ạ. 2 3 4 5 6 7 cái. Có 7 cái váy mắt. Đây có 78 nhá mình ơi. Bên thanh lý với giá là 179.000 đồng ở mã 78 các chị nhá. 77 bên hết hàng rồi ạ. Cái váy mắt này hay bên cạnh sườn của túi đấy ạ. Các chị đựng điện thoại hoặc là son phấn đều rất là được các chị nhá. Đây là bên làm với giá là 179.000 đồng ở mã hàng số 78 ạ. 77 bên hết hàng rồi ạ. Nào mà lấy thì các chị comment 78 và để lại số điện thoại nhá. Bên máy sẽ ra đơn khi các chị chọn đúng mã hàng và cái ngang số điện thoại và chia sẻ livestream đấy ạ. 78. Em thanh lý nốt là 179.000. Váy này các chị mua thời điểm trước là hơn 400 nhá các chị nhá. 78 chị Lê Hằng Phạm một cái này. Mã hàng và số điện thoại chị nào cũng báo là 78 cho chị. Thì em không biết là chị mình có lấy với số điện thoại nào. 78 chị Phương Nguyễn một cái này, chị Ngân Lượng một cái này. Nhất trí các mình. À, có chị nào mà đúng mã hàng và số điện thoại thì bên em mới chốt được chị Ngọc Hà một cái này. 78 gạch ngang số điện thoại mình ạ. Còn hai cái cuối cùng dành cho 78 ạ, chị Hoàng Quế một cái này. À, và anh chị Thanh Lam một cái hết hàng luôn dành cho 78 này, 79 này. Thanh lý nốt 120.000 đồng còn hai cái em ơi. Bảy mươi mấy nhỉ? 79 ạ. 79 xin mời tất cả các mình luôn ạ, dành cho mã hàng số 79 á. Dép LV chưa nay em quay rồi mà chị ơi. Chị nào nhỉ? Anh chị Thảo Châu chưa nay em có quay dép rồi mà. Mã 79 mình không xem chưa nay à? Mã 120 các chị nhá. Em còn 2 suất cuối cùng ở mã 79 đấy ạ. 79 em thanh lý nốt 120.000 đồng. Tốt nhất là anh chị nào mình mọi khi mình xem like của bên em ấy, mình biết về những cái phong chất này rồi mình bấm rất hay. Cái này mình rơi vào tầm khoảng từ 46 cân cho đến là 54 mặc vừa cho em nha. 79 cho chị Mẫn Trần một chiếc, anh chị Vũ Hương một chiếc dành cho 79. Và vâng ạ, mã hàng này em hết hàng luôn ạ. Sang đến mã hàng số tiếp theo là mã hàng số 80 ạ. Váy Fendi. Chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng là 48 cho đến là 54 kg sẽ mặc vừa dành cho 80 ạ. Em thanh lý nốt con hàng này với giá cực kỳ tốt cho chị em mình này. Đấy, thanh lý nốt 129.000 đồng còn 2 chiếc ạ. 129 là giá em thanh lý nốt cho gọn luôn mình nhá. Kỷ niệm cho các chị em mình, rất là tốt, giá rất là tốt luôn. Để chị em mình mặc cho sướng. Đây là mã hàng số 80 các chị nhá. Chị Phạm Sim một suất ở mã hàng số 80 ạ. Anh chị Dương Thùy Linh. Chị Phạm Sim ạ. Chị Liên Meo một cái đi và chị Phạm Sim một cái dành cho mã hàng số 80. Mã hàng số 81 thanh lý luôn em ơi, 139.000 đồng có hai cái ạ. Dạ vâng ạ, mã hàng số 80 bạn chị Ngọc Ruby ạ, em chốt cho mình rồi. Em sang mã hàng số 81 ạ. 81 ạ, 139.000 đồng dành cho mã hàng này là mã hàng số 81. 48 cho đến 65 cân cho em nhá, dành cho mã hàng này. Em ngắt thanh lý ạ với giá là 139.000 đồng. Kỷ niệm nốt mình nhá, dành cho mã hàng số 81 ạ. Chị Dương Thủy Linh một chiếc dành cho 81 này.
anh chị phạm xin một cái này, còn một cái cuối cùng ạ, cho chị nào đấy ạ, Tường Vi em hết hàng luôn ạ, 82 luôn này ạ, 82. Đây em ơi, Thanh Lý luôn dành cho mã hàng này 199 này, còn 2 chiếc ạ. 47, 48 cân cho đến 60, 62 cân sẽ mặc vừa dành cho 82 ạ, 199 ngàn đồng ạ. Mã 82 là cái váy sát nách em đang cầm ở trên tay các chị nhá. Chị nào mà lấy thì các chị comment 82 để lại số điện thoại đi ạ, 81 bên hết hàng rồi ạ. Đây là cái phần phụ liệu rất là đắt các chị nhá. Cái màu này là màu gạch rất là sáng da đấy ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment bắt hàng số 82 để lại số điện thoại nhá. 81 bên hết hàng rồi ạ. Em chốt cho anh chị có 2 suất ạ. 82 chị ngân anh một cái đi. Và anh chị 82 em sẽ chốt cho chị Hồng Lâm một chiếc đi dành cho 82. Cảm ơn các mình. 83. Fendi thì xem nào. Fendi này. Dành cho mã hàng sau đây là mã hàng số 83. 83 em ngắc căn mẫu nốt ạ, 129 ngàn đồng, 3 4 5 6 cái. Thanh lý nốt. Thanh lý nốt 129 ngàn đồng, chị nào mà rơi vào tầm khoảng từ 47 48 cho đến 54 kg sẽ vừa dành cho mã hàng số 83. Vâng ạ, em thanh lý nốt là 129 ngàn đồng các chị nhá. 129 ngàn đồng. Tất cả đều là hàng chất cốt tông non á, dành cho mã hàng số 83. Các mình biết chất hàng của nhà em rồi đấy, rất là đẹp. Chia sẻ máy mới ra đơn ạ. Cái này vừa xong là em không kiểm tra kỹ. Còn sót lại 3 con nữa, chị em mình bấm rất nhiều. Dành cho mã số 83. 129 ngàn đồng, anh chị Trần Hiếu một cái này. 47, 48 cho đến tầm 53, 54 cân ạ. Chị Tường Vi một cái này. Anh chị Phạm Sinh một cái này. Còn hai cái nữa ạ, chị Liên Neo một cái ạ. Và một cái cuối cùng là chị Hồng Lâm, Hồng Lam ạ. Bên em cũng không áp dụng căn mẫu lên mình nhá. Nhưng chị nào bấm cái nào chị chắc chắn. Đặc biệt là hàng thanh lý nữa, em không có thời gian để quay lại đâu đấy ạ. 84, thanh lý nốt 199, 48 thì 62 cân cho em nhá. Mã 84 là cái váy sát nách Chanel đang cầm ở trên tay các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 199.000 đồng nhá. Chị nào mà lấy thì các chị comment mã hàng 84 để lại số điện thoại nhá. 83 bên hết hàng rồi ạ. 83 hết hàng rồi, em di chuyển sang 84. Đá sapphire, điểm mạnh của cái váy này là gì nhỉ? Cái phần đá được phần phụ liệu được đính ở trên bề mặt đá trên bề mặt áo các chị nhá. Cái mắt kính của cô gái đấy ạ. Giống y hệt như mắt em ấy. Nông thị nhanh. 84 em có mỗi một cái thôi mình ạ. Vâng. Chị bấm đầu tiên là chị Đinh Thùy Dương đúng không ạ? Em di chuyển sang 85 nhá mình ơi. Có một chiếc duy nhất thành là 85 ạ. Cái váy Gucci hồng còn một cái. Cái này là phần chân của nó là có thêu hồng đấy, em cắt mẫu nốt cho các mình ạ. 199 ngàn đồng dành cho mã hàng số 85 ạ. Vâng. 85 em còn một chiếc ạ, 199 ngàn đồng em vừa bán vừa tặng mình nhá. Dành cho mã hàng này là 85, đẹp lắm. Dành cho mã hàng số 85 này, 48 đến 65 cân mặc xinh nhá các chị ơi. 85 này là 48 cho đến 65 kg mặc vừa và xinh luôn ấy. Dành cho mã hàng số 85 này. Dạ, 85 đẹp ạ. Em chốt anh chị Trần Thùy Dương ở mã hàng số 85 ạ. Có một cái. Có một cái đó. Chị Trần Thùy Dương ở mã hàng số 85 em có chốt rồi, các chị ở phía sau dự phòng nhá. 86. Váy Gucci này chị nào 1m6 trở lên mặc đẹp lắm ạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn mình nhá. Em cắt mẫu nốt dành cho con hàng này là 120 ngàn đồng, 46 cân cho đến là 53 cân là đẹp nhất ạ, dành cho mã hàng số 8 mấy nhá. 86 ạ, 120 ngàn đồng dành cho 86 nhá mình nhá. Mã hàng và số điện thoại ạ, dành cho mã hàng số 86 ạ. Dạ, 86 và gạch ngang số điện thoại. Đây là hàng em cắt mẫu thanh lý mà, không về thêm hàng đâu mình ơi. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng số 86 đi ạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn nhá mình ơi. Vâng, rất đẹp đúng không ạ, dành cho mã hàng này. Mã 86 bên thanh lý với giá là 120 các chị nhá. Nào mà lấy thì các chị soạn 86 cho chị Dương Quang Hân đi ạ, dành cho 86, nhất trí mình. Hai cái chị lấy cả hai luôn. Em sang đến mã số 87 đi. 87 có hai cái này. Cũng thanh lý nốt 120 ngàn đồng, còn 125 ngàn đồng con trái tim đấy cho chị. Còn hai, có hai chiếc, đấy con Fendi này. Mã 87 là cái váy Chanel đang cầm trên tay các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 120 ngàn đồng ạ. Bên thanh lý với giá là 125 ngàn đồng ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment mã hàng số 87 để lại số điện thoại nhá. Em có nhìn thấy anh chị, vâng ạ, có nhìn thấy chị Hoài Anh ở đây. 87, em thanh lý nốt là 125 ngàn đồng. Chất của nó thì quá đẹp luôn. 48 cho đến 54 kg sẽ mặc vừa dành cho mã hàng số 87 các chị ạ. 87 có hai chiếc đấy ạ, của chị nào nhỉ? Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho 87. Vâng, anh chị yêu thương hôm qua một cái này, và chị Hằng lên một cái đi. Đấy, chia mỗi chị cái thì sẽ vui hơn. 88 ạ.
88. Tất cả mấy cái váy kiểu dạng maxi này em nghĩ là chị em mình cần phải cao 1m57 hoặc là ít nhất là 1m6 để chị mặc sẽ đẹp hơn đấy các chị nhá. Dành cho mã số 88 em ngắt cắt mẫu nốt ạ. 120.000 đồng chất cốt tông cho em nhá. Dành cho mã hàng này có 2 chiếc thôi ạ, có 2 chiếc dành cho 2 chị, 3 chiếc đấy mình ạ. Cái váy đỏ này này, cái váy đỏ em xung tính ra cái này cho trái tim này này à, thế à, ok giờ vâng ạ. U xì túi sách nào nhỉ, đang cầm em cầm cái nào đâu. Dạ anh, em vừa xong là em cầm cái điện thoại của em ấy, không phải túi sách đâu mình ơi, chắc mình nhìn nhầm. Mã này mã 88 ạ, 88 ạ, 88 chị đổi trang một cái đi và anh chị làm một cái nhá, xem chị nào chưa được cái nào đi ạ, cho chị Nguyễn Hương một cái và còn một cái nữa đấy ạ, chị Thúy Mùi cái đi ạ. Em sang 89 này, 89 đấy, 129.000 ạ. Cái này chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng là 48 cho đến 53-54 cân ạ, 48 cho đến 53-54 cân ạ, dành cho mã hàng này. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn nhé mình ơi. Xin mời, xin mời, xin mời chị em mình, xin mời. Đây là mã hàng số 89 các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 129.000 đồng dành cho cái váy suông Chanel em đang mặc, à em đang cầm ở trên tay đây ạ. Cái phần kim sa được thêu trên bề mặt áo các chị nhá. 89 này, 89 em sẽ chốt cho chị Trang Đoàn dành cho 89 ạ. Dành cho 90 ạ. Em ngắt thanh lý nốt 139.000 đồng dành cho 90. Chị nào mà từ 46-47 cân đến tầm khoảng 54-55 cân sẽ mặc vừa 90 ạ. Em thanh lý nốt là 139.000 đồng đẹp lắm ạ. Xuân tiến sát màn hình, Xuân chốt cho các chị dành cho mã hàng này này. Mã 90 bên thanh lý với giá là 130 các chị nhá. Chị nào mà lấy thì các chị comment 90 để lại số điện thoại đi ạ. Đây là mã 90, mã 89 bên hết hàng rồi ạ. Chị Nguyễn Nhiên, đây là mã 90 các chị nhá, cái váy vu xì đá 90 của chị nào ạ, rất là đẹp dành cho 90. Vâng, cho chị Dung Ivy dành cho 90 ạ. Em sang mã số 91 màu đỏ đi ạ. Một chiếc duy nhất dành cho màu đỏ ạ. 91 đúng không ạ. Xin mời tất cả các chị em mình đi, rất là đẹp dành cho 91 luôn. Thanh lý nốt 129.000 đi em. Mã 91 các chị nhá, 91 bên em thanh lý với giá là 129.000 đồng dành cho cái váy Chanel đỏ đấy ạ. Cái chân neo đen này lúc nãy làm rồi này. Lấy cái váy chưa lấy được cái chân neo đen thì các chị có thể chuyển sang lấy váy đỏ các chị nhá. Để mặc thay đổi đấy ạ. 90 bên em hết hàng rồi ạ. Đây là mã hàng số 91 các chị nhá. Em cho chị Nhung Can. 9 mấy đây? 91 ạ. 91, 91. Máy nó chạy kinh khủng luôn này. 91 em sẽ chốt cho chị nào chưa được cái nào đi ạ, chị nào chưa có đơn nhỉ. Đồng hồ nữ em đang đeo hết hàng mất rồi chị Hiền ạ. 91 chị Hồng Lê Thị đi ạ. Em sang 92 nhá. 92 thanh lý nốt 199.000 đồng. Mèo cao cấp 48-65 cân ạ. 48-65 cân sẽ mặc vừa. Dành cho mã hàng số 90 mấy nhỉ? 92 ạ. 92 199 48-65 cân. Đấy, đặt xong hôm nay gọi không thèm nghe máy, em phải làm lại này nhá mình nhá. Chị nào mà chắc chắn lấy thì các chị mình mới bấm nhá. 92 ạ, vâng. Em thấy chị Hương Loan bị ẩn bình luận, bây giờ em mới nhìn thấy mình ở đây. Bấm lại hộ em nhá. Dạ, 92 của chị nào đây ạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng này, quá đẹp luôn. 48 cho đến là 65 cân, chị em mình mặc cái này là xinh luôn, dành cho mã hàng này anh Giáp ơi. Đây là mã hàng số 92 các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 199.000 đồng ạ, đặc biệt là có 2 túi ở bên 92 ạ, vâng, 92 chốt thêm cho chị. À, chị comment đầu tiên ở đây là chị Trịnh Hồng rồi. Em sang 93. Con đá này thanh lý kỷ niệm cho chị nào nốt này, 179.000 đồng ạ, dành cho mã số 93. Chia sẻ like ạ, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn mình ơi. Xe chim ạ, chị xe chim. Vâng, 93 mình ơi, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho 93 luôn. Có một con này ạ, có một chiếc duy nhất dành cho mã số 93 này. Bị ẩn thật rồi ạ. Dạ, 93 ạ. 179.000 đồng con ban men dành cho dòng đá cao cấp. 99 em xin lỗi ạ, 179.000. 48 cho đến 62-65kg dành cho mã số 93. Anh chị Trúc Lan Trần bấm đầu tiên. Em di chuyển sang đến mã số 94. Body cốt tông rút eo ở cạnh sườn, hàng cao cấp, thanh lý 179.000 đồng. 40 cân đến 52 cân là sẽ vừa. Xin mời tất cả các chị em mình cùng bấm. 179.000 đồng các chị nhá. Đây là mã hàng số 94 ạ. 93 bên em hết hàng rồi ạ. 94 là cái váy body em đang cầm ở trên tay các chị nhá. Body rút eo đấy ạ. Cái phần này là phần rút các chị nhá. Bên em thanh lý với giá là 179.000 đồng, co giãn rất là nhiều. Đây là cái chất cotton len, cotton tâm ấy. Co giãn rất là nhiều các chị nhá.
Hàng có tông tăm đẹp 40 cân đến 52 cân. Cái này dáng body đẹp, chị em mình mặc rút rút ở bên cạnh cực kỳ đẹp. Dành cho mã hàng này, dành cho mã hàng này là mã hàng số 90 mấy nhỉ? Có một cái đấy ạ. Vâng, chị Ngọc Ruby đấy ạ. Em sang mã hàng số tiếp theo là mã hàng số 95. 1986 xuất lại một con, nối mã luôn ạ. Thanh lý 139.000 đồng. Chị nào lên mã trước bên em chốt cho mình trước. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 94. Một lần, em xin lỗi ạ, 95. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng số 95. Xe chim mình ơi, xe chim cho em nha. 95 của chị nào ạ? Vâng, nhất trí của mình. 139.000 đồng em cắt mẫu nốt dành cho mã hàng này là mã hàng số 95. Vui lòng chia sẻ chế độ công khai để cập nhật thêm các mình nhé. 95 anh chị Nguyễn Thị Thanh Duyên, 96 đi ạ. 96 cắt mẫu nốt em ơi. 149.000 đồng thành 96 còn mỗi một con hàng hãng. 48 cho đến là 58 cân. 48 đến 58 cân là đẹp nhất dành cho con hàng đó. Xuân tiến sát màn hình cho chị dành cho mã hàng số 96 luôn này. Mã 96 là váy suông cũ xì các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 149.000 đồng đấy ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment 96 để lại số điện thoại nhá. 95 bên hết hàng rồi ạ. Các chị có thể chuyển sang lấy váy ở mã hàng số 96 ạ. Là cái váy Gucci. Cái hình này em giãn rất là nhiều nhưng mà nó không hề bị vỡ hình các chị nhá. 96 đúng không em? 96 cho chị Nguyễn Nhật Vi đi ạ. Sang 97 còn hai con. Thanh lý nốt ạ, 179.000 đồng đi. Còn có hai cái thì là 97. 179 hay 189 gì đấy. 189 thì phải. Hôm qua làm bằng giá hôm qua thanh lý đi. 189.000 dành cho mã hàng số 97. À, chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng là 45kg cho đến 58-60 cân mặc cái này đẹp xuất sắc cho em luôn. 1m57 trở lên cho em nhé mình ơi. Giá hôm nay em không like đồ lót mình ơi. Dành cho 97 đúng không em? 97 anh chị nào vừa mới bấm ạ, dành cho 97. 96 á, em thấy chị Hương Loan Phạm đăng ký rồi đấy. 97 em sẽ chốt cho chị. Dạ chị, anh chị nào chưa lấy được cái nào đi. Chị Khả Vân cái này cho vui này. Dạ 97 cho chị Hạnh Nguyễn một cái em hết hàng luôn này. 98LV cắt mẫu luôn ạ. 199.000 đồng một chiếc duy nhất ạ. 42 cân cho đến 58 cân mặc thoải mái các mình nhá. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 98 ạ. 98 các mình ạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng này cho em luôn nhá. Xe chim và quan trọng là chia sẻ like cho em nhá. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho mã hàng này. Váy LV các chị nhá. Đây là váy 2 dây đấy ạ. Bên thanh lý với giá là 199.000 đồng các chị nhá. Cái phần trước ngực này là thêu kim sa đấy ạ. Và phần đằng sau dây hai dây là đan chéo, không lo bị lộ hở đâu ạ. Cái này mặc rất là kín đáo đấy ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment mã hàng 97 để lại số điện thoại nhá. À, mã hàng số 98 ạ. 97 bên hết hàng rồi ạ. Mã 98 các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 199 đấy ạ. Em chốt anh chị nào mà ưu tiên những chị mà đã chia sẻ livestream với chị nhá. Vừa chia sẻ livestream thì máy bên mới ra đơn được ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment 98 để lại số điện thoại đi ạ. Em chốt cho anh chị Lan Vũ một suất ở mã hàng số 98 là bêm hết hàng các chị nhá. 98 bêm chỉ còn một suất thôi. Set này vào cho các chị này. Set nhiều lắm mình ạ. Cực kỳ nhiều hàng đẹp luôn. Ở trên em nhìn thì có một con tăng bên này. Đẹp này các chị này. Mã 99 là cái set áo em đang cầm ở trên tay các chị nhá. Cái này thì rất là xinh, cái set này rất là xinh đấy ạ. Giống như kiểu là cái váy, như kiểu cái răng mà các chị đang hay mặc đấy ạ. Set này thì bao nhiêu ạ? Hả? Set này thanh lý nốt đi. Thanh lý cho các chị là 149.000. Mã 98 bên thanh lý với giá là 149.000 đồng cả set các chị nhá. Là cả áo và cái quần đấy ạ. Cái quần này các chị có thể về phối cùng với lại áo khác đều được các chị nhá. Giống cái dạng quần ống sớ đấy ạ. Mã này là mã bao nhiêu nhỉ? 99 ạ. 99, 149.000 đồng. 42 cân cho đến 54 cân là đẹp nhất ạ. Dành cho 99 đấy các mình nhá. 42 cho đến 54kg sẽ mặc vừa và đẹp dành cho 99 ạ. Xin mời tất cả chị em mình thưởng thức. Cái này đũi, tính ra lợi này. Chị nào lấy được set này nguyên cái quần thôi về chị em mình phối với các thứ là thấy ra trò rồi. Chưa kể đến cái áo hai dây các chị mix với các quần sọc cho em thì thôi rồi rượm ơi. Dành cho mã số 99 các chị nhá. Là chị Hằng Lê ạ, lấy được mã hàng này rồi. Bây giờ là em sang em cắt mẫu nốt con hai dây Mochino này đi. Cái này dòng đặc sản rồi. Chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng là 42-44 cân cho đến là 57-58 cân thì đẹp khỏi phải bàn. 199.000 đồng dành cho mã hàng số 100. Hàng hãng quá đẹp luôn, chị nào vồ được con này thì vô cùng ngon. Con này em còn mấy con đấy ạ, dành cho mã hàng số 100. 44 cho đến 58-60 cân. Ui, chị nào hôm nay không lấy được con này mất ngủ. Hàng hãng, cái này hàng hiệu đấy ạ. Hàng siêu cấp, con này là hàng VIP rồi. Dành cho mã hàng số 100, dòng VIP nhá các mình nhá. 44 cân cho đến 58 cân, cái này em còn mấy con, cắt mẫu nốt ạ, 199.000 đồng. Đẹp lắm, xuân quay đằng sau các chị xem cái hàng Maxi này.
Cái này xịt lắm, dành cho mã hàng số 100 mình ạ. Em chia mỗi chị một cái. Cái này còn mấy cái này, chị Hương Thảo này, chị Thúy Lê, chị Ngọc Minh, chị Hồng này. Dạ, đây là 100 đấy mình nhá. Chị Hương Nguyễn này, chị Hà My này, anh chị Hoan này, chị Thùy Linh ạ, chị Diệu Hằng, chị Ngọc Anh, chị Giang Neo, chị Đỗ Mai, vâng, chị Tâm Chu, chị Cẩm Tú Hoàng, chị Nguyễn Phương, chị Mary Phạm, chị Vân Bùi em chia rồi, chị Phùng Vân. Dạ vâng ạ, em có nhìn thấy mình ở đây rồi. Chị Nguyễn Hương đăng ký, chị Trịnh Hồng, anh chị Nguyễn Mỹ Hằng ạ. Dạ vâng ạ, anh chị Cẩm Cẩm, anh chị Đỗ Mai. Và như vậy mã hàng này bên em còn cái cuối cùng của chị Hải Minh, em hết hàng. Cho chị sang cái răm xui này. Là cái răm xui này. Đây này, cái răm hình họa tiết này này. Còn sót lại một cục này, rất nhiều chị mình tha thiết dành cho con hàng này. Đấy, em cũng đang khó nghĩ quá bảo là và bây giờ thấy em like như thế này, lại bảo là em không bán chị thì cũng rất là khó. Cái này còn sót lại một cục. Anh chị nào hôm nay xem like ở đây, chị em mình được thưởng thức dành cho con răm xui 101 này, 199.000 đồng, dòng Miu Miu cốt tông đẹp lắm. Chị nào mà giờ tầm từ khoảng hơn 40 cân cho đến là 58-60kg mặc cực đẹp luôn, dành cho con hàng này là mã hàng số 101. Cái này hôm qua em vừa quay ở đấy, các mình có nhớ mã này không ạ? Mã 101 ý, 100 em hết hàng mất rồi. Là chị Hương Loan cũng thích là 100 à. Nhưng mà mã hàng số 100 em hết rồi, em sang 101 nhưng các mình nhớ. Đúng rồi ạ, cực kỳ đẹp dành cho con hàng 101 này các mình ạ. Vâng, 101. Vâng, cái này rất nhiều chị. Dạ đúng rồi mình ạ. Cái này là trưa nay các chị bảo là trưa nay chị muốn chị bấm không được đây, do là mã hàng này bị khuất mất một cục ý. Tối ngày hôm nay nhà em mới tìm thấy á. Một lần trên trang cá nhân và anh nhóm chợ lớn chị Loan bấm đi, bây giờ mới nhìn thấy. Cơ bản là chị bấm chậm quá ấy. 101 chị Linh Ly này. Dạ cái này 44 cân 58-60 cân. Chị Phùng Vân, anh chị Giang Neo, vâng chị Tâm Chu, cái này đẹp lắm, em cảm ơn nhé. Chị Ngân Lượng, chị Diệu Linh Hằng, cái này Xuân bên em có mặc rồi đấy, các mình biết rồi đấy. Chị Lan Vũ, chị Nguyễn Nhật Lệ, chị Diệu Linh Hằng, em có chốt cho chị Phùng Vân rồi. Vâng ạ, chị Danh Danh được chia cho mình dành cho mã hàng này rồi. Bên em còn hai cái nữa đấy, chị nào mà trước khi bấm các mình bấm để em xem còn cục nào. Em cho cho chị Nguyệt Cát một suất ở mã hàng 101 và còn một suất cuối cùng em cho cho chị Hương, chị Bích Đỗ nhá. Chị Hương Lan Dạm chốt bên trên rồi đấy ạ. Các chị ở phía sau dự phòng 101 nhé, 101 bên hết hàng rồi ạ. Đây là mã hàng số 102 các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 99.000 đồng dành cho cái áo Givenchy đá này đấy ạ. Áo lưới đá mà bên đang quay rồi đấy ạ. 101 bên hết hàng các chị nhá. 102 là cái áo Givenchy đá. Bên thanh lý với giá là 99.000 đồng ạ. Từ 40 cân đến tầm 58-60 cân là mặc vừa các chị nhá. Cái này vì cái này co giãn rất là nhiều đấy ạ. Đặc biệt là cái phần răm em mặc bên hết hàng rồi ạ. Có mã và đặc biệt là số điện thoại là xong. Em mặc cái đấy các chị biết rồi. Cái nào mà thông tin quá sâu thì cần báo mã thôi. Chị nào mà lấy thì các chị comment mã hàng số 102 và để lại số điện thoại nhá. 101 bên hết hàng rồi ạ. 102 em chốt cho chị nào đây? Anh chị Thúy Mùi một suất ở mã 102 ạ. Anh chị Hà Đỗ một suất ở mã hàng số 102 ạ. 99.000 đồng các chị nhá. Anh chị Quang Neo một suất ở mã 102 ạ. 101 bên hết hàng các chị nhá. Hàng Hồng Kông ạ. Bộ răm em mặc bên hết hàng rồi ạ. Cái áo này là hàng Hồng Kông, áo Givenchy đá hàng Hồng Kông các chị nhá. Chị nào mà lấy thì các chị comment mã hàng 102 và để lại số điện thoại đi ạ. Bên có quay lúc buổi trưa hôm nay rồi đấy ạ. Anh chị Lan Vũ một suất ở mã hàng số 102 ạ. Anh chị Yến Thái một suất ạ. Chị Ngô Huyền Hạnh một suất ạ. Anh chị Đoàn Hằng. Áo này em xin lỗi là từ 40 cân đến 52 cân là vừa các chị nhá. Từ 40 cân đến 52 cân ạ. Bên chỉ còn size cho những chị là size S đấy ạ. Từ 40 cân đến 52 cân là vừa các chị nhá. Chị nào mà quá cân thì các chị không nên bấm đâu ạ. Em chốt cho chị Đoàn Hằng ở mã 102 rồi. Em có nhìn thấy chị Nguyễn Kỳ Duyên ở đây rồi ạ. Chị nào mà chưa được chốt thì các chị comment mã 102 để lại số điện thoại nhá. Anh chị Nguyễn Nghiễn một suất ở mã 102 em có chốt rồi ạ. 99.000 đồng dành cho cái áo Givenchy đá em đang cầm trên tay các chị nhá. Để vào góc cho chị đã sắp. Từ 40 cân đến 52 cân là đẹp nhất đấy ạ. Còn chị làm nhờ em chị chốt Lan cho mình nó nhanh nhá. Có nghĩa là như thế này. Áo đấy, áo này là áo đá lưới hàng Hồng Kông, 40 cân đến 52 cân, chị em mình mặc là co giãn và không béo bụng một chút nào. Rất là đẹp, chị nào có nhu cầu lấy cái này các chị mình đăng ký bởi vì cơ hội có 102, không có xuất hiện thêm cơ hội lần 2 các mình nhá. 102 còn thiếu chị nào không ạ? 40 cân cho đến 52 cân là đẹp xuất sắc cho em luôn. Các chị lấy cho mình mặc cho người nhà thương trông đẹp lắm rồi. Và áo này mình mới nhận được đẹp dã man con ngan, em cảm ơn nhá. Các chị thấy sung sướng không? Giật mình đúng không ạ? 99.000 đồng quá wow, má. Rẻ quá ta. Sao đây mã 103 luôn ạ. Một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn dành cho 103 luôn các chị này. Em ghép căn mẫu nốt là 100 em sorry. Để chị xem đây là váy hay bộ ta. Dạ. Là Jacques Dior, váy ạ. Căn mẫu nốt váy đi em ơi.
Thanh lý nốt 199.000 đồng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 8 con. Anh chị nào bấm trước em chốt mình trước luôn nhé. 199.000 đồng dành cho mã hàng này là mã hàng số 103 các mình nhá. Dạ rồi chị Ngô Huyền Linh ạ. Vâng, em sang 103 rồi mình ơi. Dạ, sang đến 103. Cái này có mấy cái thôi. Nhiều chị thích con này chứ không phải một chị ạ. Đá cho em ạ, đá này, đá Jack Dior dành cho mã hàng số 103. 199.000 đồng dành cho 103. Chị nào mà 42 cân đến 58, 60 cân sẽ mặc vừa dành cho 103. Đẹp lắm nhá các chị nhá. Rất là đẹp dành cho 103 đấy ạ. 199.000 đồng. Em cắt mẫu nốt dành cho mã hàng 103 ạ. Vâng. Mình có cái váy này rồi ạ, mặc à trắng da em đã cứ tưởng là cái gì. Tiến sát màn hình các chị xem cái đá này, nó sẽ là không bong bật, nói chung rất là chắc dành cho dòng này. 103 các mình nhá. Dạ đúng rồi các mình ạ. Nhất trí các mình luôn. em có cái váy này rồi, đẹp lắm, em cảm ơn. Của nó là hàng chất cốt tông non đấy ạ, chị Cẩm Tú Hoàng một chiếc này. Anh chị nhất trí các mình, em có nhìn thấy ở đây rồi. Đây là dòng váy 2 dây, hàng hãng Jack Dior, 40 tầm khoảng 44 cho đến 58 60 kg. Chị em mình mặc con 103 này là đẹp nhất cho em các mình nhá. Dòng cốt tông non co giãn nhiều. Chị nào mà béo bụng chơi mấy con này thì khỏi phải hỏi vì sao nó đẹp. Em thanh lý nốt dành cho mã hàng này là mã hàng số 103, 199.000 đồng các chị nhá. Chị nào mà chưa kịp bấm các mình bấm nhanh bởi cái này đẹp lắm. Mặc mát các chị ạ, quan trọng là mát lim 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 dành cho mã hàng này. Còn thiếu chị nào nữa cũng nhờ các chị bấm thật là nhanh dành cho 103 này. Chứ sắp màn hình trước đây 103 này. 103 bên còn chơi chốt chị nào với các chị comment 103 để lại số điện thoại nhá. Bên thanh lý với giá là 199.000 đồng đấy ạ. Các chị từ tầm 42 cân đến 58 60 cân là mặc được các chị nhá, là mặc rất là đẹp đấy ạ. Là mặc vừa xinh luôn. Em cho anh chị Thùy Lê một suất ở mã 103, anh chị Diệu Linh Hằng một suất ở mã 103 rồi ạ. Cái dây đang chéo ở đằng sau này không lo bị lộ hở đâu ạ. Cái này rất là kín đáo các chị nhá. Còn chị nào chưa chốt thì các chị comment 103 để lại số điện thoại đi ạ. Cái này thì co giãn rất là nhiều, từ 42 cân đến 58 60 cân là mặc vừa các chị nhá. Các chị mà đi biển thì rất là xinh đấy ạ. Chị nhận rắn rồi, mặc rất là trắng da. Cái màu này không ơi, không bị chết da đâu các chị nhá. Em cắt mẫu nó cho chị 179.000 đồng này. Em qua mã 103 bên em chuyển sang mã 104 là cái váy suông đang cầm trên tay các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 179.000 đồng ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment 104 để lại số điện thoại nhá. Cái phần đá, phần chữ đá được đính ở trên bề mặt áo đấy ạ. Em qua mã 103 rồi ạ. Bên sang mã 104 các chị nhá. 179.000 đồng ạ. Đặc biệt là có hai túi ở hai bên cạnh sườn đấy ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment mã hàng 104 để lại số điện thoại nhá. Váy dây hoa ở phía sau bên chưa làm đâu ạ. Em chốt anh chị Nguyễn Quý một suất ở mã hàng số 104 ạ. Các chị ở phía sau dự phòng 104 nhé. 104 bên hết hàng rồi ạ. Xuân 105 này, các mẫu chị này 179.000 đồng. 105 là cái váy suông này các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 179.000 đồng ạ. 104 bên hết hàng rồi ạ. Cái váy suông Von Grau em bên thanh lý với giá là 179.000 đồng các chị nhá. Đây là dáng váy suông rất là dễ mặc đấy ạ. Các chị đến tầm 60 cân cũng có thể mặc vừa các chị nhá. 104 bên hết hàng rồi ạ. Từ 46, 47 cân đến 60 cân là có thể mặc vừa cái váy suông này rồi đấy ạ. Bên thanh lý với giá là 179.000 đồng các chị nhá. Chị nào mà chưa được lấy 104 thì các chị có thể chuyển sang lấy váy ở mã 105 ạ. Chất nó hầu như là những cái váy xô men, chất nó như nhau, chất nó đều đẹp như nhau đấy ạ. Chỉ khác mỗi hình và màu thôi ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment mã hàng số 105 để lại số điện thoại nhá. 104 bên hết hàng rồi ạ. Em chốt cho chị Hồng Lâm, Hồng Lam ở mã 105 rồi ạ. 105 bên hết hàng các chị nhá. Rất có nhiều hàng đẹp ạ. Đây con rất nhiều hàng đẹp của chị này, em hạ luôn nhá mình nhá. Đây thanh lý nốt ạ, 199.000 đồng dành cho 106 ạ. 106 thanh lý 199, 44 cân cho đến 58 cân các chị sẽ mặc được, mặc vừa dành cho 106. Chị em mình thưởng thức từ từ và dần dần, rất nhiều hàng đẹp đúng không ạ. Chia sẻ like ạ, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn ạ, có mỗi một cái thôi các chị ạ. 44 cân cho đến là 58 60 kg sẽ mặc vừa. Nhiều chị tiếc con này lắm này. LV hay gọi là Louis Vuitton. Dòng này dòng kiểu dạng yếm mà nó không hở cho em. Rất là xịn dành cho dòng này. Dòng hãng á, tiến sát màn hình các chị xem kim sa một tí Xuân ơi. Các mình có thể nhìn thấy các cái mắt kim sa. Màu này màu da, vì vậy là sẽ không kén độ tuổi và không kén da. Mã này mã 106 hả em? 106. Cho chị răng neo dành cho 106 ạ. 107.
107 thanh lý nốt ạ, 199.000 đồng. Con này hơn 400 này các chị này. Thanh lý nốt 199.000. Đấy, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn nha các mình nha. Rất đẹp. 199.000 đồng dành cho 107. Các chị em mình 46 cân cho đến là 56 57 cân mặc xinh vô cùng dành cho mã hàng này là mã 107. Gõ 107 gạch ngang số điện thoại ạ. Bên em máy sẽ tự auto ra đơn. Các chị mình chỉ cần bấm mã hàng vào số điện thoại mà thôi. Các mình nhá. 107. Em cảm ơn anh chị Khả Vân, cảm ơn mình nhiều. 107 em sẽ chốt cho chị đầu tiên là chị Trần Kim Anh dành cho mã hàng số 107 là người bấm được đầu tiên. Và anh chị Hương Nguyễn sẽ dự phòng dành cho 107. Bên em di chuyển liền sang đến mã hàng số 108 luôn nhé mình nhá. Và 108 váy này thanh lý luôn, kỷ niệm cho một chị 48 cho đến 65 kg, thanh lý 249.000 đồng, 48 cho đến 65 cân, đẹp lắm các chị ạ, rất là đẹp luôn. 108 ạ, 108 48 65 cân ạ, 249.000 đồng cắt mẫu nốt ạ, dành cho 108. Chả cần phải đi đâu xa đúng không ạ? Đi đâu xa cho chuẩn chân mỏi gối, cứ hàng tối thì vào với em ngay là có hàng đẹp ngay thôi đúng chưa ạ? Vâng. Đây là mã hàng số bao nhiêu ạ? 108, hàng sáng đi rồi chị Hương Ong ơi. 108 có một cái thôi nhá các mình nhớ. Chị Hải Phạm ạ, à, em chốt cho mình rồi. Xong 109 này, 199.000 đồng, 47 cân cho đến 53 54 cân cho em nhá. Sẽ vừa ạ. 108 là bên thanh lý với giá là 199.000 đồng dành cho gấu Moschino các chị nhá. 109 ạ, 109 ạ. Vâng, 199.000 đồng ạ. 47 48 cho đến 53 54 cân là đẹp nhất. Ông gấu Moschino ạ, à, em thanh lý nó 199.000 đồng dành cho 109 này. Anh chị bấm được đầu tiên là chị Trần Thùy Dương dành cho mã hàng 109 ạ. Em sang đến mã hàng số 110. Thanh lý 100, đây là răm xui. Bộ đâu nhỉ, cái áo của nó đâu ấy. Ô, thôi em ăn dơ răm đi này. Răm, răm em thanh lý luôn ạ, 149.000 đồng. Chị nào mà từ 47 cân cho đến 54-55 cân sẽ mặc vừa và đẹp nhất ạ. Bên thanh lý với giá là 149.000 đồng các chị nhá. Đây là mã 109 ạ. Mã 110 ạ. 110 nha các mình ơi, dành cho mã hàng số 110. Có một chiếc găm xui này chị nào mà phải to cây một tí, 48 cho đến tầm khoảng là 47 48 đến 58 60 kg sẽ mặc vừa dành cho mã hàng số 110 này. Em thanh lý nốt là 149.000 đồng có một chiếc thôi ạ, dành cho mã hàng số 110. Nhất trí mình ạ, em sẽ cho chị Ngọc Thảo 111 ạ. Anh chị Ngọc Thảo một cái đâu nhỉ? Cái là bộ đấy. À, cái áo sơ mi thì có hai cái chị biết rồi. Tại đây có sơ mi một cái ở chỗ này đây này. Thôi tiệt rồi, tí nữa chị đưa vào. Đây là mã số bao nhiêu nhỉ? 111, em ngắt thanh lý 149.000 đồng. Chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng 42 cân cho đến tầm khoảng 52 cân là xinh nhất dành cho 111 ạ. 149.000 đồng ạ, dành cho mã số 111 các mình nhá. Dạ, thanh lý nốt đấy ạ, dành cho mã số 111. Anh chị Hà My một cái ạ, chị Hương Nguyễn một chiếc và anh chị khoảng lặng dự phòng dành cho mã số 111 dùm em. 112 thanh lý 120.000 đồng dành cho 112. Anh chị nào mà rơi vào tầm từ khoảng là, để em xem là các bạn lại còn ghim cả mã giá vào đây nữa. 42 cân cho đến 55 cân. 120.000 đồng. Dành cho 112 ạ. Thanh lý 120.000 đồng. Chất thô đũi ạ. Đẹp lắm. Để xem màn hình chốt hộ chị xuân này. Đây là mã 112 các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 120 ạ. Chị nào mà lấy các chị comment 112 để lại số điện thoại nhá. 110 với 111 bên hết hàng rồi ạ. Đây là mã 112 các chị nhá. Mã 112 nhá mình ơi, 112 ạ. Vâng. 110 em hết hàng mất rồi. 120.000 đồng dành cho mã hàng số 112. Cái này các chị đi biển xinh á. Cực kỳ xinh luôn ạ. Anh chị Dung Hoàng đăng ký được đầu tiên mất rồi. Em sang đến 113 luôn ạ. Thanh lý 199.000 đồng dành cho 113. Một chị sẽ lấy được 113 ạ. Mã 113 là cái váy Valentino em đang cầm trên tay các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 199.000 đồng ạ. Chị nào mà lấy thì các chị comment 113 để lại số điện thoại nhá. Em chốt cho chị Ngọc Thảo một suất ở mã hàng số 113. Xong đến 114 em ơi, 149.000 đồng. 114 là cái răm xuôi em đang cầm ở trên tay các chị nhá. Đây là màu gạch đấy ạ. Bên thanh lý với giá là 149.000 đồng các chị nhá. Đây là cả set, cả set răm xuôi luôn đấy ạ. Bên thanh lý với giá là 149.000 đồng các chị nhá. Chị nào mà lấy thì các chị soạn đúng cú pháp và để lại số điện thoại đi ạ. 114 ạ, 113 bên hết hàng rồi ạ. 114 đây là 114 các chị nhá. 114 anh chị Nguyễn Ngọc Minh đi. Nếu chị nào đến đô cây một tí mặt cho em nhá. Tầm từ 47, 48 cho đến 58, 60 cân mình ạ. Dành cho 114 này ạ. Em di chuyển sang 115 ạ. Cái vintage dành cho dòng này, chuẩn hàng Quảng Châu này cho các chị xem mát tí xuân này đây này. Đấy.
Cái váy này hôm trước nhiều chị hỏi em lắm ạ. Cái này từ 48 cho đến 58 60kg sẽ mặc vừa. Cái này em thanh lý nốt là 249.000 đồng dành cho dòng loại 1 các mình nhá. Dành cho mã hàng này là mã hàng số 100 bao nhiêu nhỉ? 115. Dạ vâng ạ, 115 cho em nha. Gõ cho em là 115 và gạch ngang số điện thoại. Có một chiếc thôi ạ. Thanh lý nốt là 249.000 đồng. Em sẽ chốt cho chị Tường Vi và chị Kiều Anh sẽ dự phòng dành cho 115. Em di chuyển sang 116 ạ. 249.000 đồng. Cái này nhất định phải cần chị em ta cao 1m6 trở lên, 48 cho đến 65kg mặc vừa dành cho 116 ạ. 249.000 đồng thanh lý chuẩn loại 1, hàng cao cấp các chị nhá. Dành cho 116 ạ. 116 có một chiếc thôi ạ, dành cho một chị duy nhất dành cho buổi tối ngày hôm nay là 249.000 đồng. Vâng, em có một chiếc thôi mình nhá. Dạ, một chiếc duy nhất dành cho một vị khách hàng duy nhất dành cho mã hàng số 116 ạ. Chị nào đây ta? Sẽ lấy được mã hàng số 116, quá đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp dành cho mã hàng số 116. Và rất nhiều các chị em mình là đang rất là tích cực. Dạ vâng. Nhất trí ạ, em cảm ơn ạ. 116. 116 chị Kim Ngân. 117 đi. Cái này gần như các chị lấy váy được tặng cả chân rồi. 199.000 đồng dành cho mã hàng này là mã hàng số 117. Một chiếc duy nhất ạ. Em xin lỗi ạ. Một váy, một set váy duy nhất dành cho 117. Có một set thôi mình nhá. Đấy, một lần trên trang cá nhân và hai nhóm chợ lớn phân chốt cho một chị 117 luôn này. Mã 117 là cái set váy Vulgar đang cầm ở trên tay các chị nhá. Bên thanh lý với giá là 199.000 đồng đấy ạ. Chị nào mà lấy thì các chị soạn 117 để lại số điện thoại nhá. 116 bên hết hàng rồi ạ. Cái này thì được tặng kèm một cái chân váy này các chị nhá. Chân váy hoang đấy ạ. 117 của chị nào đây ta? Dạ, em thanh lý nốt là có 199.000 thôi. Anh chị nào mà lên mã trước em chốt cho mình trước. Em chốt cho chị Hồng Lâm. Có chị thân mến ạ, mã hàng số 117 sẽ tạm thời kết thúc live của bên em dành cái buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù hàng vẫn còn rất nhiều, tuy nhiên là cả ngày các bạn làm nhiều cho nên là mệt quá rồi. Khả năng là em sẽ phải tạm dừng ở đây, không phải tắt điện hết không là đứt hết đấy các mình ạ. Đấy, có vẻ là căng quá rồi. Và hiện tại là tạm dừng ở đây. Giày dép, túi sách, với váy còn đầy. Sáng ngày mai nếu như mà có thời gian thì em sẽ lên mã cho các mình nhá. Được chưa? Có anh chị nào mà cần thông tin thêm gì nữa không ạ? Nếu như mà không thì em sẽ tạm thời kết thúc live tại thời điểm này. Dạ xỉ thì inbox thì bên em sẽ hướng dẫn mình. Chị nào mà có thông tin gì chị em mình cần thông tin inbox dùm em nhá. Dạ bộ của em ngát mặc là đã hết hàng mất rồi. Chị Kỳ Duyên ạ, hết hàng mất rồi chị nhá. Vâng ạ, cảm ơn các mình, cảm ơn chị Ngọc Thảo. Chúc tất cả các chị em mình ngủ ngon. Hẹn gặp lại chị em mình vào ngày mai nhé các mình ơi. Bye bye các chị em mình ạ. À, để ý số điện thoại chia sẻ like mà tránh bị lừa đảo nhá các chị em mình nhá. Dạ rồi, nhất trí mình ạ, em cảm ơn nhá. À, nếu mà like thì bên em sẽ đăng status ạ. Đồng hồ bên em sẽ về thêm ạ. Cảm ơn các mình, bye bye các chị em ta. Cảm ơn các chị đã đồng hành cùng bên em đến tận thời điểm này các mình nhá. Vâng, dạ, nhất trí các mình, bye bye chị em mình nhá. Rồi ạ.